Khương Phàm từ bỏ những khác bí cảnh, nếu như sát thiên chiến đội thật muốn ẩn tàng, vô cùng có khả năng giấu ở nơi bí ẩn. Ví dụ như, bên trong thâm không bí cảnh đầu tiên. Người từ bí cảnh thứ hai tìm tới bí cảnh thứ ba, bây giờ lại phải điều tra bí cảnh đầu tiên. Người rốt cuộc đang tìm cái gì? Nếu như ta nói cho người biết, người có thể giúp ta triệu hoán đi ra. Người nói trước đi nói, ta suy nghĩ thêm. Vậy cái này không tính giao dịch, như vậy đi, người giúp ta triệu hoán đi ra bí cảnh đầu tiên, ta cam đoan chỉ ở bên ngoài dò xét một hồi, tuyệt đối không đi đến. Tựa như lúc ta ở bí cảnh thứ hai cùng bí cảnh thứ ba này, như thế nào? Người rời khỏi là bởi vì ngươi không có tìm được thứ ngươi muốn, nếu như bên trong bí cảnh đầu tiên có thứ ngươi muốn thì sao? Nếu như bọn hắn thật giấu ở chỗ nào, chuyện sẽ phiền toái. Không chỉ là ta phiền phức, các ngươi cũng phiền toái. Bọn hắn, ngươi nói bọn hắn, ngươi đến Thiên Võ Tinh là truy tung người. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, bên trong bí cảnh đầu tiên không thể nào giấu vật sống. Vì sao? Ngươi chỉ cần biết nơi đó không có vật sống là được. Nếu như người đặc biệt mạnh thì sao? Xem như đại đế, đều có đi không về. Đó là lỗ đen. Khương Phàm trước đó ngược lại đoán qua đến hướng vấn đề này, nhưng nếu thật sự là lỗ đen, cũng không cần phải dò xét. Cũng không phải nói sát thiên chiến đội không dám tiến vào, mà là bọn hắn không cần thiết chạy đến lỗ đen, nơi cực đoan thôn vệ vạn vật. Nói cho cùng, sát thiên chiến đội đều không phải là thật đang tránh hắn. Mà bởi vì cảnh giới của bọn hắn quá mạnh, giáng lâm thiên nguyên tinh vực dễ dàng gây nên khủng hoảng, cho nên áp chế cảnh giới, ẩn tàng khí tức, sau đó hấp thu năng lượng nơi này yên lặng điều trị, trở lại trạng thái đỉnh phong, chờ đợi sau khi phân thân thương thiên đến, bọn hắn sẽ rời khỏi thiên nguyên, liên thủ đuổi giết thế giới của hắn. Cùng loại với lỗ đen nơi. Ninia hàm hồ nói. Khương Phàm nhìn quanh dãy núi, nếu như không phải trốn ở bí cảnh chỗ này, chẳng lẽ giấu ở bên trên hai tiểu lục địa khác? Các sốt cuộc ngươi muốn tìm người nào? Ninia kỳ quái nhìn bọn hắn. Tam sinh đế tộc các ngươi, gần đây không có khách đến. Khương Phàm đột nhiên bay lên không, tiếp cận Ninia. Khách nào? Ninia khẽ nhíu mày, còn nhảy dựng lên chừng ta. Khương Phàm không có nói thêm nữa, nếu như sát thiên chiến đội bí mật giấu đến bên trong tam sinh đế tộc, Ninia coi như không biết, cũng sẽ có điều phát giác. Nếu sát thiên chiến đội không có liên quan gì với tam sinh đế tộc, vậy có thể hỏi thăm Ninia một chút. Huynh đệ của ta, nữ tử của ta, con của ta, bị bắt. À, gương mặt Ninia có phản ứng, hai người sau lưng cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Chúng ta vượt qua 7 tỷ dặm vũ trụ, truy tung đến thiên nguyên tinh vực. Ta có 9 phần chắc chắn, bọn hắn đang ở mảnh tinh vực này, nhưng ta không biết bọn hắn đang ở tinh cầu nào. Ta nghe nói thiên võ tinh vực hỗn loạn nhất, tiếp nhận người lưu vong, cho nên tới nơi này trước. Ta không dám gióng trống khua chiêng tra, chính là sợ đánh rắn động cỏ, bọn hắn chạy mất. Nhưng ta tuyệt đối không e ngại nguy hiểm, bởi vì ta còn có chiến đội càng mạnh, đang ở bên ngoài thiên nguyên tinh vực chờ lệnh. Bọn hắn là bị xem như nô lệ, buôn bán tới đây. Ninia nhìn Khương Phàm thật sâu, 7 tỷ dặm, biên giới thiên võ tinh vực bọn hắn thăm dò vũ trụ cũng chỉ là 1,5 tỷ dặm, số ít người điên cuồng dám can đảm xông xáo bên ngoài 1,5 tỷ dặm, bọn hắn lại từ 7 tỷ dặm bên ngoài tới. Nếu như vừa đi vừa nghỉ, điều tra từng cái tinh cầu, lại tới đây cần bao nhiêu năm? Nam tử này thật chấp nhất. Nếu như bọn hắn tới nơi này, hẳn là khoảng nửa năm tả hữu. Người suy nghĩ kỹ một chút, trong nửa năm nay, có chuyện đặc biệt gì phát sinh hay không? Nhưng không phải loại oanh động tất cả đều biết, mà cao tầng đế tộc các ngươi cảm giác. Ta đoán bọn hắn khẳng định phong ấn cảnh giới, ẩn giấu đi khí tức, bí mật tới nơi này. Ninia nhìn Khương Phàm, muốn nói lại thôi. Nirio cùng Dius hai vị trưởng lão đế tộc trao đổi ánh mắt, thể hiện đều trở nên có chút mất tự nhiên. Có vấn đề, sắc mặt Khương Phàm cùng Chu Thanh Thọ hơi biến đổi, đe dọa nhìn bọn hắn. Nói, Ninia chần chờ một lát. Ta không biết có phải có liên quan cùng người các ngươi muốn tìm hay không, nhưng từ nửa năm trước bắt đầu, đám đế tổ thiên võ tinh cầu lần lượt đều thức tỉnh, sau đó ta nghe nói đế tổ những tinh cầu khác cũng đều thức tỉnh toàn bộ. Sau đó thì sao? Chính là thức tỉnh, không có sau đó. Bọn người đế tổ không có biểu thị khác. Ta không biết mấy đế tổ khác thế nào, nhưng đế tổ chúng ta dù sao cũng không có biểu thị gì. Tuy nhiên sau khi ra ra ta trở về, trước tiên bị đế tổ triệu hoán gặp mặt. Đáy mắt Khương Phàm rạng rỡ tinh mang,
quả quyết sinh ra liên hệ cùng chủ thể tại bên ngoài ức vạn dặm thâm không phía xa, đồng thời triệu hồi ra linh hồn Vu Thanh Lạc đang bị giam cầm. Đồ hỗn trướng, các ngươi biết ta là... Vu Thanh Lạc vừa muốn quát tháo, đột nhiên chú ý tới Dinia bên cạnh. Sao các ngươi lại ở đây? Chúng ta thấy được, cho nên bị khống chế. Chủ hồn chúng ta tại đế tộc, bọn hắn không dám giết chúng ta. Dinia thầm mắng đáng chết, đột nhiên như vậy sao, không chào hỏi liền gọi Vu Thanh Lạc ra. Chương 3270 tính toán. Ngươi nói thân phận của ta cho hắn biết. Chuyển cáo, xin tha, nhưng bọn hắn không sợ. Đồ ngu xuẩn, các ngươi thế nào sống đến bây giờ? Nơi này là Thiên Nguyên tinh vực, khiêu chiến đế tộc nơi này, chính là khiêu chiến toàn bộ tinh vực. Các ngươi đắc tội không chỉ là Thiên Vu đế tộc chúng ta, còn có tất cả đế tộc Thiên Võ tinh, Thiên Mạch tinh, Thiên Tổ tinh, Thiên Thanh tinh, Thiên Linh tinh, cùng Thiên Nguyên tinh. Các ngươi bây giờ đổi ý còn có một chút hy vọng sống, nếu như lại chấp mê bất ngộ, đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi tinh cầu này. Vu Thanh Lạc chưa từng thấy người lưu lạc lớn lối như thế, đi đến tinh cầu xa lạ vậy mà trực tiếp khiêu chiến thần của đế tộc. Đầu đám gia hỏa này đều có vấn đề sao? Trong đầu bọn hắn là có hố, hay trong hố có cái đầu? Khương Phàm ném linh hồn Vu Thanh Lạc cho Kim Ô. Để nàng tỉnh táo một chút. Kim Ô há miệng nuốt vào, thân thể nho nhỏ, lại là bá dương thế giới, phù tăng màu vàng bên trong nâng cao thương thiên, mười thiên vần quanh xung quanh, phần diệt thiên địa. Linh hồn Vu Thanh Lạc làm sao có thể tiếp nhận nhiệt độ cao chí liệt chí dương như thế này, mới vừa đi đến liền phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Dinia nhìn âm thầm hít một hơi. Ngươi muốn làm gì, nàng nói câu kia không sai, Thiên Nguyên tinh vực là liên minh thể, ở giữa tất cả tinh cầu đều có minh ước, mà minh ước ở giữa tinh cầu nói cho cùng chính là minh ước giữa đế tộc. Nếu như bất kỳ một đế tộc tinh cầu nào nhận lấy khiêu chiến, trước giải quyết cùng bên trong tinh cầu, nếu như không giải quyết được, tất cả tinh cầu toàn bộ tinh vực cùng một chỗ giải quyết. Ngươi giết nàng, chính là tuyên chiến Thiên Vu đế tộc, càng là địch cùng tất cả đế tộc Thiên Nguyên tinh vực. Khương Phàm thờ ơ, tiếp tục đốt, thẳng đến khi nàng tỉnh táo mới thôi. Kim Ô đứng trên vai Khương Phàm, bộ dáng nhìn như lười biếng, nhưng trong thân thể liệt diễm ngập trời, chí dương chí liệt, phù tăng tượng thần là hỏa thần vạn cổ không tắt, tản ra ba động khủng bố kinh thế tuyệt luân. Vu Thanh Lạc đau đớn không chịu nổi, tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nàng là thần nữ tôn quý, trượng phu nhi tử đều là thần tôn, địa vị tôn quý cỡ nào. Trên Thiên Võ tinh cầu, ai dám khiêu khích nàng, ai dám khi nhục nàng. Nàng chưa từng nhận qua tra tấn cùng đau đớn như vậy. Nàng thậm chí không biết mình tại sao lại bị khống chế. Nàng thế nhưng thần linh, còn là thần linh đế tộc. Liệt diễm như sóng lớn đại dương mênh mông, nhấc lên bạo động, kịch liệt cuồn cuộn giống như muốn nàng đốt thành cho bụi. Vu Thanh Lạc không ngừng chửi mắng, không ngừng gầm thét, nhưng... linh hồn mệt mỏi cuối cùng vẫn gánh không được tra tấn như vậy. Phốc! Kim Ô há mồm, phun ra Vu Thanh Lạc hấp hối. Hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi khẳng định biết. Thả ta ra, ta lưu tính mệnh của ngươi. Còn dám nói nhảm nửa câu, ta lại ngươi đưa về trong miệng Kim Ô. Yên tâm, ta không giết chết ngươi, nhưng ta sẽ lặp đi lặp lại. Để cho ngươi sống không bằng chết. Khương Phàm nửa ngồi trước mặt hồn ảnh mệt mỏi, trong đôi mắt hỗn độn phun trào, hồng mông lấp lóe, toàn thân tản mát ra khí thế kinh khủng, áp bách lấy Vu Thanh Lạc mệt mỏi. Nửa năm trước, Thiên Vu đế tổ ngươi đột nhiên thức tỉnh, vì sao? Khương Phàm duỗi ra ba đầu ngón tay, lung lay trước mặt Vu Thanh Lạc, từ từ thu hồi một cái. Linh hồn thể Vu Thanh Lạc mệt mỏi ba động, hai đạo u quang lấp lóe, giống như đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm lại rơi xuống một ngón tay, chỉ để lại ngón giữa. Linh hồn Vu Thanh Lạc chỉ là căm tức nhìn Khương Phàm, không có trả lời. Tiếp tục. Khương Phàm đứng dậy, lạnh nhạt phất tay. Kim Ô há mồm, hút vào linh hồn mệt mỏi của Vu Thanh Lạc. A! À, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên lần nữa, quanh quẩn bên trong bá dương thế giới của Kim Ô. Kim Ô khống chế phân tức, tàn nhẫn giày vò Vu Thanh Lạc, lại không đến mức trực tiếp thiêu chết nàng. Lần này trọn vẹn hành hạ 3 giờ. Trong lúc đó Vu Thanh Lạc không ngừng la lên, thậm chí phát ra khẩn cầu kêu rên, nhưng đều không có bị để ý tới. Thẳng đến Khương Phàm đưa tay, linh hồn Vu Thanh Lạc mới bị Kim Ô phun ra. Linh hồn thần cấp cường đại suy yếu mơ hồ, lúc nào cũng có thể biến mất. Nửa năm trước, Thiên Vu đế tổ ngươi đột nhiên thức tỉnh, vì sao? Khương Phàm lại ngồi xổm ở trước mặt Vu Thanh Lạc,
vươn ba đầu ngón tay. Có cỗ lực lượng thần bí. Giáng lâm, thiên võ tinh. Ý thức Phù Thanh Lạc mơ hồ, thanh âm yếu ớt như tơ. Lực lượng gì, ở nơi nào? Đôi mắt Khương Phàm có chút ngưng tụ, ngay cả Dinia đều lộ ra vẻ mặt chú ý. Xuất hiện, biến mất. Nói rõ ràng. Xuất hiện, biến mất, đế tổ thức tỉnh, là muốn dò xét, nhưng, biến mất. Đế tổ những tinh cầu khác cũng là bởi vì chuyện ở thiên võ tinh bên này thức tỉnh. Khác, tinh cầu, cũng có lực lượng thần bí. Giáng lâm. Tinh cầu nào? Thiên nguyên, thiên mạch, thiên tổ. Những tinh cầu khác thì sao? Không có. Nửa năm, đám đế tổ trừ dò xét, cái gì cũng không làm. Chờ. Chờ cái gì? Chờ, thiên nguyên, mệnh lệnh. Khương Phàm bắt lấy linh hồn Vu Thanh Lạc nuốt vào trong thân thể, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Có thể đều toàn bộ đế tổ đều bừng tỉnh, có thể là sát thiên chiến đội tới. Sở dĩ tách ra, hẳn là bởi vì tính cảnh giới của bọn họ quá mạnh. Nếu như tập trung cùng một chỗ, không chỉ có cảnh giới rất mạnh, bất luận như thế nào ẩn tàng đều có thể bị tiếp cận bị phát hiện, thực lực khủng bố càng gây nên tinh cầu cảnh giới cao độ, thậm chí là địch ý. Huống chi, thiên nguyên tinh vực có quy củ. Bọn hắn là đến tạm thời chỉnh đốn, không cần thiết khiêu chiến quy củ của nơi này. Chia bốn chi đội ngũ, cũng là chia tách cực hạn. Nếu như đi quá giải rác, chính bọn hắn ngược lại không an toàn. Chương 3271 tập kết, thiên võ tinh. Thiên nguyên, thiên mạch cùng thiên tổ, đều có thực lực bọn hắn khống chế, mà thiên võ hỗn loạn nhất, cũng dễ dàng ẩn tàng. Ai ở thiên võ tinh? Khương Phàm yên lặng suy nghĩ. Ba cái khác, đều có khống chế thế lực phụ trách ẩn tàng. Thiên võ tinh nơi này, toàn bằng mình. Ai có nắm chắc, hoàn toàn tránh khỏi năm vị đại đế thiên võ tinh dò xét. Thương thiên nữ tử, người kia gọi Lãnh Tuyền. Không thể nào, nàng hẳn là đang ở thiên nguyên tinh. Nàng tới đó không chỉ là an toàn, rất có thể còn muốn phụ trách làm thương lượng cùng thiên nguyên thiên đế. Trừ Lãnh Tuyền, còn có thể là ai? Hắc độc thao túng linh hồn. Không thể nào, hắn hẳn là đang nếm thử khống chế hỗn độn tiểu kim hầu, cần nơi an toàn tuyệt đối. Những bạch hổ cùng long đế kia. Không thể nào, sát khí bọn hắn quá nặng, ép không được khí tức, càng tránh không khỏi đế tộc tinh cầu dò xét, nhất định là cần phối hợp đế tộc nào đó. Hỗn độn cự bằng. Hắn là thứ hỗn độn, có thể dung hợp cùng minh mông thiên địa, nếu như tìm tới bí cảnh nào đó, hẳn là có thể che giấu rất tốt. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, ý thức không ngừng liên tục truyền về bản thể ngoài ức vạn dặm. Có phát hiện, bọn hắn có khả năng cực lớn ở thiên nguyên tinh vực. Bản thể Khương Phàm nhận được tin tức, quả nhiên là tại thiên nguyên tinh vực, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn xác định, nhưng 89 phần 10. Tình huống như thế nào? Dạ An Nhiên mở ra đôi mắt sáng tỏ, ngóng nhìn những tinh thần đang lấp lóe bên ngoài ức vạn dặm. Bọn hắn tản ra, phân biệt giấu ở trên bốn tinh cầu khác biệt. Khương Phàm là thiên đế, không dám xông vào biên giới ức vạn dặm, nếu không sẽ kinh động thiên nguyên thiên đế nơi đó, dẫn phát đối kháng mãnh liệt. Nếu như giữa Lãnh Tuyền và thiên nguyên thiên đế đã đạt thành hiệp nghị, mình xuất hiện trong phút chốc, bọn người Lãnh Tuyền có thể nhận được tin tức. Hoặc là, bọn hắn sẽ toàn diện rút lui. Bằng tốc độ nhanh nhất ẩn vào hư không, xông vào một ít lỗ đen. Hoặc là, bọn hắn sẽ liên hợp lại cùng thiên nguyên tinh vực, đối kháng sự tấn công của bọn họ. Khương Phàm không sợ chiến tranh, chỉ sợ sát thiên chiến đội tổn thương thiên long cùng bọn người như ảnh, càng sợ bỏ lỡ cơ hội vây bắt, lại để cho bọn hắn chạy. Cần đế quân chúng ta đều ra tay không? Trong ánh mắt Dạ An Nhiên khuấy động giá lạnh thấu xương. Ta ngẫm lại. Khương Phàm ngắm nhìn thiên nguyên tinh vực cách ức vạn dặm thâm không, nơi đó thuộc về thế giới khác, nhân quả cùng vận mệnh của hắn khó mà đụng vào, kết thúc không thành thôi diễn, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình, mưu đồ chiến thuật. Nếu như hỗn độn cự bằng thật ở thiên võ tinh, đại hội đấu giá hơn 4 tháng sau, hẳn là sẽ có hành động. Ngay cả phía trên thiên tổ tinh cùng thiên mạch tinh, đế tộc thương thiên khống chế đều sẽ tham gia. Không, không phải hẳn là, mà là khẳng định sẽ tham gia. Bọn hắn cần đưa tinh thạch cho hỗn độn cự bằng. Sát thiên chiến đội ở tại thiên nguyên tinh vực liền phải tuân thủ quy củ nơi đó, không thể nào trắng trợn cướp đoạt, không thể làm càn, muốn làm việc theo quy củ. Cho nên, đại hội đấu giá, hẳn là một điểm vào không tệ. Sau đó thì sao? Trấn áp hỗn độn cự bằng, đại loạn thiên võ tinh cầu. Khó. Chỉ dựa vào những thần của bọn hắn, không chỉ có trấn không được hỗn độn cự bằng,
không loạn được tinh cầu kia. Một khi ngũ đại đế tộc nổi giận, đó cũng không phải trò đùa, làm không tốt bọn người Hướng Vãn Tình đều sẽ góp vào. Nếu như cường giả đế cấp tới gần, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chờ chút. Hỗn độn đại xà. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến đầu thập bát dực đại xà phong ấn bên trong bảo đỉnh. Nếu như phóng xuất nó. Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Ý thức Khương Phàm xuất hiện ở bên trong hư không đế thành Thái Sơ Đại Lục. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đã chết, vị đã từng là thiên tài bây giờ đã tiếp quản Đông Hoàng tộc, bế quan chiều sâu, trùng kích thần linh cảnh. Đến ngay đây. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đứng dậy, lắng nghe lời gọi. Mặc dù sau khi tiếp quản đế tộc, uy thế của hắn càng ngày càng tăng, tư thái càng phát ra cao ngạo, nhưng nghe đến thiên âm, lập tức biểu hiện ra kính sợ. Ta chuẩn bị vài thứ, người bằng tốc độ nhanh nhất, đưa vào thiên võ tinh. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đối không có hỏi nhiều, trực tiếp lĩnh mệnh. Thái hư cổ long. Ý thức Khương Phàm lại giáng lâm đến tổ từ trong long đế thành, hô hoán thái hư cổ long vừa mới tái tạo cơ thể. Đến ngay đây, thái hư cổ long thức tỉnh từ trong ngủ mê, triển khai hai cánh, phát ra tiếng long ngâm to rõ. Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh ba tôn long thần đang lúc bế quan nhao nhao thức tỉnh. Người cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt tiến đến thiên nguyên tinh vực, người đưa hắn 6.000 vạn dặm, lập tức trở về. Khương Phàm không muốn gây nên chú ý, cho nên muốn Đông Hoàng Lăng Tuyệt, vị thánh hoàng này đi vào tinh cầu, nhưng cam đoan tốc độ, nửa đoạn đường trước cần thái hư cổ long đưa tiễn. U Linh Đại Đế. Ý thức Khương Phàm ngưng tụ ra hình dáng phiêu miểu, xuất hiện ở cửu U thâm không. Ước vạn dạ nha chiếm cứ, ô áp áp tụ tập tại nơi cực sâu của cửu U, quanh quẩn một chỗ tại biên giới sinh tử luân hồi. Mặc dù thời gian khuất phục bọn hắn vô tận, bố cục minh mông thiên địa, lại không kháng nổi kịch lịch sử biến chiều cường, tất cả, đều bại bởi thiên ý. U Linh Đại Đế phiêu đáng trên lưng một tôn dạ nha, lạnh lùng nhìn Khương Phàm. Liên quan tới hắn thẩm phán, rốt cuộc đã tới sao? Từ khi Khương Phàm triệt để tiếp quản thế giới, hắn biết vận mệnh mình một lần nữa tiếp nhận thẩm phán. Ngay cả sinh mệnh cùng tử vong đều khó mà can thiệp Khương Phàm bây giờ. Cho nên, hắn đang đợi, một mực chờ đợi, mượn dùng ba tên dạ nha, thần cấp trở xuống, thánh hoàng trọn vẹn. Ngươi chọn cho ta tốt nhất. Ý thức Khương Phàm truyền ra âm thanh. Làm gì? Mang đến thiên võ tinh, bố cục. Thiên võ tinh, chiến tranh còn không có kết thúc sao? Chương 3272 tự do chi thành quỷ dị. Sát thiên chiến đội trốn sang những tinh vực khác, ta đang bố trí vây bắt. Ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 tháng, xuất chinh thiên võ tinh. Sau đó, ý thức Khương Phàm lần lượt truyền cho thiên hậu, Hắc Ma đế quân, Thôn Thiên Ma đế, Khương Thương, Ngưu Chính Nguyên cùng tinh linh đế quân đang khôi phục. Phát hiện vết tích sát thiên chiến đội, đang xác định. Mong muốn 5 tháng sau khai chiến. Cho các ngươi 3 tháng thời gian làm điều chỉnh cuối cùng. Sau 3 tháng, phiêu miểu thiên cung đưa các ngươi tới gần vực bên ngoài thiên nguyên tinh. Sau khi Khương Phàm nhắc nhở 6 vị đế quân còn sót lại của thế giới, lại khâm điểm 18 vị thần linh. Chiến trường mới, mục tiêu thiên võ tinh. Thứ tư bí cảnh, tự do chi thành. Nơi tị nạn chân chính của thiên võ đại lục. Cũng là một chỗ tị nạn nhìn bình thường duy nhất. Vật sống trong này, bên trong 10 tên có 6 tên là tị nạn, 3 tên là hậu đại người tị nạn, còn có một tên là tiến đến tiến hành giao dịch chợ đen. Nơi này mặc dù hỗn loạn, nhưng không phải vô trật tự. Trải qua dài dằng dặc phát triển, nơi này sớm đã tạo thành vòng tròn sinh tồn đặc biệt, trong bóng tối bảo vệ lấy tự do chi thành. Lý Dần một người kiên trì đi ở trong thành, tận lực để cho mình biểu hiện tự nhiên. Tiểu huynh đệ, muốn ở trọ khô bếp, tiểu điếm có thánh linh trấn thủ. Không có người nào dám gây sự. Một ngày, một khối tinh thạch. Bằng hữu lần đầu tiên tới. Cần người dẫn đường không? Một khối tinh thạch, mang người đi đến tất cả các nơi khắp tự do chi thành. Tiểu huynh đệ tới mua đồ. Hay là bán đồ? Mua đồ, ta có, bán đồ, ta thu. Từ chỗ nào tới, chỉ cần không phải thần tộc cùng đế tộc, nơi này đều hoan nghênh. Rất nhiều người tập trung vào Lý Dần, có chút là đến chào hàng, có chút là đến quan sát. Lý Dần tùy ý ứng phó, sau đó từ từ ổn định tinh thần. Tiểu huynh đệ, nhẫn không gian không tệ, bên trong rất nhiều tinh thạch phải không? Một nữ tử y phục bại lộ, dáng người nở nang, một tay cầm tay Lý Dần. Khi Lý Dần nhìn qua trong chốc lát, nàng đột nhiên xít tới tiếp cận con mắt Lý Dần. Từng đạo gợn sóng từ sâu trong con mắt của nàng xuất ra,
muốn mê hoặc ý thức Lý Dần. Lý Dần cùng với nàng mặt đối mặt nhìn một chút, tầm mắt cụp xuống, nhìn cái khe rãnh kia thật sâu. Thật to à! Khanh khách! Nữ tử yêu kiều cười hai tiếng, lại không thèm để ý. Tiểu huynh đệ là tới mua đồ, ta mang ngươi đi dạo. Ta tới mua đồ, tỷ tỷ đi cùng ngươi, 10 khối tinh tệ. Ta tới mua thời gian. Lý Dần vừa nói ra lời này, nữ tử hơi biến sắc, người xung quanh còn muốn lại gần cũng đều nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Tự do chi thành bán thời gian, cũng bán mạng. Nhưng, loại giao dịch quỷ dị kia đều dùng thọ nguyên làm cái giá. Phàm là tới đây giao dịch loại vật này, không thể nghi ngờ đều là ngoan nhân. Khu vực thành Nam, một mảnh sơn lĩnh dốc đứng, khắp nơi có thể thấy được vách núi treo leo, nơi đó quanh năm bị bóng tối bao trùm, phiêu đãng tà túy quỷ dị. Nơi này là chợ đen, giao dịch một ít bảo bối không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng bao gồm cả thời gian cùng sinh mệnh. Người hành tẩu nơi này ít càng thêm ít, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng đều hất lên áo choàng, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Lý Dần kích ra linh lực, lại không chống đỡ được khí âm hàn thấu xương mà vào, đi tới đã không nhịn được dùng mình một cái. Trong tay hắn nắm thật chặt một tảng đá nhỏ kim ô cho hắn, bên trong phong ấn thái dương thần hỏa cực mạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, thân hình khô gầy còng xuống, hất lên áo choàng rách dưới. Lý Dần vừa muốn tránh khỏi, người kia đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt mo thảm bại. Đây không phải mặt, quả thực là tấm da già lão bao quanh đầu lâu, dáng vẻ da thịt kề sát để cho người ta không rét mà run. Lý Dần suýt chút nữa đã hô cha gọi mẹ. Lão nhân vòng quanh Lý Dần mấy vòng, tay già run rẩy ba phen mấy bận nhắc đến, muốn đụng vào cỗ thân thể tuổi trẻ kiều nộn tươi sống. Lão bà, người biết chỗ nào bán thời gian không? Người muốn mua thời gian. Thanh âm lão bà khàn khàn trống rỗng, càng giống như một bộ đầu lâu đang thì thầm. Lý Dần gian nan nuốt nước bọt. Ta muốn loại tinh thạch giam cầm thời gian kia, càng nhiều càng tốt. Lão bà vòng quanh Lý Dần mấy vòng, đầy mắt tham lam. Người muốn bao nhiêu tinh thạch? Lý Dần nói. 5 viên. Lão bà ngẩng đầu nhìn một chút, khô cằn cười ra tiếng. Ngươi không sợ chết ở đây. Ta ngay cả 50 năm tuổi thọ đều không có sao. Viên đầu tiên, 10 năm thọ nguyên, viên thứ hai, 20 năm thọ nguyên, viên thứ ba. 30 năm thọ nguyên, cứ thế mà suy ra. 5 viên cộng lại, 150 năm. Một lần duy nhất rút ra 150 năm thọ nguyên của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tuy nhiên, nếu như ngươi kiên trì, cũng không phải không thể. Vậy ta muốn một viên. Ha ha, mời vào bên trong đi. Ngài biết đường. Ha ha. Lão bà tiến đến bên cạnh Lý Dần hút một hơi thật sâu sinh mệnh khí thức nồng đậm, thâm trầm cười, khom người mang theo Lý Dần đi vào trong bóng tối giống như mực đậm. Càng hướng về phía trước, hắc ám càng dày đặc, giống như đi đến vực sâu vô tận, xem như linh lực ngưng tụ trên đôi mắt đều không nhìn thấy tình cảnh xung quanh. Một mảnh đen như mực. Kỳ quái là, thân ảnh lão bà lại một mực tung bay ở phía trước, mơ mơ hồ hồ dẫn đường. Không biết đi được bao lâu, Lý Dần đều lạc mất phương hướng, chính là cảm giác càng không ngừng đi càng không ngừng đi. Phía trước rốt cuộc cũng hiện ra ánh sáng màu hồng yếu ớt. Lão bà đột nhiên biến mất không thấy. Lý Dần đi mau mấy bước, xông về mảnh ánh sáng màu hồng kia. Một gốc huyết thụ tươi tốt nở rộ bên trong bóng tối vô tận, thân cây tráng kiện, lớn chừng 10 người vây quanh, vỏ cây không ngừng mà nhúc nhích, giống như từng tấm mặt người muốn từ bên trong dãy rụa đi ra, tán cây giống như viên đầu lâu tinh hồng, tản ra huyết khí ngập trời, mà những chạc cây vậy mà tất cả đều là xúc tu mảnh khảnh, bay lên đầy trời. Chương 3273 lập kế hoạch di thất thâm uyên 1. Lý Dần thấy cảnh này nhịn không được kinh sợ lui mấy bước. Tê cả ra đầu. Đầu ông ông. Nhưng ngay lúc dưới cây này, vậy mà ngồi mấy chục trên trăm sinh linh, có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có ma tộc. Bọn hắn đều bị xúc tu giống như chạc cây quấn chặt lấy, đầu chạc cây đâm vào lồng ngực của bọn hắn, đang kịch liệt nhúc nhích, hấp thu huyết khí mênh mông. Lý Dần cố gắng chấn định, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong đám người. Hắn thật không muốn tới, nhưng, Lục Du, buộc hắn tiến đến nhìn. Nói thiên bảo lão tặc rất có thể đang ở đây. Lão gia hỏa khẳng định hối hận muốn chết. Lúc đầu chỉ mượn mấy người ngăn cản thiên vu đế tộc đuổi bắt, ai nghĩ đến lại giết người. Hắn không thể nào chạy đến trong bí cảnh ẩn núp, bất kỳ bí cảnh gì đều gánh không được lửa giận của đế tộc. Cho nên, hắn chỉ có thể bảo hộ bản thân.
ví dụ như, kiếm mấy viên thời gian tinh thạch. Ở nơi đó, Lý Dần vậy mà thật thấy được thân ảnh mơ hồ của Thiên Bảo lão tặc, đang thể hiện đau đớn tung bay ở giữa không trung, bị chạc cây quấn quanh hấp thu khí tức sinh mệnh. Lão gia hỏa này tuổi tác không nhỏ, lại còn đến hối đoái tuổi thọ. Thật liều. Không biết hắn muốn hối đoái mấy viên. Một hai viên khẳng định không đủ. Bắt đầu. Thanh âm lão bà đột nhiên xuất bên tai Lý Dần. Ta, không, không đổi nữa. Lý Dần tiến đến cũng không phải hối đoái, mà là tìm người. Ha ha, tiến đến, nhất định phải đổi, chưa từng có ai đi tay không về. Tiểu gia hỏa, ngươi là tự mình đi qua, hay ta dẫn ngươi đi đây? Bàn tay khô héo của lão bà đột nhiên cầm chặt cánh tay Lý Dần đang nắm chặt Thái Dương thần hỏa, một cỗ hơi lạnh âm trầm bỗng nhiên thấm vào, vậy mà để thần viêm nhanh chóng ảm đạm, cho đến hoàn toàn dập tắt. Trong lòng Lý Dần run lên, lão bà này cảnh giới gì? Chính ngươi đi qua, chỉ hối đoái 10 năm. Nếu như ta ngươi cưỡng ép đè lên, chỉ sợ cũng không biết là mấy chục năm đâu. Ngươi tốt nhất, tự mình đi. Lão bà nắm chặt Lý Dần. Vậy mà để toàn thân Lý Dần giống như bị định trụ không thể động đậy. Ta, chính ta đi lên, 10 năm thì 10 năm. Lý Dần biết rõ bí cảnh khủng bố, xem ra hôm nay không thay tinh thạch là không được. 10 năm tuổi thọ, thêm tiền. Hắn nhất định phải đòi bọn người Lục Du thêm tiền. Không có 5-3 ngàn tinh thạch, chuyện này còn chưa xong. Xin mời. Lão bà lôi kéo tay Lý Dần, mặt mo khô cạn lộ ra nụ cười quỷ dị. Các ngươi. Nhanh lên, thời gian ta đang rất gấp. Lý Dần lại nhìn một chút Thiên Bảo lão tặc xa xa, lúc mình kết thúc, lão đầu nhi tuyệt đối đừng kết thúc. Hắn còn có lời muốn chuyển cáo. Bành! Lý Dần bị tươi sống lấy mất 10 năm thọ nguyên, ngã xuống đất. Hắn choáng đầu hoa mắt, cực độ suy yếu, không chỉ có toàn thân không lấy nổi sức, còn hiện ra từng trận đau nhói. Tiểu hòa tử, thời gian tinh thạch đã cắm vào trái tim của ngươi. Nó sẽ từ từ dung hợp cùng ngươi, thẳng đến khi hoàn toàn trở thành một thể. Thời điểm ngươi cần, nó sẽ trực tiếp phóng thích, phạm vi có thể đạt tới 100 dặm. Bên trong phạm vi 100 dặm, thiên địa vạn vật đều sẽ giam cầm, duy chỉ có ngươi không nhận thời gian hạn chế. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thân thể lão bà còng lưng, đi tới Lý trước mặt Dần. Nhớ kỹ, 1 phút đồng hồ, chỉ có thể 1 phút đồng hồ. Lý Dần mệt mỏi chống thân thể lên. Ta chỉ có thể tự mình dùng thôi sao? Lão bà thâm trầm cười nói. Đương nhiên là chính ngươi dùng, còn là sau một ngày mới có thể sử dụng. Trong ngày này, tinh thạch sẽ từ từ dung hợp cùng ngươi. Lý Dần lung lay đầu sắp hôn mê. Cảnh giới mạnh nhất ta có thể áp chế là gì? Lão bà nói. Tin tưởng giá trị 10 năm thọ nguyên ngươi bỏ ra, bán thần trở xuống, đều có thể kiềm chế. Lý Dần bỏ vào trong miệng viên đan dược điều bổ huyết khí. Ngẩng đầu nhìn về phía cây quỷ dị kia, vừa hay nhìn thấy Thiên Bảo lão tặc từ nơi đó đến rơi xuống. Hắn đổi mấy viên. Ngươi nên rời khỏi, mời. Lão bà quay người đi đến trong bóng tối. Lý Dần còn muốn chào hỏi cùng Thiên Bảo lão tặc, kết quả thân thể vậy mà không bị khống chế đi theo lão bà tiến vào hắc ám. Hắc ám như vực sâu, đưa tay không thấy được 5 ngón, không có phương hướng, không có âm thanh, giống như hành tẩu trong địa ngục âm trầm. Để cho người ta sợ hãi hồi hộp. Lão bà giống như một sợi u hồn, phiêu đãng ở phía trước, như ẩn như hiện, mông lung mơ hồ, dẫn đường cho Lý Dần hành tẩu bên trong bóng tối vô tận. Lý Dần vẫn rất suy yếu, ý thức hỗn loạn, thất tha thất thểu đi theo bên cạnh lão bà. Thẳng đến. Đến. Nương theo tiếng nói nhỏ âm trầm, lão bà biến mất không thấy gì nữa, Lý Dần đứng ở trong bóng tối hoang vu. Mặc dù xung quanh vẫn rất đen, nhưng không khủng bố giống như bên trong. Lý Dần lại bỏ vào trong miệng mấy viên đan dược, giấu đến trong góc, một bên điều trị, một bên chờ đợi Thiên Bảo lão tặc. Không lâu sau đó, lão bà lần nữa xuất hiện, lão đầu nhi đi theo phía sau. Thiên Bảo lão tặc mắt trần có thể thấy suy yếu khó chịu, nhưng không quên trêu đùa lão bà. Mỗi ngày ở chỗ này dẫn đường, quá nhàm chán, có nghĩ tới theo ta ra ngoài nhìn thế giới hay không? Thế giới bên ngoài, rất đặc sắc. Loại người gì cũng có, chuyện gì đều có. Ngươi thích đào mộ không? Ta mang ngươi đào khắp toàn thế giới. Đến, Thiên Bảo, có người chờ ngươi. Lão bà thâm trầm cười một tiếng, giống như một sợi khói xanh, biến mất trong bóng tối. Người chờ ta rất nhiều, ha ha. Thiên Bảo rất tùy ý duỗi người một cái, cùng lúc chấn mở âm dương dực, phóng lên tận trời.
Bí cảnh thứ hai, thập bát dực hỗn độn cự xà. Có hứng thú hay không, phóng xuất hắn. Lý Dần đứng dậy, âm thanh không lớn, lại đầy đủ để Thiên Bảo lão tặc nghe thấy. Là ngươi. Thiên Bảo lão tặc nhìn thấy Lý Dần, cười ha hả. Chương 3274 lập kế hoạch di thất Thâm Uyên 2. Nơi này là tự do chi thành, tùy tiện không tiếp nhận cường giả thần cấp tiến đến, duy chỉ có hắn, tất cả đều biết lão tặc là một ngoại lệ. Cho nên, tiểu tử này hẳn là chỉ có một mình, ba thần tôn không đến. Nơi này chỉ có chính ta, bọn hắn không có vào. Lý Dần nhìn xung quanh, sau khi xác định không ai, đi tới chỗ Thiên Bảo lão tặc. Thập bát dực hỗn độn cự xà. Trên mặt Thiên Bảo lão tặc nở nụ cười, lại duy trì đầy đủ cảnh giác. Phía dưới vầng huyết nguyệt kia, thật ra là một tôn bảo đỉnh, bên trong bảo đỉnh phong ấn một siêu cấp sinh linh do thế giới hỗn độn diễn biến, bộ dáng chính là thập bát dực hỗn độn cự xà. Ngươi thế nào biết được? Ngươi giết Phu Thanh Lạc để cho ta chuyển cáo ngươi. Sau đó thì sao? Hắn giết Phu Thanh Lạc, đắc tội Thiên Vu đế tộc, nhưng Phu Thanh Lạc là đang đuổi giết ngươi mới chết, Thiên Vu đế tộc khẳng định hoài nghi ngươi, cũng sẽ không tha ngươi. Không bao lâu, Thiên Vu đế tộc sẽ liên hợp đế tộc khác, triển khai toàn diện lùng bắt đối với ngươi. Hắn quyết định hợp tác với ngươi, làm loạn thiên võ tinh cầu, sau đó vơ vét chút bảo bối, chạy trốn. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi coi ta là tiểu hài nhi 3 tuổi. Ngươi không tin bên trong bảo đỉnh có hỗn độn cự linh, hay chưa tin đầu hỗn độn cự linh kia có thể loạn thiên võ tinh cầu. Hoặc chưa tin thành ý hợp tác của chúng ta. Đều không tin, tiểu gia hỏa, trở về chuyển cáo chủ tử nhà ngươi, gia gia ta muốn chạy trốn, cáo từ. Ngươi chạy không thoát, biết Dinia không, tại thời điểm ta và ngươi nói chuyện, nàng hẳn là xuất hiện ở tự do chi thành, đang tuyên bố với bên trong. Còn hô cái gì, đại khái là, nàng tận mắt nhìn thấy, ngươi dùng thần khí, lừa giết Thiên Vu chiến đội. Ta nghĩ không bao lâu, tin tức này sẽ từ tự do chi thành truyền khắp Thiên Vu đại lục. Mặc dù ngươi sẽ trở thành anh hùng trong miệng vô số kẻ chạy nạn, nhưng tương tự sẽ gặp phải Thiên Vu đế tộc điên cuồng lùng bắt. Ngươi muốn đi những tinh cầu khác, con đường nơi đó hẳn là đều có cường giả trấn thủ, làm khó dễ ngươi. Sắc mặt Thiên Bảo lão tặc dần dần âm trầm xuống. Lừa ta, Lý Dần cười nói. Còn không rõ ra sao? Người chủ nhân kia của ngươi kia ở đâu? Bên ngoài tự do chi thành. Dinia kỳ quái nhìn Khương Phàm. Tin tức đều truyền ra ngoài, tội danh đều dán cho Thiên Bảo lão tặc. Ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Khương Phàm nhắm mắt lại, yên lặng dò xét tình huống bên trong tự do chi thành. Tâm sự. Trò chuyện cái gì? Tâm sự nhân sinh, tâm sự tương lai. Ngươi muốn giết hắn diệt khẩu đi, chết như vậy không có đối chứng, Thiên Vu đế tộc sẽ chỉ tiếp tục lùng bắt hắn, tìm không thấy trên thân bọn người xa lạ như các ngươi. Đừng tưởng tượng ta tàn nhẫn như vậy. Ha ha. Dinia cười, ngươi không tàn nhẫn, ngươi không tàn nhẫn mà nói giết liền giết thần linh đế tộc. Rốt cuộc ngươi đang mưu đồ cái gì? Ngươi cảm thấy, ta có thể nói cho ngươi sao? Khương Phàm nói với Chu Thanh Thỏ. Mang Dinia cô nương đến bên cạnh chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lý Dần rời khỏi tự do chi thành, đi về phía Khương Phàm nơi này, đi tới trong sơn cốc gần đó. Khương Phàm đi theo, đứng ở trên không sơn cốc, nói. Ta và ngươi làm giao dịch, 4 tháng sau, ngươi tiến vào bí cảnh thứ hai, di thất Thâm Uyên. Người canh giữ nơi đó nhưng thật ra là cường giả đế tộc, người giả vờ tìm nơi nương tựa tị nạn, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó. Người đại náo di thất Thâm Uyên, phá hư pháp trận địa tầng. Người của ta sẽ nắm lấy cơ hội, từ phía trên đột phá 9 lớp phong ấn, phóng thích hỗn độn cự linh. Sau khi hỗn độn cự linh thoát khốn, ta sẽ dùng bảo vật nuôi nấng nó, trợ giúp nó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó. Toàn bộ thiên võ tinh sẽ lâm vào vô tận hỗn loạn. Ngũ đại đế tộc, toàn diện ra tay, nghênh đón thập bát dực hỗn độn cự xà. Đến lúc đó, Khương Phàm nhắm lại mắt, nghĩ đến hỗn độn cự bằng bị kinh động, nghĩ đến hỗn độn cự xà cùng hỗn độn cự bằng cuồng dã chém giết, nghĩ đến khắc sát thiên chiến đội toàn diện tập kết, nghĩ đến. Hắn giáng lâm. Đến lúc đó như thế nào? Không gian nổi lên gợn sóng, âm dương lưu chuyển, bát quái bốc hơi. Thân ảnh Thiên Bảo lão tặc tồn tại ở chân thực cùng trong hư vô. Khương Phàm nói, ta sẽ ở Tam Sinh Đế Thành, tẩy sạch hội đấu giá, chờ sau khi chúng ta hội hợp, người muốn cái gì, ta cho người cái đó. Thiên Bảo lão tặc khô cằn cười, ta là mồi nhử,
ngươi là cần câu, cá đã mắc câu, ngươi thu lợi, mồi nhử đâu? Chết! Khương Phàm nói, ngươi coi ta là ai? Ăn cướp đến trên đầu ta, đây chính là cái giá ngươi phải bỏ ra. Cơ hội, ta cho ngươi. Nếu như ngươi dựa theo lời ta nói mà làm, ta có thể bảo đảm mạng sống của ngươi, càng có thể bảo đảm ngươi thuận lợi rời khỏi. Ngươi có thể lựa chọn từ chối, nhưng ngươi tốt nhất có tuyệt đối nắm chắc, chạy ra Thiên Võ Tinh. Thiên Bảo lão tặc quanh quẩn một chỗ tại chân thực cùng trong hư vô, thể hiện tương đối khó khăn. Hắn chỉ là mượn mấy người này thay hắn cản chặn đường, chỉ đơn giản như vậy. Chính là mẫu thân nó. Mẫu thân nó đơn giản như vậy. Kết quả, ta mẫu thân nó là đụng phải ôn thần sao? Ta mẫu thân nó đây là liên lụy đến bên trong chuyện lớn gì? Hắn không phải người ngu, hắn biết gia hỏa này không bình thường, khẳng định có bí mật phi phàm. Nếu không, người bình thường ai mẫu thân nó dám giết thần tôn đế tộc, còn nhẹ nhàng mà giết. Người bình thường ai biết rõ bí cảnh thứ hai là bị đế tộc khống chế, còn muốn thả ra cự linh nơi đó giam cầm. Người bình thường, ai mẫu thân nó có thể nghĩ đến tẩy sạch tam sinh đế thành. Khương Phàm nói, ngươi không còn lựa chọn, ngươi chạy không thoát, ta biết ngươi rất xảo quyệt, nhưng ta khuyên ngươi chớ ra vẻ với ta, nếu không, ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Chương 3275 Thiên Võ Tinh bí mật lớn nhất. Bí cảnh thứ hai, Di Thất Thâm Uyên. Khương Phàm lại trở về, đợi chừng hơn nửa tháng, phong cấm 9 tầng mê vụ mới dần dần hòa hoãn. Có thể thấy được tính cảnh giác của người canh giữ mạnh bao nhiêu. Ý thức Khương Phàm xâm lấn mê vụ, lần nữa chui vào bên trong huyết chiều nồng đậm. Không cần giống, không nên động. Thanh âm phiêu miểu yếu ớt, sau khi bị mê vụ tầng tầng tiêu giảm, chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến hỗn độn cự mãng 18 cánh. Ý thức hỗn độn cự mãng hôn mê thoáng thức tỉnh, đã nhận ra ý thức yếu ớt kia. Vẫn là người kia. Lại tới. Ta không chỉ có thể giải cứu ngươi, ta còn có thể giúp ngươi trở về đỉnh phong. Ngươi lại kiên trì 4 tháng, 4 tháng sau, bí cảnh sẽ rung chuyển, ngươi cứ việc giãy giụa, không cần e ngại tiêu hao. Nếu như thoát khốn, bên ngoài sẽ có thần linh tiếp đón, nuốt hắn vào đưa cho ngươi tài nguyên, hết tất cả khả năng xông về hướng tam sinh đế thành. Nơi đó có cự bằng sinh ra bên trong thế giới hỗn độn. Hắn rất suy yếu. Nếu như ngươi có thể bắt lấy hắn, ngươi không chỉ có trở lại đỉnh phong, còn có thể triệt để chữa trị tổn thương ngươi những năm nay tiếp nhận. Thanh âm giống như dây tóc tiến vào trong ý thức cự mãng, mặc dù rất yếu ớt, lại chính xác truyền tới tin tức. Ngươi là ai? Vì sao cứu ta? Hỗn độn cự mãng lần này không tiếp tục táo bạo. Ý thức Khương Phàm một lần cuối cùng truyền vào đến. Rốt cuộc ngươi cũng đợi đến cơ hội đào thoát lao tù, cũng đừng có quan tâm ta là ai, càng không cần quan tâm đến nguyên nhân. Hỗn độn cự mãng đung đưa con mắt to lớn, ngắm nhìn đại dương mênh mông thiên địa mênh mông bát ngát. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lẽ tích xúc lực lượng. Ngươi trở về làm gì? Ninia bắt đầu cảnh giác, gia hỏa này khẳng định đang mưu đồ cái gì. Bọn người Dios không ngừng đánh giá Khương Phàm cùng bọn người Chu Thanh Thỏ. Truy lùng 7 tỷ dặm thâm không, rốt cuộc cũng tìm được kẻ địch ở chỗ này, bọn hắn khẳng định muốn khai thác hành động. Nhưng, rốt cuộc là kẻ địch nào đó, vậy mà đưa tới đế tổ toàn tinh vực thức tỉnh cùng cảnh giác. Rất có thể là đại đế, tuyệt đối không chỉ là 3-5 người. Kẻ địch cường đại như thế, bọn hắn ứng đối muốn thế nào? Bọn người Dios không nhìn thấy bất kỳ bối rối cùng áp lực từ trên thân mấy người này, hoạt động 4 chỗ rõ ràng đang bố trí lấy cái gì đó. Vừa mới bắt đầu tìm Thiên Bảo lão tặc, bọn hắn còn không có cảm giác cái gì, lúc này đột nhiên về tới nơi này, bọn hắn không thể không cảnh giác. Ta cảnh cáo ngươi, đồ phía dưới, ngươi không thể chạm vào. Thần tình Dinia nghiêm túc. Phía dưới là thứ gì? Ta tra được một cỗ năng lượng rất đặc biệt. Khương Phàm tùy ý nói. Tình huống nơi này phức tạp hơn so với tưởng tượng của ngươi, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi, lập tức rời khỏi, nếu không linh hồn của ta lập tức thông báo đế tộc. Ninia đe dọa nhìn Khương Phàm, lần đầu tiên biểu hiện ra sự cường thế. Về đế thành đi. Khương Phàm nói với Chu Thanh Thỏ. Được rồi. Chu Thanh Thỏ tế lên tinh thần thần kiếm, phóng lên trời cao. Bọn người Ninia có chút sửng sốt, rời khỏi. Dễ nói chuyện như vậy sao? Bọn hắn kỳ quái đồng thời nhẹ nhàng thở ra, dù sao bí mật phía dưới, thật sự quá lớn. Bọn hắn không chỉ đang trấn áp đầu hỗn độn cự long kia, cũng là đang tư dưỡng, càng là đang không ngừng liên tục hấp thu lực lượng của nó. Ninia biết kỹ lưỡng hơn, nghe nói là 100 vạn năm trước,
Thiên Vu đế tộc Viễn Trinh Thâm không phát hiện một hỗn độn hải đang tụ tập cùng diễn biến trong mây thiên thạch mấy chục ức bên ngoài, nhưng tình huống phiến hỗn độn hải này vô cùng phức tạp, diễn biến ra hình dáng thế giới, lại cũng chỉ là hình dáng kéo dài vỡ nát cùng nặng nề, giống như lúc nào cũng có thể đổ sụp. Thiên Vu đế tộc lập tức ý thức được nguy cơ, kia nhất định là một hỗn độn tinh cầu diễn biến thất bại. Quy mô như vậy, một khi đổ sụp, ảnh hưởng tác động đến phạm vi cuồn cuộn 1 tỷ dặm thâm không. Bọn hắn, hồn phi phách tán. Nhưng, bọn hắn không có rời khỏi, lại thấy được hình dáng một hư ảnh chiếm cứ bên trong thế giới hỗn loạn. Thoạt nhìn như là sơn linh uốn lượn, nhưng cẩn thận xem xét, bọn hắn lại sợ ngây người. Trong thế giới đang diễn biến vậy mà xuất hiện một đầu cự mãng. Từ xa nhìn lại, thế giới hỗn độn đều giống như biến thành một viên quả trứng hỗn độn, đang ấp cự linh khủng bố bên trong. Cường giả đế tộc Viễn Trinh lập tức trở về Thiên Võ Tinh Cầu, thông báo chuyện này cho đế tổ. Đế tổ phấn chấn, muốn tự mình Viễn Trinh, giam cầm đầu cự linh kia. Nhưng, đó là hỗn độn cự linh, mà thế giới hỗn độn lúc nào cũng có thể sụp đổ, nếu như hắn mạo hiểm đi qua, rất có thể làm cho thế giới hỗn độn cùng một chỗ hủy diệt. Suy đi nghĩ lại, bọn hắn bí mật liên hệ đế tộc khác Thiên Võ Tinh, không chỉ là Tam Sinh đế tộc cùng Kim Nguyệt đế tộc, còn bao gồm 2 đế tộc của Thiên Tuyền Đại Lục và Thiên Mộ Đại Lục. Sau đó, một trận Viễn Trinh ảnh hưởng đến vận mệnh Thiên Võ Tinh Cầu bắt đầu hành động, lặng yên mở ra. Bọn hắn dùng trọn vẹn hơn 30 năm bố trí, dưới tình huống không kinh động những đế tổ đang ngủ say của tinh cầu khác, lặng yên rời khỏi, lao thẳng đến thế giới hỗn độn. Đó là một trận thảm chiến. Ngũ đại đế tổ mang 20 vị thần linh, cưỡng ép quấy nhiễu viên hỗn độn tinh cầu cực không ổn định, đã dẫn phát bạo tạc hủy diệt, trọng thương hỗn độn cự linh 18 cánh đang thai nghén bên trong, sau đó phát động vây bắt. Dù vậy, hỗn độn cự linh cường hãn vẫn để bọn hắn bất ngờ, 5 vị đế tổ toàn bộ bị trọng thương, suýt nữa chết, 20 vị thần linh càng hao tổn hơn phân nửa. Cuối cùng, bọn hắn thành công cầm giữ hỗn độn cự linh, dùng bảo đỉnh sớm chế tạo tốt, cưỡng ép nó chân áp, bí mật đưa về Thiên Võ Tinh Cầu. Chương 3276 bí mật bái phỏng. Bí cảnh thứ hai, chính là vì chấn áp bảo đỉnh mà kiến tạo. Lợi dụng khí tức thiên đế chiếm cứ ở trong đó tập kết toàn bộ tài nguyên ngũ đại đế tộc, tạo dựng siêu cấp cấm khu. Vì di chuyển lực chú ý, bọn hắn lại làm một đệ nhất cấm khu càng lộ vẻ thần bí, để hấp dẫn hiếu kỳ cùng hoài nghi của những tinh cầu khác. Bọn hắn chủ hoạch kiến lập cấm khu, hấp dẫn người tị nạn. Bọn hắn hấp huyết khí thu người tị nạn, diễn biến ra mênh mông sinh mệnh khí tức, tư dưỡng hỗn độn cự linh, để nó kéo dài tồn tại. Để báo đáp lại, bọn hắn không ngừng liên tục rút ra hỗn độn huyết từ bên trên thân thể hỗn độn cự linh, để kích phát huyết mạch đế tộc, bảo đảm đế tộc kéo dài. Đến tận đây, đã dòng dã 100 vạn năm. Đế tộc những tinh cầu khác đều có hưng suy, duy chỉ có ngũ đại đế tộc Thiên Võ Tinh huy hoàng 100 vạn năm chưa bao giờ suy bại qua. Không chỉ có lần lượt sinh ra cường giả cấp đại đế, số lượng cường giả thần cấp đều hơn 5 vị. Kéo dài hưng thịnh, kéo dài cường đại, cũng tiếp tục trấn nhiếp những tinh cầu khác. Đây cũng là một trong nguyên nhân nơi này có thể trở thành thánh địa tị nạn. Ninia nhìn lại Di Thất Thâm Uyên, nếu như nơi này xảy ra vấn đề, nàng chính là tội nhân thiên cổ. Còn tốt, người này chỉ nhìn một chút, cũng không biết bí mật cụ thể bên trong. Cùng lúc đó, tin tức Phù Thanh Lạc bị giết đã từ Tự Do Chi Thành truyền ra, quét sạch Thiên Võ Đại Lục mênh mông. Thiên Vu đế tộc nơi đó giật mình. Mặc dù nguyên hỏa sinh mệnh Phù Thanh Lạc còn đang thiêu đốt, nhưng vô cùng yếu ớt, mà nguyên hỏa sinh mệnh của những người tùy tùng khác toàn bộ dập tắt. Cái này đã biểu thị bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Đang lúc thời điểm bọn hắn triển khai điều tra, tin tức truyền đến đế thành. Thiên Bảo lão tặc, thật sự cho rằng không ai có thể làm gì được ngươi sao? Phong cấm tất cả con đường Thiên Võ Tinh cho ta, toàn diện tìm kiếm Thiên Võ Tinh. Mở lệnh treo giải thưởng, người cung cấp thông tích Thiên Bảo lão tặc, 10.000 tinh thạch, người ngăn cản Thiên Bảo lão tặc 100.000 tinh thạch, người vây khốn Thiên Bảo lão tặc, 1.000.000 tinh thạch, người chém giết Thiên Bảo lão tặc, 5.000.000 tinh thạch. Xin mời Tam Sinh đế tộc, Kim Nguyệt đế tộc hiệp trợ, đuổi bắt Thiên Bảo lão tặc. Tất cả bí cảnh, không được tiếp nhận Thiên Bảo lão tặc, kẻ vi phạm, bị đế tộc trừng trị. Thần chủ Vu Cổ Trác đương thời Thiên Vu đế tộc nổi giận ký phát đế tộc lệnh truy nã. Tam Sinh đế thành. Ngắn ngủi hơn 2 tháng, trình độ náo nhiệt của nơi này gần như gấp bội. Cường giả các nơi đại lục từ 4 phương 8 hướng tràn vào, đang mong đợi hội đấu giá siêu cấp sắp bắt đầu. Bởi vì nhân số tăng vọt, cường giả tụ tập,
chờ mong cùng nhiệt tình dành cho hội đấu giá tăng vọt, thương hội chủ yếu bên trong đế thành cũng đều xảo diệu bắt lấy cơ hội, nhao nhao tổ chức hội đấu giá của mình. Rất nhiều nơi đều xuất ra bảo bối áp đáy hòm, cao điệu biểu hiện ra, dẫn phát oanh động, dùng thủ đoạn khác biệt kích thích đại biểu các cường tộc tụ tập đế thành. Rõ ràng thời gian cách hội đấu giá đế tộc còn có gần 2 tháng, bầu không khí tam sinh đế thành cũng đã nóng nảy tới cực điểm. Rất nhiều thần tộc từ đại lục khác, thậm chí là tinh cầu khác chạy đến, cũng đều mộ danh tham gia hội đấu giá những thương hội kia. Dù sao thương hội tam sinh đế thành đều rất có thực lực, nhất là những cái bài danh phía trên. Khương Phàm mang theo Dinia về tới đế thành, nhưng không có thả Dinia rời khỏi, ngược lại để Dinia mang theo bọn hắn hối đoái tinh thạch trong đế thành. Có Dinia áp trận, thương hội không dám làm loạn, Khương Phàm mang tới 3 khối đế cốt đều thuận lợi đổi. Toàn bộ cho ra giá cao. Một viên 3,9 triệu tinh thạch, một viên 5 triệu, một viên 5,2 triệu. Khương Phàm lại bán mấy khối bảo vật, kiếm ra 16 triệu tinh thạch. Đại thống lĩnh, Dinia trở về. Nhưng, tình huống giống như có cái gì đó không đúng. Ngài là nàng an bài giám sát đám người kia, nàng giống như xen lẫn cùng đám người kia. Tin tức Dinia trở về tự nhiên truyền đến trong tai Dairon. Cùng một chỗ, nói rõ ràng. Dairon đang ngâm trong dược trì, cẩn thận điều trị ám thương viễn trinh thâm không lưu lại. Nàng đang mang theo bọn hắn đi khắp nơi hối đoái tinh thạch, còn cần thân phận đế tộc, để thương hội dùng giá siêu cao mua sắm. Bọn hắn hối đoái bảo vật, là đế cốt, trọn vẹn 3 khối đế cốt. Dinia còn hạ lệnh, để 3 nhà thương hội mua xuống đế cốt nghiêm mật phong tỏa tin tức, tạm thời không được tiết lộ. 3 thương hội không rõ tình huống, sắp xếp người đến hỏi thăm đế cốt cùng lai lịch những người kia. 3 khối đế cốt, người canh giữ thiên võ tinh nói lúc bọn hắn tiến vào trực tiếp dùng 2 khối đế cốt để đảm bảo. Dairon mở mắt, vẻ mặt có chút quái dị. Đây rốt cuộc là những người nào, vậy mà mang theo 5 khối đế cốt trong người. Đế cốt, đó là cấm kỵ đồ đế tộc mới có. Xem như cơ hội ngẫu nhiên, con đường đặc thù, đạt được 1-2 cái, cũng là cực hạn, không thể nào mang theo 5 khối. Mà, sau khi thần linh bình thường may mắn đạt được đế cốt, ai không phải xem như bảo bối nắm thật chặt trong tay, há có thể tiện tay lại giao ra. Đám người này, chẳng lẽ đến từ đế tộc nào đó? Trong đầu Dairon đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ thần linh không có kiếp trước cùng kiếp sau là phân thân? Chân thân chẳng lẽ là đại đế? Nhưng, đại đế dạng gì có thể tạo nên phân thân thần cấp? Lại cái gì không tự mình tới? Có thể có liên quan đến đám cường giả bí ẩn mà nửa năm trước đột nhiên xuất hiện mà đế tổ đã nhắc tới hay không? Thống lĩnh, chúng ta cần triệu hồi Dinia về không? Không cần, nơi này là tam sinh đế thành, bọn hắn không thể nào tổn thương Dinia ở chỗ này. Dinia xuất hiện ở bên cạnh hắn, hẳn là đang kỹ càng điều tra lai lịch của hắn. Chương 3277 thời gian đã đến. Dairon rất hài lòng đối với cách làm của Dinia, đơn thuần theo dõi, tra được tin tức biểu tượng, giao lưu mới có thể tra được bản chất, mặc dù nguy hiểm chút, nhưng nơi này là đế thành. Thống lĩnh, đại biểu dực thần tộc tới. Bọn hắn cùng Kim Nguyệt đế tộc vừa rời khỏi có yêu cầu giống nhau, hy vọng có thể sớm mua 1-2 vị tổ thần, giá cả tùy tiện chúng ta đưa ra. Chuyển cáo bọn hắn, muốn cái gì, đến hội đấu giá cạnh tranh công bằng, chúng ta không tiếp nhận tự mình giao dịch. Dairon muốn không chỉ là tinh thạch, càng là oanh động, là uy danh. Hắn muốn công khai hiện ra thu hoạch hắn của ở trên hội đấu giá, ngay trước mặt tất cả thần tộc cùng đế tộc. 3 vị tổ thần kia không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Huống chi, tự mình giao dịch, muốn bọn hắn 10 triệu tinh thạch, bọn hắn rất có thể cảm giác lên giá cao ào ào, sẽ còn ghi hận tam sinh đế tộc. Nhưng đến trên hội đấu giá, mặc kệ xuất ra cái giá gì không hợp thói thường, đều là bọn hắn cùng khác đế tộc tranh đoạt và kết thù, không có liên quan gì với tam sinh đế tộc chỉ cần. Xem kịch, lấy tiền. Thị vệ lĩnh mệnh, cung kính lui ra. Sự cầm đường. Tộc trưởng dực thần tộc, cũng là đại biểu dực thần tộc lần này phái tới. Sau khi lấy được đáp lại, tiếc nuối rời khỏi đế cung. Trước khi mặc dù tới đây đã không ôm hy vọng, nhưng bị thô lỗ đánh ra như thế vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn còn muốn tranh thủ, Kim Nguyệt đế tộc đang chuẩn bị cáo chi cũng bị từ chối. Vậy còn nói chuyện gì? Dực cầm đường mang theo 2 vị trưởng lão rời khỏi nội thành, bọn hắn cảm xúc xa xút. Cứ như vậy trở về. 3 vị tổ thần cùng tất cả dực nhân, toàn bộ đều muốn đặt tới trên đài cao đấu giá. Nghĩ đến tràng diện kia,
bọn hắn tức giận, khuất nhục. Bọn hắn dùng mấy chục vạn năm thời gian, thật vất vả thay đổi địa vị dực tộc trên tất cả tinh cầu toàn tinh vực, kết quả trận siêu cấp hội đấu giá đột nhiên xuất hiện, không nói để cố gắng bọn hắn thất bại trong gang tấc, cũng đủ để tỉnh lại lý niệm, dực nhân làm nô, đối với địa vị cùng an toàn toàn bộ dực nhân tộc, đều là uy hiếp to lớn. Tộc trưởng, chúng ta còn cần suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Đại trưởng lão đè ép lửa giận. Bây giờ ngoại giới đều biết Dairon bắt ba vị tổ thần, tộc mạnh tới đâu đều hướng về phía bọn hắn. Dairon đến lúc đó khẳng định muốn ba vị tổ thần bày ra đi chứng minh. Muốn sớm đổi đi, hẳn là không thể nào. Nhưng, chúng ta có thể nếm thử trao đổi mấy thánh hoàng cùng thánh vương. Số lượng của bọn họ không có công bố cụ thể, nhiều mấy người thiếu mấy người cũng không liên quan. Sự cầm đường cau mày, nếu như thực sự mang không được tổ thần, thánh cảnh cũng có thể thử một chút, cũng không thể không thu hoạch được gì. Nhị trưởng lão nói, muốn sớm trao đổi thánh cảnh, coi như đế tộc đồng ý, cũng có thể sẽ bán đi giá cả thần cấp. Nếu muốn mua, khẳng định không phải một hai, mà là ba năm người, đến lúc đó chỉ sợ phải tốn ngàn vạn tinh thạch. Ngàn vạn đó, ta cảm thấy, chúng ta vẫn giữ lại đầy đủ tinh thạch, đến lúc đó liều mua ba vị tổ thần. Sự cầm đường thở dài. Kim Nguyệt đế tộc đều buông xuống mặt mũi âm thầm sớm đến giao dịch, nói rõ cũng là tình thế bắt buộc đối với tổ thần. Đến lúc đó, chúng ta liều qua người ta sao? Coi như chúng ta liều thắng, cứu hết ba vị tổ thần, chỉ sợ tinh thạch đều hao tổn đến không sai biệt lắm. Tiếp đó thánh cảnh, chỉ sợ rất khó tranh được với Kim Nguyệt đế tộc giàu có. Tư thái của hộ giả rất cường ngạnh, để cho chúng ta không tiếc cái giá mua xuống toàn bộ, nhưng... mỗi một người đều cần tinh thạch, coi như móc giống dực thần tộc chúng ta, cũng mua không xuống hết. Hai vị trưởng lão cũng đều lắc đầu thở dài. Cứng rắn đoạt, khẳng định không được. Cạnh tranh, đây là muốn ép khô bọn hắn. Như thế này còn không tính xong, có thể mang về hay không, đều là vấn đề. Đến lúc đó tránh không được một trận ác chiến. Cuộc bán đấu giá này đối với khác thần tộc cùng đế tộc mà nói, chỉ là thịnh hội đáng để mong chờ, đối với bọn hắn dực thần tộc mà nói. Lại là chiến tranh, ý nghĩa trọng đại lại không thể không đánh. Trong hội đấu giá là một trận. Bên ngoài hội đấu giá càng là một trận. Bọn hắn thậm chí hối hận tỉnh lại vị hộ giả kia. Quá cứng. Quá cương. Quá cường thế. Bọn hắn còn không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể tuân theo. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên nói. Các ngươi nhìn, cô nương cỡ lớn kia có phải tộc nhân tam sinh đế tộc hay không? Ta nhớ được giống như gọi. Ninia, là cháu gái của đại thống lĩnh Dairon. Sự cầm đường quan sát. Xác định. Nhị trưởng lão nói. Ta hơn 30 năm trước có tới qua tam sinh đế thành, lúc ấy gặp được. Không sai, chính là nàng. Sự cầm đường kỳ quái nói. Người phía trước là ai? Nàng vậy mà đi theo phía sau người nọ. Đại trưởng lão đột nhiên có ý nghĩ. Chúng ta không phải có thể làm một chút việc từ Ninia nơi này. Thông qua nàng. Dùng giá cả hợp lý mua sắm một nhóm dực nhân. Không hy vọng xa vời mua được tổ thần, mua được mấy thánh linh cũng tốt. Dực cầm đường không ôm hy vọng, nhưng vẫn nói. Thử một chút đi. Đi đón tiểu tần, tiểu vãn cùng tiểu ngao trở lại. Thời gian, không sai biệt lắm. Khương Phàm nhìn Chu Thanh Thọ, nhìn như tùy ý, kỳ thực ý vị sâu xa nhắc nhở. Tiểu tần, hắn họ tần. Ninia lần đầu tiên nghe được sự xưng hô giữa bọn họ. Họ Tần, tên Thọ. Cầm thú, ngược lại rất phù hợp khí chất của hắn. Chu Thanh Thọ trợn mắt chừng một cái, tùy tiện khoát khoát tay rời khỏi. Nếu như đồ đều bán coi như xong, nếu như còn không có bán xong, tận lực bán giá cao. Ta không nôn nóng. Khương Phàm lại nhắc nhở Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ xua tay cho biết đã hiểu. Thời gian sắp đến. Chương 3278 giao dịch bí mật. Hắn cần tới bên ngoài tiếp dẫn Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Khương Phàm tiếp tục tản bộ ở trên đường, thuận miệng hỏi. Đế tộc các ngươi có bao nhiêu thần tôn? Giữ bí mật. Đế tộc các ngươi quanh năm chinh chiến vũ trụ, tài nguyên chữ hàng hẳn là rất nhiều đúng không? Thiên nguyên tinh vực có 6 tinh cầu, các loại tài nguyên trao đổi lẫn nhau, cơ duyên trưởng thành hẳn là càng lớn. Khương Phàm không chỉ đang hỏi, càng là đang rung động. Một tinh cầu phát triển cuối cùng chỉ là nội bộ tuần hoàn, nhưng tinh vực thì hoàn toàn khác biệt, có thể bù đắp nhau. Một tinh vực hoàn toàn mở ra, càng là khác biệt. Nếu như không phải thiên võ tinh thuộc về tinh cầu cấp đại đế, sức chịu đựng bị hạn chế, đế tộc nơi này khẳng định càng nhiều,
cũng sẽ càng mạnh. Hắn cũng bắt đầu cân nhắc, muốn chủ hoạch kiến lập tinh vực thuộc về mình hay không. Nhưng cái này có một vấn đề, muốn chủ hoạch kiến lập tinh vực, cần cố định tại một chỗ, tìm kiếm ổn định phát triển. Ngươi cũng không thể mang theo một đám tinh cầu lang thang khắp vũ trụ chứ. Tu La Chúa Tể, Thương Thiên Chúa Tể, hiển nhiên là hai loại tinh vực hình thức tồn tại khác nhau. Rốt cuộc nên chọn cái nào? Ninia cô nương, hân hạnh, ta là tộc trưởng Dực Thần Tộc, Dực Cẩm Đường. Dực Cẩm Đường cười vui cởi mở, mang theo hai vị trưởng lão đi tới trước mặt bọn hắn. Thân thể cao 3 mét, bộ dáng anh tuấn phóng khoáng, cánh chim màu vàng hoa lệ, hiển thị rõ tôn quý cùng uy lực oai hùng. Khương Phàm âm thầm lắc đầu, đám gia hỏa kia động một chút lại 3 mét trở lên, bọn hắn lộ ra rất non nớt. Ninia nói, các ngươi đến sớm, hội đấu giá còn có 2 tháng rưỡi nữa mới bắt đầu. Dực Cẩm Đường mỉm cười nói, lần này trọng điểm bán đấu giá là đồng loại chúng ta nên sớm tới để xem xét tình huống. Ninia lạnh lùng nói, ta không hiểu rõ tình huống, các ngươi tìm nhầm người. Dực Cẩm Đường biết tính cách tam sinh đế tộc, không có nói nhảm quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Ninia cô nương hiểu lầm, thứ chúng ta nên hiểu rõ đều hiểu, lần này cũng không có tình huống gì cùng ngươi tìm hiểu, là hy vọng có thể cùng ngươi làm giao dịch. Cùng ta, làm giao dịch gì? Chúng ta hy vọng có thể thông qua ngài, sớm mang đi 2 vị thánh hoàng, 5 vị thánh vương. Ninia đều cười. Các ngươi coi trọng ta chỉ là thánh vương, không có quyền lực lớn như vậy. Nhưng ngài là cháu gái đại thống lĩnh, có thể thông qua liên quan tư nhân muốn mấy dực nhân từ chỗ của hắn. Ninia cô nương trước không cần vội vã từ chối, chỉ cần ngươi có thể lấy đi ra, chúng ta cam đoan cho ra giá cả hợp lý nhất, để cho ngươi giá vừa ý. Miễn đi, các ngươi vẫn đến trên hội đấu giá đập đi. Một vị thánh vương, 300.000 tinh thạch, một sơ giai thánh hoàng, 800.000 tinh thạch. Như thế nào? Ninia có chút nhíu mày, 300.000 một thánh vương. Một vị nô lệ thánh vương cường thịnh. Giá thị trường bình thường có thể bán được 10 mấy vạn, lại cao hơn đều không có cao hơn 300.000. Thánh hoàng mặc dù hiếm thấy, rất khó xuất hiện trên hội đấu giá, có thể nói có tiền mà không mua được. Nhưng giá cả công nhận của thánh hoàng sơ giai tại trên dưới 500.000 tinh thạch, thế mà cho giá 800.000. Đương nhiên, thánh hoàng trọn vẹn ngược lại có thể tới mấy triệu trở lên. Dực Cẩm Đường nghiêm túc nói. Ninia cô nương hẳn là có thể hiểu tâm tình của chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể mang ra một bộ phận, chúng ta sẽ dùng thành ý tuyệt đối mua sắm, cái khác. Chúng ta càng nhận ân tình này của ngươi, sau này có cần, Dực Thần tộc sẽ dùng nâng uy lực toàn tộc phản hồi. Ninia xác thực động tâm, nếu như có thể tự mình mang ra, đó chính là mấy triệu tinh thạch. Lấy thân phận địa vị của nàng, đế tộc hàng năm đều chỉ cho nàng 10.000 tinh thạch. Đây quả thực là phất nhanh. Cũng có thể mua mấy thần vật, để cho mình tẩy tủy biến đổi. Nhưng đế tộc truyền thừa 100 vạn năm, chú trọng nhất chính là quy củ. Nếu như nàng làm trái quy tắc mang dực nhân ra ngoài, hậu quả chỉ sợ vô cùng nghiêm trọng. Huống chi, gia gia của nàng mặc dù là người tổng phụ trách viễn chinh lần này, đồ đều là hắn mang về, nhưng mỗi chi đội viễn chinh đều là từng cái phe phái nội bộ đế tộc và thương hội phía ngoài cùng nhau đầu tư. Sau khi bọn hắn trở về sẽ bị nghiêm ngặt kiểm soát, cũng trước tiên ghi lại mọi thứ vào trong sổ sách, sau đó do các người đầu tư phái người trông coi. Đừng nói mang ra dực nhân thánh hoàng, xem như muốn mang ra một khối đá, đều khó có khả năng. Làm không tốt sẽ còn liên lụy đến gia gia. Ninia lắc đầu nói. Thật có lỗi, tất cả chiến lợi phẩm viễn chinh đều đã bị nghiêm mật phong tỏa, bất kỳ người nào đều mang không ra. Các ngươi con đường này, đi không thông. Dực Cẩm Đường lật tay triệu ra một cái túi không gian. Trong này là 100.000 tinh thạch, còn xin Ninia cô nương nghĩ một chút biện pháp. Ninia vẫn lắc đầu. Các ngươi chỉ có thể đến hội đấu giá, chúc các ngươi may mắn. Ba người Dực Cẩm Đường trao đổi ánh mắt, tiếc nuối lắc đầu, cáo từ rời khỏi. Khương Phàm nhìn bóng lưng oai hùng rời khỏi, nói khẽ. Bọn hắn chính là Dực Thần tộc. Ninia nói. Thần tộc Dực Thần tộc đầu tiên của Thiên Mạch Tinh. Bọn hắn có mấy vị thần tôn? 3 vị. Thực lực rất mạnh. Bởi vì Dực nhân thuộc về cư dân phạm vi toàn tinh vực. Số lượng cực kỳ to lớn, Dực Thần tộc lại là tộc mạnh nhất Dực nhân tộc, tận sức cải thiện địa vị Dực nhân tộc, cho nên không ngừng hấp dẫn rất nhiều Dực nhân tộc đầu nhập vào. Trong tất cả thần tộc, số lượng Dực Thần tộc nhiều nhất, bảo thủ 2 triệu nhân khẩu. Mà, cực
cường giả cảnh giới thánh linh rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn được công nhận thiên mạch thần tộc đầu tiên. Bởi vì ngoại giới áp bách, bọn hắn rất đoàn kết. Chương 3279 đến, Thiên Võ Tinh 1. Có số lượng, có thực lực, có tín ngưỡng, còn rất đoàn kết, bọn hắn. Xác thực rất mạnh. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, nói. Có thể làm phiền ngươi một việc hay không? Chuyện gì? Thời điểm ta tiến vào Thiên Võ Tinh, sử dụng đế cốt làm tiền thế chấp. Có thể mời các ngươi mang huynh đệ ta đổi lại đế cốt hay không? Chúng ta tới 5 người, mỗi vị mấy triệu tinh thạch tiền thế chấp, nơi này vừa vặn 5 triệu. Khi Khương Phàm nói chuyện, giao không gian vật chứa tinh thạch cho Dinia. Xin nhờ. Xin mời. Kim Ô vọt người nhảy đến trên vai Dinia, hắn ở cùng Khương Phàm đã nhiều năm, có thể bắt được mạch suy nghĩ của Khương Phàm, tự nhiên biết Khương Phàm đang có mục đích gì. Dinia nói. Người muốn lấy đế cốt về, là muốn đổi càng nhiều tinh thạch. Ta cảm thấy rất hứng thú với đám nô lệ dực nhân kia, tận lực chuẩn bị thêm chút tinh thạch. Dinia cô nương, xin nhờ. Đúng rồi, bên trong vật chứa này không chỉ 5 triệu tinh thạch, thêm ra 100 ngàn, coi như phí vất vả của ngươi cùng hai vị trưởng lão. Khương Phàm mỉm cười, kêu gọi Lý Dần rời khỏi. Đầu Lý Dần ông, có chút hồn bay phách lạc. Từ một khắc Khương Phàm xuất ra đế cốt, thế giới quan của hắn đã bị trùng kích cực lớn. Lúc trước Khương Phàm liên tục xuất ra 3 khối đế cốt, thế giới quan của hắn đã sụp đổ. Tùy tiện gặp phải đám người, lại là siêu cấp phú hào. Thần vật cầm ra bên ngoài đã rất quá đáng, thế mà bọn họ tiện tay lấy đế cốt ra bên ngoài cầm. Giờ khắc này, hắn khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, đám người này lại còn có đế cốt. Hắn muốn hợp tác với dực thần tộc. Dinia nhìn bóng lưng Khương Phàm, suy đoán người này hẳn là muốn giao hảo với dực thần tộc. Sau đó mượn nhờ dực thần tộc giải cứu người thân hắn. Ai, quá ngây thơ rồi, dực thần tộc mặc dù là thiên mạch thần tộc đầu tiên, nhưng bọn hắn xem trọng chỉ là mình, còn có vận mệnh tộc đàn, há có thể cho hắn mạo hiểm. Chào các ngươi, nói chuyện được chứ? Khương Phàm đuổi kịp bọn người dực cầm đường, mỉm cười, đưa tay chỉ sang tử quán bên cạnh. Vì giải cứu đám dực nhân kia, các ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Khương Phàm đi đến tầng cao nhất, chọn một gian phòng tư mật. Mặt mỉm cười nhìn 3 vị dực nhân oai hùng cao lớn. Hình thể hơn 3 thước đã rất có áp bách, sau lưng tụ tập kim dực càng lộ ra bọn hắn hùng tráng uy mãnh. Xin hỏi, ngươi là người phương nào? Dực cầm đường phát hiện hắn vậy mà nhìn không thấu cảnh giới hư thực của người trước mặt, lấy thực lực thánh hoàng cực hạn của hắn, vậy mà không nhìn thấy. Chẳng lẽ, thần linh sao? Trách không được Dinia sẽ đi phía sau người này. Nhưng, cho dù là thần linh, cũng không làm cho để truyền nhân đế tộc cao ngạo trở thành vật làm nền chứ. Ta chỉ là một kẻ đầu cơ, vì hội đấu giá mà tới. Vừa mới gặp mặt cùng Dinia cô nương, cũng muốn hiểu rõ tình huống cặn kẽ lần hội đấu giá này. Ví dụ như, cảnh giới những dực nhân kia, bảo vật trên tinh cầu hồng hoang kia. Chúng ta không có hứng thú đối với những bảo vật hồng hoang, chúng ta muốn là những dực nhân. Ta chỗ này có đề nghị, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Nói nghe một chút, ta có thể hợp tác với các ngươi, giúp các ngươi toàn bộ đập xuống 3 vị tổ thần. Ồ, dực cầm đường cùng 2 vị trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt chú ý, ánh mắt sáng tỏ sáng rực nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi trước mặt. Trước khi nói chuyện hợp tác, ta muốn xin hỏi, dực thần tộc các ngươi có thể tập hợp bao nhiêu tinh thạch? Cái này, gương mặt dực cầm đường lộ vẻ khó xử, dù sao không biết thân phận người này. Vạn nhất là Kim Nguyệt đế tộc phái tới dò xét đáy bọn hắn thì sao? Ta chỗ này có 11 triệu tinh thạch, bên ngoài còn có ngàn vạn trở lên. Khương Phàm đưa không gian vật chứa cho bọn hắn, để bọn hắn cứ việc tra. Ngàn vạn. Gương mặt dực cầm đường có phản ứng, có thể kiếm đủ mấy triệu, đều là cấp bậc đỉnh cấp thương hội cùng chuẩn thần tổ, người này há miệng chính là ngàn vạn. Ngàn vạn, một khối thánh cốt đều mới mấy vạn mười mấy vạn, một khối thần cốt mới đến 500 ngàn. Ngàn vạn tinh thạch, không phải đỉnh cấp thần tộc căn bản lấy không ra, hơn nữa còn là sẽ đả thương đến động gân xương lấy máu mới có. Người này lại có 20 triệu. Sau khi dực cầm đường tra xét rõ ràng không gian vật chứa, âm thầm hít ngụm khí lạnh. Bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là tinh thạch quý giá, mặc dù một lát rất khó đếm rõ, nhưng cũng không phải số lượng mấy triệu, rất có thể thật đến ngàn vạn. Ta là thần linh, ta có thể sử dụng danh dự thần phát thệ, cũng không phải muốn hố các ngươi. Là thật tâm muốn hợp tác với các ngươi. Khương Phàm đánh giá 3 dực nhân trước mặt,
trong đầu vẽ phác thảo ra một hình ảnh đặc biệt. Ba vị tổ thần không chỉ có cảnh giới mạnh, tiềm lực càng kinh khủng. Nếu như Dực nhân tộc bọn hắn đạt được toàn bộ, chắc chắn mang theo số lượng lớn thần tộc, nhất là những thần tộc thiên mạch tinh cảnh giác cùng địch ý, ngay cả đế tộc thiên mạch tinh đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, theo Dực thần tộc rút khỏi đế thành, cường tộc các phương đều sẽ theo sát bọn hắn, nói không chừng sẽ còn bộc phát ra một trận ác chiến. Kể từ đó liền có thể thay hắn hấp dẫn bộ phận lực chú ý, càng có thể thay hắn gánh vác bộ phận áp lực, cho hỗn độn cự mãng 18 cánh có cơ hội thi triển càng lớn. Khương Phàm không quan tâm tinh thạch, quan tâm là kết quả lần hành động này. Dực Cẩm Đường vẫn rất cảnh giác. Dực thần tộc chúng ta sẽ dốc hết có khả năng, siêu tập tất cả tinh thạch có thể siêu tập, mua hết toàn bộ bọn hắn. Chương 3280 đến, Thiên Võ Tinh 2. Khương Phàm hỏi. Như thế nào mang đi? Tha thứ ta nói thẳng, đừng nói mấy triệu dực nhân, xem như ba vị kia tổ thần, các ngươi cũng đừng nghĩ bắt lấy toàn bộ, càng đừng nghĩ thuận lợi mang về thiên mạch tinh, coi như mang về thiên mạch tinh, đế tộc cùng thần tộc nơi đó đều sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Gạch nối. Dực Cẩm Đường nói. Chúng ta sẽ dùng quyết tâm lớn nhất, mua xuống toàn bộ bọn hắn, cũng sẽ dùng quyết tâm lớn nhất, dẫn bọn hắn về thiên dực tộc. Nếu như chính các ngươi cạnh tranh, rất dễ dàng gây nên Kim Nguyệt đế tộc cùng một ít cường tộc liên hợp chặn đánh. Ta có thể hợp tác với các ngươi bắt đầu trực tiếp lên giá cao, giá cực cao, bắt lấy một vị tổ thần, phía sau ta lại ra tay, mua xuống một vị tổ thần. Cảnh giới thánh linh cũng là như thế. Như thế này có thể giảm bớt căm thù cùng chặn đánh của bọn hắn dành cho các ngươi, tốt hơn mua đi càng nhiều dược nhân. Làm sao ta có thể xác định, sau khi các ngươi mua dược nhân nhất định sẽ an toàn giao cho chúng ta. Ta không chỉ giao toàn bộ dực nhân tộc cho các ngươi, còn có biện pháp thay các ngươi hấp dẫn bộ phận lực chú ý. Ta chỉ có một điều kiện, mang lên toàn bộ dực nhân xông vào con đường không gian từ thiên mạch tinh thông đến thiên võ tinh, nhưng... các ngươi muốn hơi dừng lại ở nơi đó, không cần vội vã rời khỏi, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. Có ý gì? Các ngươi muốn cứu người, ta muốn làm chuyện lớn. Phía trước, các ngươi thay ta hấp dẫn lực chú ý, phía sau... ta thay các ngươi hấp dẫn lực chú ý. Ta không biết ngươi, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Ngươi không cần nhận biết ta, ngươi cũng không cần tin tưởng ta, ngươi chỉ cần hỏi chính ngươi một chút, có nguyện ý cược hay không? Có đáng giá cược hay không? Dực Cẩm Đường cẩn thận quan sát đến nam tử trước mặt. Hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, thể hiện đều rất phức tạp. Nếu như có thể có người giúp đỡ, thay bọn hắn hấp dẫn lực chú ý, tại hội đấu giá đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như phía sau lại có người thay bọn hắn hấp dẫn lực chú ý của tất cả đế tộc cùng hoàng tộc, đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng, sự hợp tác này tới quá đột nhiên. Nếu như thành công, đương nhiên là đại hảo sự. Nếu như cược sai, hậu quả khó mà lường được. Khương Phàm từ cầm về không gian vật chứa của mình từ trong tay Dực Cẩm Đường, đứng lên nói. Suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta, chúng ta gặp lại ở hội đấu giá. Chúng ta làm sao bây giờ? Thẳng đến khi Khương Phàm rời khỏi thật lâu, hai vị trưởng lão mới đánh vỡ không khí trầm mặc. Dực Cẩm Đường đứng dậy, từ cửa sổ nhìn thân ảnh đi trên đường. Chúng ta không có quyền làm quyết định, bẩm báo cho mấy người thần tôn, do bọn hắn định đoạt. Đại trưởng lão cũng đến bên cửa sổ, khẽ nói. Hắn nói hắn muốn làm chuyện lớn, bỏ được ngàn vạn tinh thạch, chỉ là để cho chúng ta hấp dẫn lực chú ý, khẳng định là đại sự rất đặc thù. Nếu thật sự là như thế... cũng không phải không thể, chỉ sợ bị hắn hố. Bên ngoài thiên võ tinh, Đông Hoàng Lăng Tuyệt sau 3 tháng đi đường đã tới bên ngoài, bị đoàn hắc ám mê vụ ngăn cản đường đi. Trong bóng tối truyền ra sóng ý thức. Thánh Hoàng cực hạn, 600.000 tinh thạch tiền thế chấp. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đã nghe Khương Phàm giải thích tình huống, phong tuyệt ý thức đồng thời vung tay đánh ra một viên thần cốt. Trong bóng tối đưa ra một viên tinh thạch. Không nên gây chuyện, nếu không, chết. Đối đãi thần linh cùng đối đãi thánh linh, thái độ nơi này hoàn toàn khác biệt. Thần linh gây sự, có thể bên trong tha thứ phạm vi, đầu tiên cân nhắc là đuổi đi. Nhưng thánh linh, trực tiếp xử tử. Thần tình Đông Hoàng Lăng Tuyệt lạnh nhạt tiếp nhận tinh thạch, để vào trong miệng, thân thể trở nên phiêu miểu, trải qua hư không, đi vào thiên võ tinh. Chậm đã. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến sóng ý thức. Đông Hoàng Lăng Tuyệt dừng lại, cố ý xếp đặt ra tư thái cao lạnh. Nhưng theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay nắm một không gian cầu, đó là vũ khí không gian Khương Phàm lấy thân phận thiên đế tự mình rèn luyện,
bên trong phong tồn tài nguyên rộng lượng, còn có ba dạ nha thánh hoàng đỉnh phong. Nếu như không phải năng lượng tài nguyên quá mạnh, không thể nào lại nhét vào cường giả thần cấp, Khương Phàm đều muốn lấy thêm nhiều hơn mấy dạ nha, thậm chí trực tiếp đưa tới U Linh Đại Đế. Trong bóng tối truyền đến sóng ý thức. Nếu như ngươi gặp được phiền phức tại Thiên Võ Tinh, có thể đến đế tộc tìm kiếm trợ giúp. Đối với Thiên Nguyên Tinh vực mà nói, địa vị võ giả không gian cực cao. Nhất là đối với những đế tộc kia, thời điểm bọn hắn viễn chinh vũ trụ đặc biệt cần võ giả không gian chỉ dẫn cùng dò xét. Bọn hắn tựa như là chỉ dẫn phương hướng mịt mờ trong vũ trụ, phát huy ra tác dụng cực lớn. Một không võ thánh linh cảnh, trình độ quý giá đều có thể so với thánh hoàng. Huống chi thánh hoàng cực hạn. Người canh giữ trong bóng đen không có trực tiếp mời chào, dù sao đế tộc có cao ngạo đế tộc. Nhưng sớm cáo chi, nếu như đối phương gặp được phiền phức, hẳn là sẽ đi tìm kiếm trợ giúp, đế tộc cũng sẽ tận hết sức lực, đến lúc đó. Hợp tác sẽ đạt thành. Đông Hoàng Lăng Tuyệt âm thầm thở phào, còn tưởng rằng phát hiện hắn mang theo đồ. An toàn. Xuất phát. Cùng lúc đó, bên trong thâm không ngoài ức vạn dặm, trong thân thể Khương Phàm liên tiếp nổi lên cường quang. Thiên Hậu, Hắc Ma Đế Quân, Thôn Thiên Ma Đế, Khương Thương, Tinh Linh Đế Quân, Ngô Chính Nguyên cùng U Linh Đại Đế lần lượt xuất hiện ở vũ trụ thâm không tối tăm. Sau đó còn có Kiều Vô Hối, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Vạn Độc Huyết Long các loại, 18 vị thần linh. Khương Phàm tế lên Phiêu Miểu Thiên Cung, đưa bọn hắn lặng yên tới gần Thiên Nguyên Tinh Vực. Chương 3281 Thất Thập Nhị Tượng. Lần theo địa chỉ Khương Phàm cho, Đông Hoàng Lăng Tuyệt đơn giản nghe ngóng, đi tới gần Di Thất Thâm Nguyên. Chu Thanh Thọ đang ngậm rễ cỏ trong miệng, nằm ngửa trong tán cây nhàm chán ca hát. Nhàn nhã như thế sao? Đông Hoàng Lăng Tuyệt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tới, rất nhanh đó. Chu Thanh Thọ mở rộng lưng mỏi, nhưng không có đứng lên. Ta nghĩ không khí nơi này sẽ rất khẩn trương. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhìn ra xa bốn chỗ, bản chất bên ngoài của thế giới này so với thế giới của bọn hắn hình như không có khác nhau quá xa. Khẩn trương là Khương Phàm, chúng ta chỉ cần nghe an bài làm việc tốt là được rồi. Đồ đâu, đều mang đến. Đeo. Chờ ở đây đi, còn có 2 tháng. Cứ như vậy làm chờ. Ha ha, còn có tiểu lão đầu nhi, lúc nào cũng có thể tới. Người phóng xuất dạ nha, nghĩ biện pháp khống chế ý thức của hắn. Lúc Chu Thanh Thọ nói chuyện, ánh mắt lưu ý lấy tinh thần kiếm nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt. Lão đầu nhi kia xuất quỷ nhập thần, cần dùng thần kiếm tra xét rõ ràng năng lượng thiên địa, để tránh tiềm phục bí mật điều tra gần đó. Cảnh giới gì? Thần linh. Tính cảnh giác rất mạnh. Rất mạnh. Dạ nha có thể khống chế không? Đừng biến khéo thành vụng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt bây giờ là tộc trưởng Đông Hoàng tộc. So với trước đó thì ổn trọng cùng thành thục hơn rất nhiều. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ thiên mệnh chấp hành đi qua tinh vực, hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Thời gian còn rất sớm, từ từ tìm cơ hội, chớ khẩn trương, chúng ta không phải muốn hoàn toàn khống chế hắn, chỉ là có thể ảnh hưởng đến ý thức, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Chu Thanh Thọ nhìn Đông Hoàng Lăng Tuyệt một chút, đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. Thích gì dạng? Cái gì? Đông Hoàng Lăng Tuyệt đang nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh, cảm giác môi trường tự nhiên cùng năng lượng hư không của thế giới khác Thiên Võ Tinh này. Mập, hay gầy, to con, hay nhỏ con đây? Cái gì, có ý tứ? Nữ tử đó. Đông Hoàng Lăng Tuyệt lắc đầu, gia hỏa này quả nhiên không đứng đắn. Ngươi cũng tiếp quản Đông Hoàng tộc, còn không có thành thân, ta cho rằng ngươi không có hứng thú đâu đối với nữ tử bên trong tinh cầu chúng ta. Nữ tử nơi này nhiều lắm. Dạng gì đều có, ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Ngươi dừng lại đi, ta không hứng thú. Không phải ngươi còn mong nhớ Đông Hoàng như ảnh đó chứ? Người ta bây giờ thế nhưng là Hoàng Phi, Đế Phi, không, Thiên Phi. Chu Thanh Thọ có chút nghiêng đầu, xưng hô này hơi lạ. Bọn hắn thật ở tinh vực này sao? Đông Hoàng Lăng tuyệt đối không phải loại người ăn mặn thích làm trò cười, trong lòng hắn vẫn là thiên tài thần giáo cao ngạo lãnh khốc đã từng kia. Không sai được, nhưng phân tán ở các tinh cầu khác biệt, chỉ cần nơi này loạn, mấy người kia hẳn là sẽ tới. Đến lúc đó, một mẻ hốt gọn. Chu Thanh Thọ nhếch miệng hiện ra ý cười, trong lúc vui vẻ có ngả ngớn, càng có tàn nhẫn. Còn có 2 tháng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhìn lên thâm không, bọn người thiên hậu hẳn đang trên đường đi. Hảo hảo hưởng thụ an tĩnh nơi này đi, chờ chiến tranh bắt đầu, tinh cầu này còn có thể tồn tại hay không đều là vấn đề. Khương Phàm tên kia mấy tháng nay rất an tĩnh,
an tĩnh để cho ta có chút bỡ ngỡ. Chu Thanh Thọ lắc đầu, rõ ràng là huynh đệ mình, nữ tử cùng hài tử đều bị bắt, đổi thành dĩ vãng, Khương Phàm đã sớm bạo nộ, bây giờ lại có thể giữ vững bình tĩnh. Càng như vậy, càng nói rõ Khương Phàm đang đè nén tức giận, tiếp tục sát ý. Ép càng lâu, bộc phát càng khủng bố. Nửa tháng sau, Thiên Bảo lão tặc xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tiểu tử kia đâu? Tiểu tử kia bận bịu chính sự, để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lão đầu nhi, suy nghĩ kỹ càng rồi. Chu Thanh Thọ nhổ ra cỏ khô trong miệng, tiện tay hái lá cây, để vào trong miệng tùy ý nhai. Các ngươi nói bí cảnh thứ hai là đế tộc liên thủ khống chế, có chứng cứ gì sao? Có chứ. Chứng cứ gì? Lời hắn nói chính là chứng cứ. Chứng không thể nào lại chứng hơn. Ha ha, tiểu tử, người đùa bỡn lão đầu nhi ta, chơi vui sao? Lão đầu nhi, người sống mấy ngàn năm, đi qua qua 6 cái tinh cầu, thấy qua vô số người, còn đi chiêu chọc hoàng tộc đế tộc, người hẳn là có tài nào đó khác người bình thường. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, tiểu tử, trong miệng ngươi kia rất đặc thù. Ta là thần, còn Kim Ô kia là thần, vị này bên cạnh ta là Thánh Hoàng Đỉnh Phong, nhưng chỉ cần tình thế cần, chúng ta có thể hướng hắn quỳ xuống. Hắn, phía sau còn có người. Thiên Bảo lão tặc đương nhiên có thể nhìn ra người kia bất phàm, không chỉ là cảnh giới, mà là phần khí độ cùng tư thái. Ha ha, cách cục nhỏ. Chu Thanh Thọ cười lắc đầu. Các ngươi là ai? Thiên Bảo lão tặc đi khắp cả tất cả tinh cầu Thiên Nguyên tinh vực, tiếp xúc qua tất cả thần tộc cùng đế tộc, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy đám người này. Ngươi không cần quan tâm chúng ta là người nào, ở giữa chúng ta và ngươi chỉ là một trận hợp tác giao dịch. Nếu như Di Thất Thâm Uyên thật sự là đế tộc liên thủ khống chế, pháp trận khẳng định vô cùng cường đại, coi như ta giết người canh giữ nơi đó, cũng không phá nổi pháp trận. Ngươi chỉ cần kiềm chế người trấn thủ kia, tiếp đó cũng không cần ngươi quản. Nếu như thực sự có áp lực, chúng ta nơi này chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Chu Thanh Thọ nhìn về hướng Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Chờ lúc ngươi đi đến, đồ sẽ giao cho ngươi. Gia tăng cho ngươi khoảng 3 phần 10 cơ hội. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói. Chu Thanh Thọ cười nói. Ngươi ngàn vạn cần kiềm chế lại, tranh thủ cơ. Chương 3282 Tham Lam Máu 1. Con mắt Thiên Bảo lão tặc quay mồng mồng, hắn đời này nhìn như ngả ngớn hổ nháo. Nhưng tất cả hành động đều nghĩ sâu tính kỹ, làm tốt kế hoạch chi tiết, chế định tốt biện pháp hậu bị, như loại không biết đồng bạn là ai, càng không biết muốn đối mặt với ai hiện tại, ngay cả đến tiếp theo có chuyện gì phát sinh đều hoàn toàn không có manh mối để hành động, cho tới bây giờ không có tiếp nhận qua. Đang hắn nghĩ sâu tính kỹ, thời điểm cảm xúc chập trùng, ba dạ nha thánh hoàng viên mãn đang lặng yên phiêu đáng trong hư không phía sau Đông Hoàng Lăng Tuyệt, bị Đông Hoàng Lăng Tuyệt tận lực dùng bình chướng không gian che giấu. Không để lại dấu vết xâm nhập ý thức Thiên Bảo lão tặc. Tam sinh đế thành. Theo hội đấu giá tới gần, đế thành càng ngày càng náo nhiệt. Lượng lớn hoàng tộc, thậm chí là đế tộc sớm đã tới nơi này. Nhưng, bầu không khí đế thành chân chính đẩy lên cực hạn từ náo nhiệt biến thành oanh động, là Dực thần tộc cao điệu giáng lâm. Dực thần tộc rời khỏi Thiên Mạch Tinh, giáng lâm Thiên Võ Tinh. Nhưng không phải giống như các tộc khác, chỉ là an bài đại biểu tới. Bọn hắn là xuất động toàn tộc. Dực thần tộc trừ các cường giả bí mật biến mất ra, còn lại 2 triệu tộc nhân trực tiếp từ bỏ lãnh địa thần tộc bọn hắn kinh doanh mấy chục vạn năm, trùng điệp, che khuất bầu trời, đi lên con đường khổng lồ ở giữa 2 viên tinh cầu tới Thiên Võ Tinh. Trước khi giáng lâm, công nhiên tuyên cáo Thiên Võ Tinh. Dực thần tộc thông qua hội đấu giá, công bằng công chính cạnh tranh mấy triệu dực nhân. Dực thần tộc không tiếc dùng máu tươi cùng sinh mệnh. Tiếp dẫn mấy triệu dực nhân rời khỏi Thiên Võ Tinh. Trong lúc hội đấu giá, ai dám ác ý tranh đoạt, dực thần tộc xem như địch nhân vạn thế. Vĩnh viễn không khoan dung. Trong lúc rút lui, ai dám ác ý ngăn cản, dực thần tộc xem như địch nhân sinh tử. Không chết không thôi. Tuyên ngôn truyền khắp Thiên Võ Đại Lục, dẫn phát kéo dài oanh động. 2 triệu dực thần tộc bay vào trời cao mấy chục vạn dặm, tới gần bên ngoài Tam Sinh Đế Thành 3.000 dặm. Bọn hắn mang đến bảo khí chấn tộc đặc biệt, 72 pho tượng thập dực. Bọn chúng giống như thiên nhạc nguy nga, phân tán tại mênh mông hoang dã. Mỗi một pho tượng đều lớn ngàn trượng, hùng vĩ đến cực điểm, 10 cặp vũ dực kiêu ngạo kéo dài, cực điểm uy nghiêm. Pho tượng cũng không phải do cự thạch điêu khắc, mà là huyền thiết vũ trụ rèn đúc. Cái gọi là huyền thiết vũ trụ chính là thiết tinh bên trong tinh cầu kim loại, không thể phá vỡ, có thể tiếp nhận cực hạn nhiệt độ cao cùng áp bách. Bình thường dùng cho rèn đúc vũ khí viễn chinh vũ trụ.
mỗi pho tượng đều là tụ linh pháo di động. Mỗi pho tượng đều là lấy thần tôn vẫn lạc làm nguyên lực. Trong mỗi pho tượng đều chứa hàng tài nguyên to lớn. Trong mỗi pho tượng đều trấn thủ 2-3 vạn dực nhân cường giả. Bọn chúng là siêu cấp vũ khí trấn thủ tổ địa dực thần tộc, bảo vệ lãnh địa an nguy, càng bảo vệ lấy uy danh thần tộc đầu tiên. Bọn chúng càng là vốn liếng mạnh nhất dực thần tộc lắng đọng qua 800.000 năm, tương đương với mỗi vạn năm thời gian mới có thể rèn đúc ra một tòa. Lực bọn chúng của bộc phát, có thể so với bán thần. 72.000 trượng pho tượng thập dực, không chỉ dẫn phát vô số chú ý, càng mang đến áp bách cực lớn ngoài vạn dặm cho Tam Sinh Đế Thành. Dực thần tộc điên rồi sao? Ngay cả tổ địa cũng không cần, toàn tộc xuất động. Cái này đã không còn biểu hiện tư thái đơn giản như vậy, mà là thật muốn khai chiến. 72 pho tượng thập dực, 72 tòa, ta nhớ không lầm, dực thần tộc trong bên ngoài hoàng thành chỉ có 36 tòa thôi à, bên ngoài 18 tòa, bên trong 18 tòa. Cái này mẫu thân nó, chỗ nào lại xuất hiện 36 tòa nữa? 36 pho tượng thập dực đã rất kinh người, bọn hắn lại còn cất giấu 36 tòa khác. Không hổ là thiên mạch thần tộc đầu tiên. 72 pho tượng thập dực, nếu như 2 triệu tộc nhân dực thần tộc toàn lực thôi động, xem như thần linh chân chính, chỉ sợ cũng có thể đánh thành cho cạn. Cũng may chỉ có thể phóng thích một lần. Một lần, ngươi tin không, nếu dực thần tộc thật sự không thèm đếm xỉa, mỗi tòa đều có thể cho ngươi điên cuồng thôi động 3 lần. Làm lớn chuyện, vấn đề này thật sự làm lớn chuyện. Ta trước đó đã nói dực thần tộc sẽ không tiếc cái giá mang đi những nô lệ kia. Nhưng ta bây giờ mới biết. Ta hiểu về 4 chữ, không tiếc cái giá, vẫn quá nông cạn. Cách cục nhỏ, không nghĩ tới dực thần tộc lại muốn dùng toàn tộc uy lực, mang đi mấy triệu dực nhân kia. Tiềm lực 3 tôn tổ thần kia quá lớn, nếu quả như thật mang về dực thần tộc, không chỉ có thể để số lượng thần linh thánh linh dực thần tộc tăng gấp bội, nếu như triệu tập đầy đủ tài nguyên, nói không chừng bồi dưỡng được một tôn đế. Tộc nhân của bọn hắn nếu như lại giao hợp cùng đám dực nhân nguyên thủy, càng có thể cải thiện cực lớn tiềm lực huyết mạch của hậu đại. Đúng vậy, nếu thật sự như thế, lần này chính là cơ hội thật tốt để dực thần tộc từ thần tộc biến đổi đến đế tộc, bọn hắn há có thể không nắm bắt. Không biết là vị thần tôn dực thần tộc nào phách lực như vậy. Mặc dù là được ăn cả ngã về không, nhưng nếu như thành, thật sự là một trận biến đổi. Tam Sinh Đế Thành nghị luận ầm ĩ, tất cả trà lâu tử quán đều đang kích tình mênh mông nghị luận chuyện này. Nhưng đối với Kim Nguyệt đế tộc mà nói, hành động của dực thần tộc không khác gì khiêu khích bọn họ. Mặc cho ai đều biết, thái độ của Kim Nguyệt đế tộc đối với đám dực nhân nguyên thủy kia là nhất định phải được. Dực thần tộc làm như vậy, rõ ràng đang đề phòng bọn hắn. Kim Như Ngọc đứng trên tầng cao nhất tử lâu tại khu cao nhất Bắc Thành, ngắm nhìn phương hướng dực thần tộc đóng quân. Mặc dù tường thành nguy nga ngăn cản, không nhìn thấy tình cảnh nơi đó, lại có thể mơ hồ phát giác được 2 triệu dực thần tộc nơi đó phun trào mênh mông huyết khí. Chương 3283 Tham Lam Máu 2. Dực thần tộc lại có 72 pho tượng thập dực, cái này thật đúng là ngoài ý muốn, không biết đế tộc cùng thần tộc thiên mạch tinh nơi đó có biết chuyện này hay không. Kim Như Ngọc đứng bên cạnh một vị nam tử làn da màu vàng óng, mái tóc dài vàng óng tròng, mắt màu vàng óng, cũng mặc trường bào màu vàng. Toàn thân hắn tản ra kim quang tôn quý, giống như pho tượng hoàng kim đổ bê tông, bộ dáng tinh mỹ tuyệt luân, khí chất uy nghiêm cao ngạo. Hắn là thần tôn Kim Nguyệt đế tộc, Kim Minh. 5 năm trước vừa mới viễn chinh trở về, mặc dù không có thu hoạch vang dội như Dairon, nhưng cũng coi là một trận viễn chinh thắng lợi. Những năm nay đang chỉnh đốn trong tộc, không nghĩ tới bắt gặp một vở kịch đặc sắc như thế này. Kim Như Ngọc bán sạch tất cả tài sản cùng Linh Bảo miễn cưỡng tiếp cận hơn 6 triệu tinh thạch, sau khi đó mượn hơn 3 triệu tinh thạch từ Kim Minh, ở trong cơ sở ngàn vạn tinh thạch của đế tộc, miễn cưỡng kiếm ra 20 triệu. Mặc dù Kim Như Ngọc đang nhìn phương xa, nhưng tầm mắt luôn một bộ cục xuống, nhìn như lười biếng, kỳ thực cực độ lạnh nhạt, là một loại cao ngạo miệt thị chúng sinh bẩm sinh. Bọn hắn chỉ là muốn bảo vệ được đồ bọn hắn có được từ hội đấu giá, tuyệt đối không dám cứng rắn đoạt thứ người khác đập xuống, nếu không chính là tự tìm đường chết. Chiến trường của chúng ta chỉ là ở trong hội đấu giá. Không cần để ý tới bọn hắn phô trương thanh thế. Kim Minh liếc mắt Kim Như Ngọc Mỹ Lệ tôn quý bên cạnh, cười nhạt nói. Cũng không giống như ngươi. Viễn chinh thắng bại, không ở chỗ năng lực, càng nhiều là vận khí, ngươi không cần quá mức chú ý. Huống chi, trước đó ngươi liên tục 3 lần viễn chinh đều đại hoạch toàn thắng. Đế tộc không thể nào bởi vì lần này thất bại, gạt bỏ toàn bộ công tích của ngươi.
Dưới mi mắt kim như ngọc cụp xuống, trong mắt màu vàng óng lấp lóe ý lạnh. Dực thần tộc đã là thần tộc đầu tiên, nếu như còn muốn lại hướng lên một bước, thế tất nhận bị bảy đại đế tộc thiên mạch cảnh giác, cũng sẽ gây nên địch ý của tất cả thần tộc thiên mạch. Coi như bọn hắn trở lại thiên mạch tinh, cũng thế tất dẫn phát họa diệt tộc. Chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Bây giờ, ta chỉ cần đế tổ an bài nô lệ dực nhân cho ta. Chờ sau khi chiến tranh bộc phát, chúng ta lại đoạt lại. Kim Minh cười. Đây mới là kim như ngọc ta biết. Tuy nhiên dực thần tộc đại động can qua như vậy, khẳng định là đều nhất định phải được đối với ba vị tổ thần, người phải làm chuẩn bị cho tốt. Kim Như Ngọc nói, dực thần tộc cuối cùng chỉ là thần tộc, có thể gom góp ngàn vạn tinh thạch đã là cực hạn, có nhiều hơn cũng sẽ không vượt qua 20 triệu. Bọn hắn là 20 triệu, ta cũng là 20 triệu, còn đoạt không xuống một tên. Hừ, Kim Minh nói, ý của ta là, phải đề phòng đế tộc khác nhúng tay. Cảm thấy hứng thú đối với ba vị tổ thần cũng không chỉ là hai nhà chúng ta. Kim Như Ngọc trầm mặc một lát, phân phó dưới trướng, nói. Đại biểu Lam Nguyệt tộc cùng Huyết Nguyệt tộc, gọi họ qua. Lam Nguyệt tộc, thần tộc Thiên Võ Đại Lục, cũng là thần tộc phụ thuộc Kim Nguyệt tộc. Bọn hắn không thuộc về tinh cầu này, mà đến từ một tinh cầu cấp đại đế sâu trong vũ trụ, bị buôn bán đến nơi đây dựa vào Kim Nguyệt đế tộc, sau đó tách ra, sáng lập thần tộc. Bọn hắn có hình thể to lớn, còn nhỏ đã có mười mấy mét, trưởng thành càng có thể đạt tới trăm mét, bọn hắn có huyết dịch màu lam đặc biệt, có được năng lực tự lành cực mạnh, cũng có thể mượn dẫn uy lực tinh thần. Huyết Nguyệt tộc, tộc đàn dị biến của Kim Nguyệt tộc, sau khi chia ra, sáng lập thần tộc mới. Ban đầu đối kháng cùng Kim Nguyệt tộc, sau này trải qua Kim Nguyệt tộc cố gắng mười mấy đời, rốt cuộc cũng hoàn thành kết minh. Bọn hắn truyền thừa bộ phận bí thuật Kim Nguyệt tộc, vô cùng cường hãn. Càng quan trọng hơn là, Huyết Nguyệt tộc tính tình bạo ngược, tàn nhẫn giết chóc, đây cũng là nguyên nhân Kim Nguyệt tộc lúc ấy đuổi bọn hắn ra ngoài. Kim Nguyệt tộc cao quý, không dung được bầy dã thú này. Hai tộc kia hẳn đều có 200-300 vạn tinh thạch, đến lúc đó mời bọn họ hỗ trợ. Khi Kim Minh nói chuyện, đột nhiên chú ý tới mấy bóng người đi ra trong tử lâu phía trước. Ninia, cháu gái bảo bối của Dairon. Dairon lần này viễn chinh lập công lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ trở lại đế tộc tu dưỡng 10 năm 8 năm, trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn chính là người chủ trì đầu tiên của tam sinh đế tộc, nói không chừng Dinia có thể nhận bồi dưỡng trọng điểm, xông đến cảnh giới thánh hoàng. Kim Như Ngọc chỉ thản nhiên liếc mắt, không có để ý nha đầu hậu bối, chỉ là vừa nhìn sang, lại ngoài ý muốn phát hiện một đạo thân ảnh đặc thù. Là hắn? Ngươi thấy người nào? Kim Minh thuận ánh nhìn đi qua, còn tưởng rằng là đại biểu đế tộc nào đến. Nhân tộc trước mặt Kim Như Ngọc kia, ta gặp được ở bên ngoài. Kim Như Ngọc càng nhìn càng kỳ quái. Sau khi Kim Minh chú ý tới, ánh mắt cũng chậm chậm thay đổi. Máu, huyết dịch ba động vô cùng đặc biệt. Nguyên thủy mà tinh khiết, đặc biệt mà bành trướng. Giống như ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn. Kim Nguyệt tộc bọn hắn vô cùng mẫn cảm đối với huyết dịch, nhất là huyết dịch quý giá mà đặc thù. Kim Như Ngọc lúc ấy tại thâm không chỉ tùy tiện nhìn một chút. Không có rất để ý, cách bình chướng ngân nguyệt cũng không có tra xét rõ ràng. Nhưng bây giờ, nàng nhìn một chút, huyết dịch lạnh cả người vậy mà nóng lên, một loại khát vọng đã lâu sinh sôi ở trong lòng. Kim Minh nhìn một chút, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đột nhiên, Kim Như Ngọc cùng Kim Minh đều giật mình tỉnh lại, ánh mắt khôi phục thanh minh, cũng đều không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau. Đây là máu gì? Vậy mà để bọn hắn chỉ nhìn liền sao động. Ta đi chào hỏi Dinia. Kim Minh liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng đi chứ. Kim Như Ngọc nhìn chằm chằm thân ảnh đi ở trên đường kia, dưới mí mắt cụp xuống, hai tròng mắt màu vàng óng kia lóe lên khát vọng cùng chờ mong ít khi có. Chương 3284 lần rằng co đầu tiên. Ninia đi theo Khương Phàm rời khỏi thương hội, đổi lại đế cốt từ người canh giữ nơi đó. Hai viên đế cốt này còn kém chút so với đế cốt Khương Phàm mang đến. Thương gia nguyện ý cho giá cao nhất là 3,6 triệu, nhưng quả thực đã để Khương Phàm buộc Dinia, vận dụng danh nghĩa đế tộc, dùng giá cả 4 triệu thành giao. Hai viên đế cốt, 8 triệu tinh thạch, tính cả 5 triệu giao ra, Khương Phàm lại có thêm 3 triệu tinh thạch. Bây giờ là 19 triệu, chờ mong thu hoạch từ hướng Vãn Tình cùng Hàn Ngạo. Là ở chỗ này, Dinia mang theo Khương Phàm đi tới tường thành Nguy Nga, ngắm nhìn bầy pho tượng thẳng tắp bên ngoài mấy ngàn dặm. Trong đôi mắt hỗn độn của Khương Phàm cuồn cuộn ánh sáng,
nhìn thấu đất trời phía xa kia, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng pho tượng. Bọn chúng phân tán trong rừng rậm, đứng lặng trên núi cao, tản ra cường quang sáng chói. Bọn chúng quá cao to, rừng rậm núi lớn xung quanh đều lộ ra thon nhỏ hơn rất nhiều, kiêu ngạo mở rộng 10 đôi cánh giống như có thể bay lên không, nhấc lên gió lốc gào thét bất cứ lúc nào, hai tay nắm chắc càng giống là duy trì tư thế chiến đấu, có thể phấn khởi giết địch bất cứ lúc nào. 72 pho tượng, dực thần tộc đây là muốn mượn cơ hội này trấn nhiếp toàn bộ tinh vực sao? Ninia đều không có nghĩ đến, dực thần tộc lại còn bí mật phong tồn 36 siêu cấp chiến binh. Pháp trận di động. Khương Phàm nhìn qua vũ khí chiến tranh oai hùng cường kia hãn, rung động càng rung động. Thế giới của bọn hắn còn dừng lại tại pháp trận bảo vệ, vậy mà thế giới bên ngoài đã dung nhập pháp trận vào trên pho tượng, đây chính là chênh lệch sao? Kim Ô đều nhìn mà choáng mắt, đây quả thực là 72 kiện chuẩn thần khí. 72 tòa. Quá khoa trương. Pháp trận. Ninia nhìn Khương Phàm, nói. Những pho tượng này là bí mật của dực thần tộc. Không có người nào biết bọn hắn dùng phương pháp gì rèn đúc. Cũng có người thử mô phỏng, nhưng chưa bao giờ rèn đúc ra uy lực mà pho tượng có được. Nghe nói kỹ thuật rèn đúc thần bí này là vị đại đế lúc trước trợ giúp qua dực thần tộc kia lưu lại cho bọn hắn. Nhưng bởi vì điều kiện rèn đúc rất hà khắc, dực thần tộc cần tích trữ vạn năm tài nguyên mới có thể rèn đúc ra một tòa. 800.000 năm trôi qua, dực thần tộc trải qua mấy lần kiếp nạn, tổn hại qua rất nhiều pho tượng. Đến bây giờ chỉ còn lại có 36 tòa. Ninia nói đến lắc đầu, xem ra những pho tượng tổn hại kia cũng không có thật sự bị hủy diệt, mà là bị bọn hắn bí mật phong tồn, tiến hành chữa trị tái tạo. 800.000 năm tích lũy sao? Khương Phàm và Kim Ô đều rất rung động, tại thế giới của bọn hắn, thần tộc truyền thừa mấy vạn năm đã coi như là kỳ tích, nơi này thần tộc lại có truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Tuy nhiên nghĩ đến việc người ta truyền thừa mấy trăm ngàn năm, có thể khống chế hơn 70 tòa siêu cấp vũ khí giống như thế thì cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng rung động thì vẫn rất rung động. Ta thật sự không nghĩ tới dực thần tộc lại có đảm phách như thế, hoàng thành cũng không cần, vũ khí áp đáy hòm đều mời ra được, nhìn điệu bộ này, xem như kim nguyệt tộc ra tay, bọn hắn cũng dám phản kháng. Ninia không nghĩ tới chuyện lại nháo đến trình độ này. Là đánh giá thấp dực thần tộc đối với trình độ coi trọng dực nhân tộc. Còn đánh giá thấp cấp lãnh đạo của dực thần tộc. Tuy nhiên, Gia Gia phải rất cao hưng đi. Càng như vậy, hội đấu giá càng được chú ý. Coi như một ít cường tộc không muốn tới, nhưng sau khi nhận được tin tức cũng sẽ đến đây, coi như những cường tộc kia tới, cũng sẽ lại phái số lượng đại biểu càng mạnh càng có phần hơn để tới. Càng náo nhiệt càng tốt. Khương Phàm khẽ nói, đây xem như niềm vui bất ngờ đi. Cường tộc tới càng nhiều, đưa tới chú ý càng oanh động. Đến lúc đó một khi khai chiến, chắc chắn sẽ hình thành phong bạo. Hỗn độn cự mãng 18 cánh nơi đó vừa mới bắt đầu thì có thể giảm bớt mấy phần áp lực, có thể khôi phục tốt hơn. Gặp gỡ thần tôn. Khương Phàm không nghĩ tới dực thần tộc lại ra sức như vậy, hắn muốn cho bọn hắn lại đánh một chút máu gà, để bọn hắn lại cuồng một chút, lại điên một chút, lại làm càn một chút. Ta không thể đi. Ninia từ chối gặp mặt, ở trong thành là được rồi, lại còn muốn tới nơi nào đây? Đám pho tượng gần đó tất cả đều là người vây xem, thân phận nàng lại đặc thù, đột nhiên tới đó bái phỏng, nói không chừng người khác lại nghĩ lầm nàng là đại biểu đế tộc đi qua. Nếu như truyền ra các loại lời đồn đại như, tự mình giao dịch, đế tộc thỏa hiệp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hội đấu giá tiếp theo. Người đi theo, đừng đi đến là được, lão tặc, nhìn chằm chằm nàng. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, Khương Phàm tuyệt đối không thể để Ninia về đế tộc. Ninia im lặng lắc đầu. Nàng đều đã có tư thế này, người này vẫn không yên lòng về nàng. Tuy nhiên nàng cũng không có ý định đi, nàng rất ngạc nhiên về thân phận người này, càng hiếu kỳ xem hắn muốn làm gì. Bọn hắn vừa xuống tường thành đã gặp Kim Như Ngọc, Kim Minh của Kim Nguyệt tộc. Ninia cô nương, tam sinh đế tộc bây giờ hẳn là bề bộn nhiều việc, ngươi lại còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này đi dạo. Kim Như Ngọc cùng Kim Minh đi đến trước mặt bọn hắn, mặc dù là nói với Ninia. Nhưng con mắt màu vàng óng rực rỡ lại đều lạc trên người Khương Phàm. Huyết khí đặc biệt tốt. Sinh mệnh lại mênh mông. Mặt đối mặt dò xét, lại có loại cảm giác quen thuộc không nói được. Vì sao quen thuộc? Nói không nên lời. Tuy nhiên máu người này tuyệt đối là mỹ vị. Khương Phàm chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, khẽ vuốt cằm, xem như đánh chiếu cố. Vị bằng hữu này là... Kim Minh đều không có đợi Ninia đáp lại,
trực tiếp vòng qua nàng. Người lưu lạc trong vũ trụ, lần đầu bái phỏng Thiên Nguyên tinh vực. Khương Phàm mỉm cười đáp lại. Sơ Lâm Thiên Nguyên đã đụng phải hội đấu giá có ý tứ như thế này, vận khí của ngươi không tệ. Tạm được. Không biết bằng hữu là từ phiến tinh vực nào tới. Chương 3285 phân thân. Phân thân, 1. Tinh vực trước đó sao? Quên rồi, chúng ta đã lưu lạc tại thâm không trên trăm năm. Nếu như không có vũ khí đặc thù, thần linh lang thang thâm không cực hạn tựa như là 10 năm, cho dù có vũ khí đặc thù, có đầy đủ tài nguyên, cũng rất khó lang thang tại thâm không vượt qua 50 năm. Ta có kim ô, có thể chiếu rọi thâm không, ta có tinh thần thần khí, có thể vượt qua thâm không. Nếu như ngươi chạy tới chỗ ta, muốn biết bí mật của ta. Khương Phàm mỉm cười, nói. Không thể trả lời. Kim Minh nhìn Dinia, hỏi. Hắn là bằng hữu của đế tộc các ngươi. Dinia đoán được mục đích của Kim Minh. Không phải. Kim Minh nhẹ gật đầu, nếu không phải bằng hữu của tam sinh đế tộc, vậy thì dễ làm rồi. Không cần có lo lắng. Ta là thần tôn của Kim Nguyệt đế tộc, Kim Minh. Muốn kết giao bằng hữu với ngươi, có thể nể mặt hay không? Ta còn có việc phải xử lý, hôm nào đi? Hôm nào là ngày nào? Vào cái ngày ta rảnh đó. Vào cái ngày ngươi có rảnh đó lại là ngày nào? Kim Minh ta thành tâm kết giao bằng hữu với ngươi. Sau khi hội đấu giá kết thúc, khoảng cách hội đấu giá còn một tháng nữa, trong một tháng đều rút không ra được thời gian một bữa cơm. Ngươi xem thường Kim Minh ta, không hy vọng kết giao bằng hữu cùng ta. Trên khuôn mặt Kim Minh từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo ý cười nhạt, phối hợp với dung nhan anh tuấn, khí chất tôn của hắn, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác thân cận, chỉ là bên trong đôi con mắt màu vàng óng kia lại hiện ra điểm điểm ý lạnh. Dinia cố ý đứng ở bên cạnh, cũng muốn nhìn xem người này đối phó Kim Minh thế nào. Kim Nguyệt đế tộc mặc dù nhìn lập lòe kim quang, mỹ mạo lại tôn quý, nhưng cũng không phải dễ trêu. Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Chuyện kết giao bằng hữu này, hẳn là phát ra từ trong tâm. Nếu như ép buộc, vậy thì không phải kết giao bằng hữu. Chờ tin tức của ta đi, ta sẽ dành thời gian tìm các ngươi. Kim Minh rủ tầm mắt xuống, ngăn cản Khương Phàm đang muốn rời khỏi. Lời này có ý là, ngươi không muốn kết giao bằng hữu cùng ta. Xem ra ngươi đã hiểu. Ta hiểu, chính là ngươi từ chối. Ha ha, ta cho rằng tất cả người lưu lạc thâm không đều càng có thể thấy rõ tình thế. Ngươi không phải bằng hữu của tam sinh đế tộc, lại từ chối làm bằng hữu cùng Kim Nguyệt đế tộc ta, nói cách khác. Ngươi chỉ là một người xa lạ trong tòa thành này. Nếu như thế này, ta cũng không cần phải khách khí cùng người xa lạ ngươi đây nữa. Kim Minh cười khẽ, cho ngươi cơ hội, ngươi không biết lợi dụng. Trí thông minh này lại còn có thể lang thang thâm không? Khương Phàm cũng cười. Làm sao không khách khí? Kim Minh chỉ mình, vừa chỉ Khương Phàm. Ta là đế tộc, ngươi là người lưu lạc, ở tinh cầu này, chúng ta có thể quyết định vận mệnh của các ngươi. Cho nên, ta muốn máu của ngươi. Khó mà làm được. Nếu như ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ dùng phương pháp tương đối khách khí, thỉnh cầu ngươi. Nhưng ngươi từ chối lời mời của ta, thì phải tiếp nhận việc ta không khách khí. Kim Minh đe dọa nhìn Khương Phàm, nếu không phải bằng hữu của tam sinh đế tộc, hắn hoàn toàn không có gì để phải lo lắng. Khó có được đụng phải huyết mạch tốt như vậy, hắn chắc chắn phải có được. Ha ha! Khương Phàm cười lắc đầu. Ta sẽ không kết giao bằng hữu cùng ngươi, cũng sẽ không cho ngươi lấy máu. Cáo từ, tự mình chơi với mình đi. Kim Minh mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên. Dừng lại, nếu ngươi lang thang thâm không, hẳn hiểu một đạo lý, đến những tinh cầu khác, tuyệt đối không nên trêu chọc chủ nhân nơi đó, nếu không. Tinh cầu kia sẽ là phần mộ của ngươi. Các ngươi chinh chiến thâm không trăm vạn năm, chẳng lẽ tôn trọng qua chủ nhân nơi đó? Không phải các ngươi đều là có thể xâm lấn thì xâm lấn, không thể vào xâm thì phá hư. Đối với tinh cầu của các ngươi, ta là người lưu lạc, hay là người chinh phạt, bây giờ nói còn quá sớm. Kim Minh đúng không, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, huyết mạch có thể để ngươi kích động cũng không phải huyết mạch bình thường. Ngươi, không phải là đối thủ của ta, các ngươi, đều không phải. Nơi này là tam sinh đế thành. Số lượng lớn cường tộc đế tộc tụ tập, nếu như ngươi bắt không được ta, ngược lại bị ta tát một cái, vậy coi như mất mặt. Khương Phàm lung lay ngón tay, cười lạnh một tiếng, phóng khoáng quay người, nghênh ngang rời khỏi. Sắc mặt Kim Minh dần dần âm trầm xuống, hai tay bên trong kim bảo dần dần nắm chặt lại. Thần tôn của Lam Nguyệt tộc cùng Huyết Nguyệt tộc đâu?
Còn chưa tới sao? Khương Phàm đi tới bên ngoài 3.000 dặm. 72 tòa pho tượng ngàn trượng sinh động như thật, bộ dáng uy nghiêm, hiển thị rõ sự kiêu ngạo, như có được linh hồn, những đôi cánh lớn giống như có thể đánh rách tả tơi trời cao bất cứ lúc nào. Bởi vì bắt đầu tụ tập năng lượng, uy thế tán phát vô cùng khủng bố, giống như từng tôn thần linh vận sức chờ phát động. Uy áp vô hình tràn ngập khắp đất trời, khuấy động dãy núi, để cường giả tụ tập xung quanh đều không ai dám tới gần pho tượng trong phạm vi trăm dặm. Hơn 2 triệu dực nhân đa số đều đã tiến vào pho tượng, số lượng lớn thánh linh, thánh vương cùng thánh hoàng, đều đứng trên bả vai và cánh pho tượng, ánh mắt dò xét xung quanh, ngẫu nhiên lạnh lùng ngắm nhìn đế thành phương xa. Mặc kệ trước khi lên đường, bọn hắn có cảm xúc phức tạp gì, bây giờ cũng đã đứng ở bên ngoài đế thành, bày ra tư thái huyết chiến, bọn hắn cũng đã không có bất kỳ sự kiêng kỵ nào nữa cả, chiến huyết phun trào, toàn thân tản ra sát ý. Dực thần tộc tạm không tiếp khách, còn xin lui ra. Một nữ dực nhân có mái tóc dài phiêu giật, dáng người mảnh khảnh, huy động 6 cái cánh màu vàng, từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Khương Phàm. 4 cánh, tượng trưng cho cảnh giới thánh linh. 6 cánh, tượng trưng cho cảnh giới thánh vương. 8 cánh là thánh hoàng. 10 cánh thì là thần linh. Dực nhân có cảnh giới thánh linh trở xuống, đều là 2 cánh. Chỉ có khi bước lên thánh linh cảnh, lột xác nhập thánh, mới có thể gia tăng số lượng cánh chim. Chương 3286 phân thân. Phân thân, 2. Xin liên lạc dực cẩm đường, chúng ta đã gặp mặt tại Tam Sinh Đế Thành. Cứ nói, nếu như hắn muốn hợp tác, bây giờ có thể nói chuyện rồi, nếu như không muốn hợp tác, ta đây sẽ rời khỏi. Tính danh, Lục Dực Thánh Vương, Dực Hoa Sư, đối xử lạnh nhạt đánh giá nam tử trước mặt. Cảnh giới phiêu miểu, khí tức nội liếm, nhìn không thấu hư thực, nhưng cảm giác mang tới lại mênh mông bành trướng. Giống như đại dương mênh mông bình tĩnh không lay động. Ta còn không có đề cập với hắn, tuy nhiên ngươi nói là người bên cạnh Dinia, hắn sẽ hiểu. Ngươi là thần linh, là cảnh giới thần linh. Ngươi là thần tộc của hành tinh nào? Ta không phải người của thiên nguyên tinh vực, ta đến từ những thế giới khác. Thế giới thần cấp. Cô nương làm thế nào phán đoán ta đến từ thế giới thần cấp? Với cái hình thể này của ngươi, rõ ràng là sinh cơ trong thế giới không đủ. Phát dục nhận hạn chế. Khương Phàm dở khóc dở cười, lắc đầu không nói. Xem ra phải thích hợp tăng dưỡng khí, năng lượng, sinh cơ các loại trong thế giới của hắn lên, để kích phát hình thể giống loài. Rõ ràng là tinh cầu thiên đế cấp, lại giống như đến từ tiểu nhân quốc. Ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn. Dực Hoa Sư ra hiệu dực nhân gần đó tiếp cận tiểu nam tử này. Khương Phàm chào hỏi đối với những dực nhân kia, thưởng thức những pho tượng thẳng tắp này ở khoảng cách gần. Đây không chỉ là đơn giản tụ linh pháo, nếu không cũng không đến mức giống như Dinia nói như vậy, cường tộc toàn tinh vực đều mô phỏng không ra. Nhưng nếu như quá đặc biệt, những đế tộc kia không đỏ mắt sao? Hay là nói nơi này có quy củ đế không sát thần? Theo dực thần tộc càng ngày càng mạnh, bất luận là thần tộc hay là đế tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cũng không đúng. Dinia từng nói qua, dực thần tộc gặp phải qua mấy lần kiếp nạn, nguyên nhân gây ra hẳn là những pho tượng này. Tuy nhiên cuối cùng đều bị bọn hắn tiếp tục chống đỡ. Dực Hoa Sư rất mau đã trở lại tới. Thần tôn cho mời. Khương Phàm bay lên không, đi theo Dực Hoa Sư tới sâu trong, doanh địa. Pho tượng ở phía ngoài đều rất phân tán, cách nhau mấy chục dặm, bên trong cùng thì do 18 pho tượng bảo vệ. 18 pho tượng quay xung quanh trên một vách núi treo leo. Phía trên ngoại trừ dực cẩm đường ra, lại còn có hơn 10 vị cường giả 6 cánh cùng 8 cánh, phía trước là 3 vị thần linh 10 cánh, trước mặt cắm trọng kiếm, hai tay khoác lên phía trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Khương Phàm. Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên có chút ngẩng đầu, cố ý xếp đặt ra tư thái cường thế. Chính là gia hỏa này muốn hợp tác cùng bọn hắn, vậy mà há miệng chính là mấy chục triệu tinh thạch, còn để bọn hắn làm mồi câu, thay hắn hấp dẫn lực chú ý. Thật sự là ý kiến hay. Coi bọn họ là cái gì rồi? Bọn hắn hừ một tiếng, muốn từ từ tâm sự cùng gia hỏa này, tuy nhiên nhìn hộ giả trước mặt, bọn hắn lại tự giác giữ yên lặng, tiếp đó. Giao cho hộ giả bọn hắn bạo ngược đi. Bọn hắn lạnh lùng thể hiện ra mấy phần trêu tức, chuẩn bị xem kịch vui. Khương Phàm nhìn 3 vị thần tôn một chút, ánh mắt dừng lại ở phía trước. Phía trước 3 vị thần tôn này lại còn có một nam tử hùng vĩ to con ngồi đó. Nam tử thoải mái thô cuồng, ở chân, cơ bắp hoàn mỹ giống như là tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ,
lại khuấy động một loại lực lượng giống như bạo tạc. Hắn không phải ngồi trên tảng đá, mà là ngồi trên một cái quan tài đồng, tùy ý rũ cụp lấy hai chân, trong tay vuốt vuốt một tiểu đỉnh đẹp đẽ. Tiểu đỉnh phong cách cổ xưa, tản ra tràng vực trọng lực kinh khủng, bên trong lại còn tràn ngập khí tức huyền hoàng. Thời điểm Khương Phàm nhìn thấy nam tử đang cúi đầu thưởng thức tiểu đỉnh lại khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện ra ánh sáng màu hồng đặt trên người Khương Phàm đánh giá mấy lần. Phân thân. Đôi mắt Khương Phàm có chút ngưng tụ, cũng đánh giá nam tử trước mặt. Phân thân. Nam tử xem đi xem lại, thả người nhảy xuống khỏi quan tài đồng, hứng thú đánh giá Khương Phàm nhiều hơn. Khương Phàm khẽ nhíu mày, cũng đánh giá nam tử này. Hắn là thiên đế, là thế giới, có thể nhìn nhân quả, nhìn âm dương, nhìn sinh tử, pháp tắc giao hòa để hắn vô cùng mẫn cảm đối với một ít sinh mệnh thể đặc thù. Đây cũng không phải là sinh mạng thể sinh ra bình thường, mà là một phân thân của sinh mạng thể cường hãn nào đó, hay là vũ khí. Nam tử đứng ở sau lưng Khương Phàm, tiến đến cổ của hắn hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại, miệng có chút đóng mở, giống như đang thưởng thức cái gì đó. Dực Cầm Đường cùng hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, đều rất kinh ngạc. Cái gì phân thân? Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên đều nhướng mày, đây là tình huống như thế nào? Trong ý thức bọn hắn còn vừa mới tưởng tượng hình ảnh hộ giả của bọn hắn hung hăng giáo huấn ra hỏa này, làm sao vừa mới gặp mặt đã như hai con chó mà ngửi lẫn nhau thế này? Khụ khụ, làm sao lại cảm thấy hứng thú? Khí tức hỗn độn rất nặng. Sau khi nam tử phẩm vị, nhếch miệng lên một vòng. Khí tức huyền hoàng của ngươi cũng rất nặng. Khương Phàm dò xét nam tử. Sinh mệnh năng lượng rất mạnh, là sinh mệnh pháp tắc tỉnh lại sao? Nam tử lại phẩm vị ra mấy phần đặc biệt. Huyết khí quá nặng, là ngủ say quá lâu, dùng máu tươi diễn biến sinh mệnh. Khương Phàm nhìn quan tài đồng trước mặt một chút, cũng làm ra phán đoán. Nam tử trở lại trước mặt Khương Phàm, đụng đụng phía trước. Ngươi là, thiên đế. Khương Phàm hơi có chút chần chờ. Ngươi là, cái gì? Khương Phàm cũng không phải nhìn không thấu, mà tình huống của người này rất phức tạp, mang đến cho hắn một cảm giác rất như là linh thể do Sơn Hà biến thành, nhưng lại tràn ngập khí tức vũ khí đặc hữu, thậm chí còn có mấy phần đại đạo ba động. Đó là sinh vật gì? Có thể có liên quan cùng Thương Thiên hay không? Nhưng thế lực Thương Thiên tại Thiên Mạch rõ ràng là đế tộc, kêu là cái gì? Thái Thượng Đế Tộc. Khóe miệng nam tử lại bôi lên đường cong sâu hơn. Có ý tứ, ha ha, trách không được tuyên bố muốn loạn thiên võ tinh, trách không được dám can đảm để Dực Thần Tộc hấp dẫn lực chú ý. Chương 3287 đưa đao. Ngươi có thủ cùng thiên võ tinh, ngươi không sợ đánh thức lão già thiên nguyên kia. Ánh mắt Khương Phàm trở nên quái dị, thiên nguyên lão già. Giọng điệu này đủ cuồng. Ta cùng thiên nguyên tinh vực không oán không cừu, nhưng kẻ thù của ta trốn đến nơi này. Nam tử chỉ dưới chân. Tại đây, thiên võ tinh. Khương Phàm tiếp tục dò xét khí tức nam tử. Thiên võ tinh ẩn giấu một tên, những tinh cầu khác còn có mấy tên. Dám trêu chọc vị thiên đế người đây, đám người kia không đơn giản. Lai lịch xác thực rất lớn. So với người còn lớn hơn. Ta tạm thời không bằng. Nếu như làm lớn chuyện, thiên nguyên đại loạn, như thế nào? Ta không gây chuyện, không có nghĩa là ta sợ chuyện. Ta muốn phục thù, ai cũng ngăn không được, người ta muốn giết, ai cũng không gánh nổi. Nam tử nhìn chằm chằm nhìn Khương Phàm, đột nhiên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cởi mở. Chỉ là phối hợp bộ dáng tóc tai bù xù kia của hắn. Tiếng cười kia lại cuồng lại ác. Bọn người Dực Lâu không hiểu thấu, cũng không dám nói lung tung. Cái gì thiên đế, ai là thiên đế? Rốt cuộc hai người này đang nói cái gì vậy? Tiếng cười cuồng liệt của nam tử đột nhiên dừng lại, híp nhìn chằm chằm Khương Phàm, đáy mắt cuồn cuộn huyết chiều. Thiên nguyên tinh vực, không đơn giản, ngươi đã chuẩn bị xong. Trong đôi mắt Khương Phàm lấp lóe ánh sáng hỗn độn. Ta sắp khai mạc sát cục, nếu Dực Thần Tộc có hứng thú, ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Khương Phàm rời khỏi vách núi, buông thõng tầm mắt đứng giữa khu rừng. Đây tuyệt đối là phân thân. Mà là phân thân một vị thiên đế nào đó bên ngoài thiên nguyên tinh vực. Nhưng, đường đường là thiên đế, vậy mà lại bí mật bảo vệ Dực Thần Tộc. Chẳng lẽ vị chủ nhân đại thiên đế thiên nguyên tinh cầu kia, không biết sao? Thương Thiên ở chỗ này bí mật nâng đỡ đế tộc, nơi này lại có thiên đế khác bí mật nâng đỡ thần tộc. Bên trong thiên nguyên tinh vực còn có cường giả thiên đế cấp khác,
bí mật nâng đỡ thế lực hay không. Trách không được yêu đồng nói thiên nguyên tinh vực rất đặc biệt, có thể được tinh vực cấp chúa tể tán thành. Rất có thể nơi này còn liên lụy đến rất nhiều tinh vực vũ trụ. Còn không đi. Dực Hoa sư cảnh giác nam tử trước mặt, vậy mà lại, thỏa đàm, cùng vị hộ giả bạo ngược thần bí kia của bọn hắn rồi. Khương Phàm quay đầu nhìn Dực Hoa sư, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thế giới bên ngoài, thật sự rất đặc sắc. Có ý gì? Chờ mong biểu hiện phía sau của các ngươi, đừng để ta thất vọng. Khương Phàm sinh ra hào hùng đã lâu, coi như tinh vực này rất phức tạp, coi như nơi này liên lụy đến rất nhiều lợi ích thiên đế, coi như thiên võ bộc phát chiến tranh sẽ dẫn phát nguy cơ kéo dài, nhưng... hắn không sợ, cái gì hắn cũng không sợ. Hắn mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn cứu bọn Thiên Long trở về. Hắn thậm chí càng ở chỗ này, chặn đánh phân thân Thương Thiên. Đừng vọng tưởng lợi dụng Dực thần tộc chúng ta. Dực Hoa sư không biết người này đang tính toán cái gì, nhưng luôn cảm giác không giống như là người tốt. Thời điểm Khương Phàm tìm tới Dinia, nơi này đã có nhiều thêm 4 vị khách. Một là Kim Minh, một là Kim Như Ngọc. Cả người cao 100 mét, khôi ngô giống như toàn núi đá, toàn thân xanh thẳm, tương tự người khổng lồ, đầu lại có 2 sừng, đôi mắt như tinh quang, toàn thân tản ra sinh cơ bàng bạc. Một kẻ hình thể bình thường, toàn thân lại huyết hồng, bộ dáng xấu xí, miệng đầy răng nanh, toàn thân tản ra khí tức sát lục bạo ngược. Lam Nguyệt thần tộc, Huyết Nguyệt thần tộc. Dinia thuận miệng nói ra. Ha ha, các ngươi không có lòng tin đối với mình sao? Đều 4 vị thần linh, còn không dám động thủ ở trong thành. Khương Phàm vẫn ngắm nhìn xung quanh, không chỉ có thanh tràng, còn bày pháp trận. Lúc hắn vừa mới tiến vào đã liền dò xét đến, tuy nhiên. Không để ý. Bang lang lang. Huyết Nguyệt thần tôn ném cái bát sắt đi, rơi xuống dưới chân Khương Phàm. Đối với hình thể 3 đến 5 mét của Huyết Nguyệt thần tộc mà nói, đây đúng là cái bát sắt, nhưng rơi xuống trước mặt Khương Phàm cũng không khác cái bồn sắt là mấy. Thả bát máu, ta nếm thử trước. Huyết Nguyệt thần tôn tham lam nhìn chằm chằm Khương Phàm, cảm giác đối với huyết dịch của Huyết Nguyệt tộc bọn hắn không kém gì Kim Nguyệt đế tộc. Trách không được có thể làm cho Kim Minh cùng Kim Như Ngọc sinh ra tham niệm, máu của người này quả là đặc biệt. Kim Minh, Kim Như Ngọc, đều nhìn chằm chằm Khương Phàm, toàn thân hiện ra phù văn màu vàng, giống như là tầng tầng giấy vàng, tỏa ra cường quang mênh mông. Không phải đế tộc khách, bọn hắn không cần để ý. Dám khiêu khích đế tộc, đây chính là muốn chết. Hôm nay, bọn hắn phải giáo huấn thứ không biết sống chết này thật tốt. Lam Nguyệt thần tôn kịch liệt nhúc nhích thân thể, nắm chặt nắm đấm, toát ra chiến ý cường đại. Dám khiêu khích Kim Nguyệt đế tộc, thật sự là sống dính nhau. Uất ức không? Kim Ô nhìn Khương Phàm. Nếu như không phải muốn dẫn xuất hỗn độn cự bằng, mang theo chiến đội sát thiên, hắn thực sự không muốn chịu cái cục tức này. Khương Phàm nhìn cái bồn sắt dưới chân một chút, nói với Lý Dần đang ở bên cạnh khẩn trương cao độ, toàn thân căng cứng. Giết qua thần chưa? À! Lý Dần sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn quanh, còn tưởng rằng đang nói chuyện cùng người khác. Cho ngươi! Khương Phàm tiện tay lật ra một thanh đao màu đen, nói là đao, nhưng càng giống như là hình cái lỗ đen, con mắt địa ngục, đen kịt âm trầm, giá lạnh thấu xương, chỉ là nhìn tựa như là muốn hút linh hồn đi đến. Đây, đây là cái gì? Lý Dần kinh sợ lui 2 bước, càng sợ hãi. Đao ta mang tới từ trong nhà, đối với con chó kia, đâm một đao thử một chút. Khương Phàm mỉm cười, ánh mắt cổ vũ. Đừng, đừng, đừng 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 nói giỡn. Lý Dần gian nan nuốt ngụm nước bọt, muốn cố gắng tươi cười, khóe miệng lại không khống chế nổi sự run rẩy. Thật sự là khí thế thần linh trước mặt quá mạnh, uy danh đế tộc quá thịnh, hắc đạo âm trầm tà ác quá kinh khủng. Một bán thánh như hắn, thực sự gánh không được. Đừng sợ, bổ nhào qua, đâm một đao, thả lấy máu cho hắn. Chương 3288 ban được chết một. Thả, lấy máu. Chính hắn yêu cầu, một bát máu. Ta lấy tiền chỉ là mang ngươi đi nhìn 4 chỗ, đúng vậy, bao gồm. Thả, lấy máu. Lý Dần đều muốn khóc, đó là thần tộc cùng đế tộc. Nếu hắn ra tay, đời này liền xong rồi. Hắn còn có muội muội còn chưa tìm được. Tin tưởng ta, xảy ra chuyện, ta gánh lấy. Khương Phàm nhấc lên hắc đao tử khí, đưa tới trước mặt Lý Dần. Huyết Nguyệt thần tôn nhíu mày, đây là đang chơi hoa chiêu gì? Hắc đao nhìn rất không tệ, nhưng để một bán thánh tới. Hắn một hơi đã có thể thổi khô máu bán thánh,
đao liền rơi trên tay hắn. À, chẳng lẽ là muốn đưa đao cho hắn? Đây là dùng phương thức khác, tiến dâng tặng lễ vật, yếu thế bảo mệnh. Kim Minh cùng Kim Như Ngọc lạnh lùng nhìn một màn này, gia hỏa này chơi cái mưu kế gì? Ninia lặng lẽ ra hiệu hai vị trưởng lão, đừng nhúng tay, xem tiếp đi. Để cho ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Kim Ô xoay động nhãn châu, đột nhiên đã hiểu ra cái gì. Ta thật không được, thật sự không được, các ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Lý Dần liên tục xua tay, đều muốn chạy trốn. Khương Phàm đưa tay trái chỉ ngực Lý Dần, tay phải lại đưa hắc đao đến phía trước. Hướng chỗ này của hắn mà đâm, nơi đó nhiều máu, thả nhanh. Ta. Lý Dần mặt mũi tràn đầy đắng chát, trước đó thật tốt, lúc này làm sao lại không phải làm khó ta. Đâm thẳng đến bên trong trái tim, ở trong đó nhiều máu. Khương Phàm lại lặp lại một lần nữa. Ta đâm cái rắm, vào đó, ta liền xong rồi. Ta còn không bằng trực tiếp đâm vào tim chính ta. Ai? Lông mày Lý Dần hơi động một chút, trong ngực ta. Nơi đó vừa vặn có một viên thời gian tinh thạch đang yên lặng. Chẳng lẽ ý hắn là, ta định trụ thời gian? Khương Phàm cùng Lý Dần đụng đụng ánh mắt. Đừng sợ, xảy ra chuyện, ta ôm lấy. Lý Dần xoạch hạ miệng, biết không phải là mình cả nghĩ quá rồi, đúng là gia hỏa này muốn hắn vận dụng thời gian tinh thạch. Nhưng, vận dụng thì sao? Đây chính là thần linh, có tác dụng hay sao? Chơi lớn, hắn sẽ bị truy nã. Tuy nhiên, Lý Dần lại nghĩ lại một chút, người này là thần linh, còn đang mưu đồ đại kế. Mình đi theo hắn, khẳng định là chạy không thoát, đã là châu chấu trên một sợi thừng. Khương Phàm nói, chuyện muội muội của ngươi, bao ở trên người ta, ta cam đoan với ngươi. Lý Dần thoáng nắm tay, thử thăm dò giơ tay lên một cái. Khương Phàm nói, đừng sợ, nắm chuôi đao, nơi này an toàn. Huyết Nguyệt Thần Tôn lạnh nhạt tiếp cận bán thánh trước mặt, toàn thân cuồn cuộn huyết triều, tràn ngập ra ba động quỷ dị. Bọn hắn kế thừa rất nhiều truyền thừa của Kim Nguyệt đế tộc, ví dụ như có thể khống chế máu tươi của mục tiêu, ví dụ như có thể thiêu đốt máu tươi, kích phát tiềm lực các loại. Khương Phàm lại nói, đừng để người ta sốt ruột chờ. Lý Dần hít sâu một ngụm khí lạnh, tay phải nhúc nhích, chui ra xương cốt tinh mịn, xen lẫn thành quyền sáo, cẩn thận từng ly từng tí cầm chặt hắc đao. Cho dù cách xương cốt, hắc đao âm trầm khí lạnh vẫn để hắn dùng mình một cái, giống như là cầm vào vực sâu vô tận. Chính mình muốn trầm luân đi đến. Huyết Nguyệt Thần Tôn nhìn về phía Kim Minh. Đây là tới đưa đao sao? Muốn giết tên bán thánh không biết sống chết này hay không? Kim Minh cũng rất kỳ quái, người này cũng không dám khiêu chiến thần tộc cùng đế tộc thật, xem ra giống như đến đưa đao, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Hai tay Lý Dần bao trùm bạch cốt thật dày, bưng lấy hắc đao đi đến chỗ Huyết Nguyệt Thần Tôn. Trong lòng quá sợ hãi, đi chưa được mấy bước, liền dừng lại quay đầu nhìn Khương Phàm. Mặt Khương Phàm mỉm cười, đưa tay ra hiệu, cho hắn ánh mắt khích lệ. Lý Dần lại hít một hơi, hai tay dâng hắc đao, thái độ cung kính, đi tới trước mặt Huyết Nguyệt Thần Tôn, sau đó. Xoay người thật sâu, dâng hai tay lên. Ha ha! Huyết Nguyệt Thần Tôn cười lạnh hai tiếng, liếc mắt nhìn Khương Phàm, cúi đầu nhìn về Lý Dần. Chớ khinh thường! Kim Như Ngọc nhắc nhở Huyết Nguyệt Thần Tôn, cẩn thận chuôi đao kia có gì đó quái lạ. Đây là cái gì? Huyết Nguyệt Thần Tôn vừa muốn mở miệng, thời gian tinh thạch trong ngực Lý Dần nháy mắt đã bắn ra, trùng kích huyết mạch toàn thân hắn, hình thành ba động quỷ dị, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, khuấy động trăm dặm dãy núi. Mảnh khu vực này đã bị Kim Nguyệt Thần tộc thanh lý, không có vật sống, chỉ có cây rừng. Những nơi ba động đi qua, gió ngừng thổi, lá cây bất động, thời gian dừng lại. Duy chỉ có Lý Dần, bởi vì dung hợp tinh thạch, mà vẫn hoạt động tự nhiên được. Không chần chờ chút nào, hai tay vận sức chờ phát động bỗng nhiên nắm chặt hắc đao, bạo phát một mét, hung hăng đâm vào ngực Huyết Nguyệt Thần Tôn. Hắc đao là Khương Phàm tinh luyện từ trong địa ngục, phía trên khuấy động các loại năng lượng hắc ám, tử vong, mục nát, luân hồi, tà ác, nguyền rủa, mặc dù không bằng thiên khí tử vong, nhưng tuyệt đối có thể tàn phá thần linh. A! À, Lý Dần xuất kích trong chốc lát, huyết dịch khắp người sôi trào, gương mặt dữ tợn, giống như điên cuồng. Phốc phốc phốc. Hắc đao không ngừng liên tục cắm vào lồng ngực và phần bụng Huyết Nguyệt Thần Tôn, chỉ chớp mắt, hung hăng đâm mười mấy đao. Hắc ám xâm nhập, tử vong lưu chuyển, luân hồi đứt đoạn, từ xương cốt đến linh hồn cũng bắt đầu mục nát hỗn loạn. A! À, Huyết Nguyệt Thần Tôn đau đớn bừng tỉnh, thần uy cuồn cuộn,
huyết khí cuồn cuộn. Kim Minh, Kim Như Ngọc, thậm chí là bọn người Dinia đều đã nhận ra thời gian đình trệ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn diện kích phát huyết mạch, sôi trào năng lượng, xung đổ chỗ thời gian giam cầm. Khương Phàm động, nhanh hơn bọn họ, càng sớm. Bọn hắn đều vội vàng không kịp chuẩn bị, Khương Phàm lại vận sức chờ phát động, hỗn độn bạo động, âm dương lưu chuyển, chiến khu thẳng tắp của hắn giống như là ngược dòng mà đi tại dòng sông thời gian, tốc độ cùng năng lượng đều nhận áp chế cực lớn, lại cũng chỉ là áp chế mà thôi, tốc độ so với bình thường chậm gấp 10 lần, nhưng vẫn đi nhanh chóng. Bọn người Kim Minh thiêu đốt huyết mạch, kích phát tiềm lực, thần uy khuấy động đất trời, nhất là Lam Nguyệt thần tôn, uy lực tinh thần như mở ra vạn cổ hỏa sơn, khuấy động đất trời. Chương 3289 ban được chết 2. Lý Dần lọt vào khí lãng cùng năng lượng trùng kích, phun máu, vô tình bị lật tung ra ngoài. Cứ việc cầm giữ thời gian, nhưng thần uy sôi trào vẫn quá kinh khủng, cơ hồ muốn tươi sống chấn vỡ hắn. Khương Phàm kịp thời đuổi tới, một phát bắt được Lý Dần, hung hăng vung ra chỗ kim ô nơi đó, đồng thời bắt lấy hắc đao, phốc phốc đâm vào đầu huyết nguyệt thần tôn, thân thể xoay chuyển, rút đao bước lên, đối diện xuất hiện ở trước mặt Kim Minh. Kim Minh đang phóng thích, đang phát huy, huyết mạch thiêu đốt kích phát tiềm lực để cảnh giới của hắn thẳng bức thần linh đỉnh phong, thời gian cấm chế xung quanh nhanh chóng sụp đổ. Nhưng, Khương Phàm tới. Phốc phốc, hắc đao từ phía dưới đâm xuyên yết hầu, trực chỉ thẳng đầu. Đừng động, động sẽ giết chết ngươi. Giọng Khương Phàm âm lãnh nương theo hắc đao tử khí, bay thẳng vào sọ não Kim Minh, kích thích ý thức của hắn. Thời gian giam cầm nát. Ngắn ngủi 6 giây. Hoàn toàn không có dài hơn 1 phút đồng hồ. 10 năm thọ nguyên, cuối cùng đổi 6 giây thời gian giam cầm. Cũng không phải tinh thạch có vấn đề, mà là thời gian tinh thạch ép không được thần uy bành trướng bộc phát. Lý Dần nhìn thần linh bộc phát, suýt chút nữa đã bất tỉnh đi. Nhưng Kim Như Ngọc vừa mới thoát khốn đã lập tức cưỡng ép đè lại lửa giận, đưa tay ngăn Lam Nguyệt Cự Linh đang gào thét lại. Phù phù. Huyết Nguyệt Thần Tôn quỳ trên mặt đất, hắn bị đâm, vết thương đang hư thối, biến thành màu đen, máu tươi không ngừng liên tục chảy ra, nhưng không còn là tiên diễm màu đỏ như máu, mà là đen như mực, tản ra mùi hôi thối, thần khu trước đó bàng bạc sinh cơ, bây giờ lại không hề có sinh cơ. T. Dinia hít vào một ngụm khí lạnh, giết. Giết thật. Đây là thần linh của thần tộc, lại giết. Trước đó tại Mê Tung trong lòng đất sát hại Vu Thanh là coi như xong, nhưng nơi này là đang gần đế thành. Đầu hai vị trưởng lão Dios ông, thần linh, cứ thế mà chết đi. Vừa rồi thời gian mới tính cố, không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là tác dụng của thanh hắc đao kia. Đó là thứ đồ quỷ gì? Vậy mà trực tiếp đâm chết thần linh. Lại còn là danh xưng bất tử tộc huyết nguyệt tộc. Ngươi! Kim Minh hỗn loạn ý thức, đau khổ kịch liệt cùng ăn mòn để lần đầu tiên hắn thể nghiệm được cảm giác cái chết. Hắn điên cuồng thiêu đốt lên huyết khí, chống cự lại hắc ám xâm nhập, áp chế thương thế lan tràn. Nhất là sau khi liếc nhìn về huyết nguyệt thần tôn đang dưới mặt đất, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái chết cách mình gần như vậy. Thanh đao này của ta, đừng nói là giết ngươi, xem như đâm vào trong thân thể đế tổ các ngươi, cũng đủ để hắn đau đớn. Khương Phàm nắm chặt hắc đao. Chậm rãi chuyển động, hắc đao ma sát với xương cằm, phát ra âm thanh chói tai. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi đang làm cái gì. Giết thiên võ thần tộc, làm bị thương đế tộc thiên võ, nếu như không có tình huống đặc thù, ngươi đã chết. Ngươi không thể rời bỏ thiên võ tinh cầu. Kim Như Ngọc hoàn toàn lạnh nhạt thanh ngạo như trước đây, nhưng tầm mắt cụp xuống đã hoàn toàn mở ra, rét căm căm nhìn chằm chằm Khương Phàm. Tại thiên võ tinh, khiêu chiến đế tộc. Chuyện như vậy. Không nhớ rõ đã phát sinh qua lúc nào. Kết quả rất rõ ràng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không phải người này có ỷ vào đặc biệt, thì chính là tên điên, từ tên điên đầu đến đuôi. Các ngươi quen thuộc xâm lấn, quen thuộc cao ngạo, quen thuộc tất cả mọi người sợ đầu sợ đuôi tại lãnh địa của các ngươi. Cái từ thói quen này, là ám khí tàn nhẫn nhất trên đời. Không biết từ lúc nào, đã có thể để kẻ cao ngạo như ngươi, rơi xuống đỉnh phong, đánh đổi mạng sống. Khương Phàm giơ hắc đao, lạnh nhạt cười nói. Cái từ cuồng ngạo này, cũng rất tàn khốc, có thể để ngươi thấy không rõ tình thế, làm sằng làm bậy. Kim Như Ngọc lạnh lùng tị thế nam tử trước mặt, nàng cũng muốn xem kết cuộc của hắn sẽ như thế nào. Khương Phàm nhìn về phía Dinia, nói. Ta nhớ ngươi đã nói, chỉ cần tiến vào phòng đấu giá của tam sinh đế tộc các ngươi, liền nhận bảo hộ tuyệt đối ở nơi đó,
bất kỳ người nào cũng không được đánh đấu, không được cản rỡ. Chỉ cần chụp tới bảo vật từ trong hội đấu giá của tam sinh đế tộc các ngươi, thì sẽ nhận tam sinh đế tộc lâm thời bảo hộ, bảo đảm bên trong phạm vi đế thành, cùng phạm vi xung quanh 3.000 dặm, sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Linia nói, ta đã nói qua. Khương Phàm lại hỏi, xác định sao? Hát ca ué miệng Linia có chút nhúc nhích, khó nhọc nói. Xác định, chỉ cần ngươi có thể đi đến phòng đấu giá, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi mua được đồ, liền nhận bảo hộ, nhưng nhất định phải trong thời gian quy định, nói cách khác, ngươi mua được thì phải lập tức rời khỏi, không được cố ý ở lại. Đã hiểu. Ngươi không rõ, ngươi có phải vào hay không, phải nhìn hội trường có chấp nhận hay không. Coi như ngươi có thể vào, chụp tới đồ, nhưng sau khi rời khỏi đế thành 3.000 dặm thì sao chứ? Không cần Linia cô nương phí tâm. Bây giờ cách hội đấu giá còn một tháng nữa. Ngươi đợi không được ngày đó. Làm sao đợi không được? Không phải bọn hắn bố trí pháp trận trong phạm vi trăm dặm này sao? Khương Phàm giơ cao hắc đao lên, nói. Ta ngược lại muốn xem, Kim Nguyệt huyết mạch danh xưng bất tử bất diệt, có thể chống cự hắc đao xâm nhập một tháng hay không? Kim Minh giận dữ, nếu như bị khống chế đi đến đế thành, chắc chắn sẽ dẫn phát oanh động to lớn. Mặt mũi Kim Minh hắn sẽ để ở đâu? Thiên võ tinh đế tộc thần linh, lại bị một người lưu lạc làm nhục như vậy. Đây quả thực là sỉ nhục Kim Nguyệt đế tộc. Kim Như Ngọc nói. Linia, rốt cuộc bọn hắn là ai, vì sao lại đi cùng với ngươi? Linia nói. Chuyện của hắn, là chuyện của hắn, không liên quan tới chúng ta. Chúng ta phụng mệnh theo dõi hắn, kết quả cũng bị khống chế. Kim Như Ngọc một lần nữa đánh giá đến Khương Phàm. Là ta nhìn lầm, rất ít gặp được người điên không biết sống chết như thế này. Xem ra ngươi không có ý định còn sống rời khỏi thiên võ tinh rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3290 Đế Hoàng Tộc. Theo hội đấu giá tới gần, tam sinh đế thành càng ngày càng náo nhiệt. Không chỉ có tất cả thần tộc, đế tộc của thiên võ tinh, đều phái tới đại biểu, mà rất nhiều cường tộc của những tinh cầu khác cũng sớm đến. Thậm chí bao gồm cả chủ tinh cao ngạo, thiên nguyên tinh. Đế tộc mà thương thiên khống chế cũng đều đến nơi này. Thái thượng đế tộc, thiên mạch tinh. Tu luyện thuật luyện binh vô thượng cùng thuật luyện đan vô thượng, huyết mạch thể chất đặc biệt có thể chứa đựng vạn hỏa thế gian, dung luyện thần binh, thần đan, là một trong tam đại đế tộc danh dự của thiên nguyên tinh vực. Cái gọi là danh dự đế tộc, chính là đế tộc được nhận tôn trọng rất lớn, là đế tộc được các phương kính úy. Chí tôn đế tộc, thiên tổ tinh. Yêu tộc, khống chế 10 vạn dặm dãy núi Chí Tôn, chiếm cứ bên trong tất cả đều là cửu cực yêu tộc, bao gồm cả cửu thủ Kim Sư, cửu vĩ Thiên Hoàng, cửu thủ Lân Xà, cửu thủ Thiên Tước, cửu mệnh Huyền Quy các loại, vân vân. Người mạnh nhất là cửu cực xích, dương thú, tương tự Kim Ô, đầu sinh 9 cái, tượng trưng cho ban ngày của Thiên Tổ Tinh. Mạnh nhất Thiên Nguyên Tinh, Đế Hoàng Tộc. Một trong thập đại đế tộc tại Thiên Nguyên Tinh, đứng hàng tam hùng, lại là đệ nhất cường quốc. Có được cương vực 10 vạn dặm, còn dân tới hàng tỷ. Bọn hắn tu luyện là đế hoàng bí thuật. Phạm vi tu luyện cả nước đều là vạn tự chân quyết. Chia làm ngũ hành thiên tự, cửu tự bí ngôn, tam thập cổ tự các loại. Dính đến đao, kiếm, vấn, bảo, thọ, mẫu, phúc, sát, không, long vân vân. Một cái là đế tộc danh dự, một cái là cửu cực yêu tộc, một cái là thiên nguyên đệ nhất đế quốc, ba bên toàn bộ đều phái tới cường giả cấp thần tôn. Cao điệu giáng lâm, đã dẫn phát oanh động cực lớn. Mặc dù từ trên danh nghĩa mà nói, bên trong phạm vi tinh vực lục đại tinh cầu đều là bình khởi bình tọa, nhưng trên thực tế, thiên nguyên vẫn là chủ nhân lục tinh, có được địa vị cùng lực ảnh hưởng cực cao. Thiên nguyên tinh đế tộc, càng cường hãn mà còn vừa kinh khủng, uy áp những đế tộc tinh cầu khác. Cho nên khi đế hoàng tộc giáng lâm, ngay cả đại thống lĩnh Dairon của tam sinh đế tộc đều tự mình ra khỏi thành nghênh đón, xem như cho đủ mặt mũi. Dairon thay đổi vẻ uy nghiêm cao ngạo thường ngày, mang trên mặt nụ cười cởi mở, nhiệt tình đưa đến khoản đãi cho đế thành. Có thể mang theo đế hoàng tộc, lại còn là thần hoàng đương thời, cuộc bán đấu giá này cho tới bây giờ đã là thành công, cái tên Dairon của hắn càng đã truyền khắp tinh vực. Dairon thống lĩnh, mạo muội hỏi một câu, viên tinh cầu kia, vẫn còn chứ? Thần hoàng đế hoàng tộc đương thời, chủ nhân đế quốc, Sở Thiên Hùng, nâng chén nhìn Dairon. Bởi vì tu luyện đế hoàng bí thuật đặc biệt, toàn thân hắn tản ra hoàng uy vô thượng, để vạn dân thần phục, thần ma khuất phục. Nếu như tình huống bình thường,
đường đường là chủ nhân đế quốc hắn tuyệt đối không thể nào vượt qua tinh vực, tự mình đến nơi này tham gia hội đấu giá gì đó. Tinh cầu đã hủy. Sau khi Dairon nâng chén ra hiệu, liền uống một hơi cạn sạch. Đối mặt với khí tức đế hoàng cường đại của Sở Thiên Hùng, hắn không thể không âm thầm kích phát hồn uy kiếp trước cùng kiếp sau, đến chống cự loại áp bách này. Đáng tiếc, tinh cầu thần cấp vừa mới bắt đầu phát triển, tương lai vẫn rất có tiềm lực, nếu như chúng ta phát hiện, hẳn là sẽ. Sử lão. Sở Thiên Hùng nhìn chằm chằm Dairon, nâng chén uống rượu. Tinh cầu thần cấp vừa mới khải hồng hoang, sinh cơ bành trướng, khí tức nguyên thủy nồng đậm, nhưng lại có chỉ có thể sinh ra cường giả thần cấp làm gông cùng xiềng xích. Nếu như bọn hắn phát hiện, đầu tiên là cướp bóc tài nguyên nơi đó đến khi không còn gì nữa, sau đó bí mật che giấu, nuôi nhốt một vòng thời gian, chờ nơi đó phát triển mấy vạn năm, hỗn độn diễn biến, hồng mông chảy xuôi, nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa mở ra hồng hoang, sau đó lại đi qua nhìn tình huống một chút. Tinh cầu thần cấp, liền biến thành lãnh địa tư nhân. Sở Thiên Hùng không tin Dairon hủy thật. Ha ha, viên tinh cầu kia đang phát triển, nếu như ở lại nơi đó, rất có thể sẽ bị đế tộc khác phát hiện. Cho nên, ta đều móc rỗng cả viên tinh cầu. Nếu đã như vậy, nhất định có rất nhiều tài nguyên quý giá nhỉ. Mấy triệu dược nhân kia chỉ là món ăn khai vị cho hội đấu giá, bảo vật thật sự đều ở phía sau. Thế giới thời kỳ hồng hoang, đồ nguyên thủy, thế giới nguyên thạch ở khắp nơi trên đất, chẳng lẽ tam sinh đế tộc các ngươi không có ý định để lại một phần? Không nói gạt ngài, chúng ta xác thực có giữ lại một phần, nhưng lần này số lượng cường tộc tụ tập cao hơn những gì chúng ta mong muốn, ta đã khởi bẩm đế tổ, lại lấy phần để lại kia ra, công khai đấu giá. Dairon quả thật có chút ngoài ý muốn, không chỉ có đưa chủ nhân thiên nguyên đế quốc tới, còn có đan thần của thái thượng đế tộc đích thân tới. Nếu như bọn hắn không thể lấy thêm ra bảo vật mấy món ra dáng, chỉ sợ mình cũng không có ý tứ. Đội hình cạnh tranh xa hoa như vậy, bọn hắn đương nhiên muốn càng xa hoa, để cuộc bán đấu giá này danh chấn tinh vực. Các ngươi cứ lấy, nếu ta đã đích thân đến, giá cả chắc chắn để cho các ngươi hài lòng. Sở Thiên Hùng muốn chính là những món đồ nguyên thủy kia. Nếu như chỉ là điều dưỡng mấy người như Lãnh Tuyền, tài nguyên đế quốc cùng tài nguyên chí tôn yêu tộc, đầy đủ, lại phối hợp với thần đan của thái thượng đế tộc, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác là cự bằng bị thương nặng, tựa như bị xóa đi vết tích tồn tại mấy trăm ngàn năm, loại thương tích kia cũng không phải tài nguyên cùng đan dược có thể điều lý, cần gấp đồ nguyên thủy, linh vật hồng hoang. Cuộc bán đấu giá này tới thật sự là kịp thời. Dairon cởi mở cười nói. Hội đấu giá lần này, không chỉ là bảo vật từ tinh cầu thần cấp kia, còn có mấy món bảo vật bên trong tam sinh đế tộc chúng ta, phía sau cùng sẽ cùng một chỗ bày ra. Sở Thiên Hùng chỉ nói khách sáo vài câu, không có biểu hiện ra chờ mong. Chương 3291 ra trận thức 1. Dairon rất kỳ quái, theo lý mà nói tam sinh đế tộc bày ra bảo vật áp trục khẳng định bất phàm, coi như Sở Thiên Hùng là chủ nhân đế quốc cũng chưa chắc gặp qua, vậy mà không có biểu hiện ra hứng thú. Là ra vẻ, hay là còn muốn thứ khác? Ta có thể sớm để lộ một tin tức cho ngài, cuối cùng của cuối cùng, chúng ta bày ra tam sinh thạch. Ồ! Giấy mắt Sở Thiên Hùng bắn ra mấy tia sáng rực. Chúng ta vận dụng tam sinh thạch, viết xuống tên kẻ đấu giá cao nhất. Dairon có chút ngẩng đầu, khôi phục vẻ cao ngạo cùng cường thế thường ngày. Trước đó luôn cảm thấy đế hoàng tộc quá mạnh, vị thần hoàng này quá tôn quý, khí thế không tự chủ được mà yếu đi mấy phần, nhưng nhắc đến tam sinh thạch, hắn nên có tư thái khôi phục đế tộc. Tam sinh thạch là đế binh chấn tộc của tam sinh đế tộc, đứng hàng đầu bảng đế binh tại thiên nguyên tinh vực. Phía trên ẩn chứa lực lượng, kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, là tam sinh đế tộc bọn hắn diễn biến và sinh ra nguyên tổ, càng là một trong những căn bản để bọn hắn tiếp tục cường thịnh. Bọn hắn sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng chỉ cần vận dụng, chính là uy lực nghịch thiên. Nếu như dùng máu tươi của ai đó khắc tên lên, là có thể nắm kiếp trước, kiếp này cùng tương lai người kia, triệt để khống chế vận mệnh người đó. Là nghịch thiên cải mệnh thật sự. Tam sinh đế tộc sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng nếu như thọ nguyên đế tổ gần, mà đời sau chưa từng xuất hiện hậu đại có được, tư cách đại đế, bọn hắn sẽ vận dụng tam sinh thạch, để hậu đại ưu tú nhất nghịch thiên cải mệnh, bảo đảm lúc nào tới thế xưng đế. Sở Thiên Hùng nhìn Dairon, đột nhiên hứng thú. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhỉ? Dairon nói. Ta đã đi qua thiên nguyên tinh, tuy nhiên đều là vì nhiệm vụ, tới lui vội vàng, không có đi qua đế quốc. Sở Thiên Hùng nói.
Ta nghe nói tam sinh đế tộc các ngươi không chỉ có thể mượn dùng lực lượng kiếp trước cùng kiếp sau, còn có thể nhìn thấy kiếp trước cùng kiếp sau của người khác. Dairon nói, vận chuyển tam sinh bí thuật, quả thật có thể nhìn thấy. Sở Thiên Hùng mở ra hai tay, uy lực đế hoàng cuồn cuộn, mang cho đại biểu hai bên trong phòng cảm giác áp bách lớn lao. Kiếp sau của ta, so với ta đời này như thế nào? Dairon nhắm lại mắt, lần nữa mở ra, bên trong là mê quang lưu chuyển, như có ánh sáng luân hồi lấp lóe, có uy lực nhân quả bành trướng. Đập vào mắt đầu tiên là ánh sáng hừng hực kiếp này của Sở Thiên Hùng, giống như là xuất hiện một vòng mặt trời treo cao, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ở trước mặt Sở Thiên Hùng, còn ra hiện cái bóng mơ hồ, mặc dù không có sáng chói hừng hực như kiếp này, nhưng tương tự vẫn vô cùng lóa mắt, kiếp trước hẳn là Thánh Hoàng đỉnh phong. Ở phía sau Sở Thiên Hùng, còn ra hiện cường quang chói mắt, so với kiếp này cũng không thua bao nhiêu, có thể thấy được kiếp sau của Sở Thiên Hùng coi như không phải chủ nhân đế quốc, cũng là thần linh cảnh. Dairon đang muốn tán dương, nhưng bất chợt, trong tầm mắt hắn, ánh sáng sau lưng Sở Thiên Hùng bỗng nhiên ảm đạm, kịch liệt lấp lóe, sau đó dập tắt. Hả? Dairon còn tưởng rằng mình đã bị đế hoàng bí thuật của đối phương ảnh hưởng tới, lại nhắm mắt lại, lần nữa dò xét. Đoàn bóng dáng trước mặt Sở Thiên Hùng kia không có thay đổi, nhưng ánh sáng kiếp này lại bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, trở nên yếu ớt, cơ hồ muốn biến mất, mà thậm chí sau lưng ngay cả bóng dáng cũng không có. Tình huống đây là như thế nào? Kiếp này gặp được nguy cơ. Gãy mất luân hồi, không có kiếp sau. Không đúng, vừa rồi rõ ràng rất bình thường. Loại chuyện vận mệnh này, tùy tiện sẽ không phát sinh thay đổi. Lần đầu tiên nhìn thấy, cơ bản cũng là xuyên qua kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Làm sao còn biết thay đổi? Là có gì ảnh hưởng tới rồi sao? Nhưng thứ gì có thể khiến vận mệnh người ta đột nhiên lại thay đổi cực kỳ? Đúng vào lúc này, ánh sáng kiếp này cùng kiếp sau của Sở Thiên Hùng đột nhiên lại khôi phục, lại bắt đầu bành trướng sáng chói, hừng hực thịnh vượng. Dairon lại càng kỳ quái, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào? Sở Thiên Hùng hỏi thăm. Kiếp trước là Thánh Hoàng đỉnh phong, kiếp này là chủ nhân đế quốc, kiếp sau. Chỉ mạnh không yếu. Dairon làm đại thống lĩnh, tự nhiên có thể không thấy sợ hãi, bình thản ung dung. Ha ha, ha ha, ha ha. Sở Thiên Hùng cởi mở cười to. Mặc dù biết mình làm chủ nhân đế quốc, kiếp sau chuyển sinh khẳng định sẽ còn cường đại, nhưng được tam sinh đế tộc khẳng định, vẫn rất vui mừng. Dairon cũng cười nâng chén đáp lại, chỉ là ánh mắt không để lại dấu vết quét về phía cường giả ở hai bên Sở Thiên Hùng, muốn nhìn tình huống của bọn hắn một chút. Đúng vào lúc này, bên ngoài đường đi truyền đến từng trận rối loạn, ngay cả trong tửu lâu đều gây nên oanh động, truyền đến tiếng bước lộn xộn chân dày đặc, giống như rất nhiều người đều chạy đến cửa sổ. Dực thần tộc đang bị toàn thành nghị luận cuối cùng cũng đã tới. Ba vị thần tôn đi ở phía trước, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, không trông có vẻ già chút nào, mười cánh chim màu vàng hoa lệ càng lộ vẻ uy mãnh tôn quý. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều cường giả tám cánh cùng cường giả sáu cánh ở hai bên, cảnh giới cao thâm, có người đeo trọng kiếm, có người cầm cung tiễn, cũng hơi ngẩng đầu, triển hiện tư thái dực thần tộc. Nhưng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, trong bọn hắn lại còn có một nam tử thô cuồng. Ở chân, mái tóc dài rối tung, cơ bắp điêu luyện khuấy động cảm giác lực mênh mông, mang theo mặt nạ lại không thể che hết khí chất bá liệt buông thả. Đó là ai? Sao hắn không có cánh? Không phải dực thần tộc. Thần linh của dực thần tộc vậy mà lại mở đường cho hắn. Tình huống này là như thế nào? Khí thế thật sự mạnh, chẳng lẽ là thần linh? Có ai quen biết không? Nhìn cái tư thế đi đường, nhìn cái dáng vẻ phách lối kia, thiên lão đại địa lão nhị hắn lão tam sao? Kiêu ngạo như vậy, không ai thấy qua. Chương 3292 ra trận thức 2. Trách không được dực thần tộc phách lối như vậy, tổ địa cũng không cần, xuất động toàn tộc ép đến nơi đây, thì ra là tìm được trợ thủ. Đừng đùa, bây giờ nhìn lại bọn hắn là muốn bảo đảm tù binh, kỳ thật mấy kẻ địch thần tộc cùng đế tộc ngoài sáng trong tối đều đã kéo tới, chỉ một tôn thần này có thể bảo đảm bọn hắn. Đi đường càng túm, chết càng nhanh, cái tên ngu đần này không biết nơi này là nơi nào sao? Không biết tình huống nơi này bây giờ là như thế nào sao? Nhìn dạng như vậy thật sự là cần ăn đòn. Cần ăn đòn thì thế nào, đó là thần, người có thể làm được gì hắn? Tử lâu, quán trà, cửa hàng, trong ngõ hẻm hai bên đường, đều ô áp áp đứng đầy người, vốn là muốn nhìn dực thần tộc, không nghĩ tới lại nhìn thấy thứ đồ chơi tươi mới.
chẳng lẽ là hắn? Sở Thiên Hùng đi đến cạnh cửa sổ tầng cao nhất, nhìn nam tử ngẩng đầu ưỡn ngực, bước dài tiến lên ở phía dưới, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Là ai? Đáy mắt Dairon lóe ra mê quang, dò xét người phía trước. Không có kiếp trước, không có kiếp sau, cùng người trước đó như nhau. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ mình lang thang tại vũ trụ quá lâu, năng lực bị hạn chế? Hay là do đạp diệt vũ trụ thần cấp, bị nguyền rủa? Trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại tình huống này, vậy mà gần đây lại liên tiếp nhìn thấy hai cái, vừa rồi ngay cả Sở Thiên Hùng cũng đều nhìn không thấu. Vẻ mặt Sở Thiên Hùng dần nghiêm trọng, nhớ mang máng ai đã nói với hắn, bên trong Dực Thần tộc có một hộ giả thần bí, từng nhiều lần xuất hiện tại thời điểm Dực Thần tộc nguy cơ, nghe nói tàn bạo dã man, khát máu điên cuồng. Nhưng, tình huống quá chi tiết, hắn lại quên. Dực Thần tộc thả ra cuồng ngôn, đối với mấy triệu dực nhân là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ, chính là ỷ vào hắn? Hắn cùng người kia, có liên quan gì? Dairon âm thầm kích phát huyết mạch, cẩn thận lại lặp đi lặp lại quan sát. Kết quả cũng không thấy kiếp trước cùng kiếp sau người kia. Người nào? Sở Thiên Hùng thuận miệng hỏi, đối với loại chuyện này, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thứ hắn muốn là những món đồ nguyên thủy kia, là hỗn độn cự bằng kia nhanh chóng khôi phục, là đám gọi là chủ tử kia mau rời khỏi mảnh tinh cầu này. Một tên quái nhân. Dairon không có nhiều lời. Là hắn, hẳn là hắn. Trong tử lâu gần đó, đan thần thiên mạch tinh hất trường bào lộng lẫy lên. Đứng tại tầng cao nhất của tử lâu, nhìn thân ảnh đi qua trên đường ở phía dưới kia. Cùng thuộc tại thiên mạch tinh, thái thượng đế tộc bọn hắn đối với thần tộc thiên mạch đầu tiên như Dực Thần tộc này càng quen thuộc hơn. Nhưng mấu chốt không ở chỗ này, mà là mấy chục vạn năm trước bọn hắn đã từng đạt được một chỉ lệnh bí mật cảnh giác Dực Thần tộc. Áp chế Dực Thần tộc. Mỗi khi Dực Thần tộc phát triển đến đỉnh phong, bọn hắn lại lừa người cầm quyền thay mặt đế tộc bày ra một trận chiến dịch. Bọn hắn là đế tộc danh dự. Không tiện trực tiếp ra tay, nhưng bằng mượn bọn hắn vận hành, mỗi lần đều có thể mang đến cho Dực Thần tộc tai họa ngập đầu. Mỗi khi đến lúc kia, bên trong Dực Thần tộc đều sẽ thức tỉnh một cường giả đặc thù, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Dực Thần tộc tại giữa sinh tử tồn vong. Chẳng lẽ hắn chính là hộ giả kia? Đan thần khẽ nói. Hắn chỉ là biết bí mật này, không biết tình huống cụ thể, dù sao lần trước vận hành là mười mấy vạn năm trước. Nhưng nếu như Dực Thần tộc cao điệu giáng lâm, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Điên cuồng buông tay đánh cược một lần như vậy, cũng chỉ có thể là vị hộ giả kia có đảm phách cùng lực uy tín như thế, có thể làm cho toàn tộc đi theo. Đối với Dực Thần tộc mà nói, mấy triệu dực nhân kia chính là cơ hội mà bọn hắn khổ đợi mấy chục vạn năm. Ba vị tổ thần hồng hoang, tiềm lực vô hạn, nếu như có thể biến đổi xương đế, Dực Thần tộc sẽ thay xương đổi thịt, thành tựu vị trí đế tộc. Mấy triệu dực nhân với huyết mạch tinh khiết, cũng có thể cải thiện huyết mạch truyền thừa cho Dực Thần tộc. Mặc dù lần này không phải sinh tử tồn vong, nhưng lại quan trọng hơn so với sinh tử tồn vong. Một vị nữ tử Mỹ lệ mặc áo bào trắng tôn quý, đứng ở bên cạnh đan thần. Toàn thân nàng bao phủ bởi tia sáng sáng rực, thánh khiết, tôn quý ưu nhã không gì sánh được. Khuôn mặt nàng Mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ, tựa như ảo mộng, tinh mâu chớp động, khiến cho người ta say mê. Nàng là truyền nhân duy nhất của đan thần. Luyện đan sư thánh hoàng cảnh, phượng thuần linh. Không biết Kim Nguyệt đế tộc chuẩn bị thế nào, nếu như bọn hắn không ngăn cản nổi Dực Thần tộc, chỉ sợ chúng ta sẽ phải ra tay. Hai đầu lông mày của đan thần tụ lên một vòng sầu lo. Bây giờ đang là thời kỳ cường thịnh của Dực Thần tộc, thái thượng đế tộc bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, muốn hung hăng chèn ép Dực Thần tộc. Nếu như tùy ý để Dực Thần tộc đạt được những tù binh kia, coi như không thể biến đổi đế tộc, cũng trở nên cực kỳ cường đại. Muốn lại trấn áp, lại suy yếu, chỉ sợ độ khó lớn hơn rất nhiều. Kim Nguyệt tộc đối với những tù binh kia là tình thế bắt buộc, nhưng cũng không đến mức muốn toàn bộ. Chúng ta, Phượng Thuần Linh đang suy nghĩ, đường đi đột nhiên nhấc lên như thủy triều giống như tiếng gầm, tất cả những người vây xem hai bên đường đều xô trào. Ngọa tào, ta cái đại tào, ta thấy được cái gì? Đó là ai? Người mù sao, còn có thể là ai? Dáng vẻ kim quang kia lập lòe. Không phải Kim Nguyệt đế tộc thì là ai? Kim Nguyệt đế tộc, thống lĩnh cấp thần linh, Kim Minh. Lão tổ tông của ta ơi, cái tên gia hỏa như bức lòe kia lòe là ai? Cái này quá chói mắt, ta muốn mù rồi. Đám người oanh động, xôi trào đến cuồng nhiệt. Khi Dực Thần tộc tiến vào đế thành không bao lâu,
theo sát phía sau lại có một người đi tới. Cái kia thân người 10m8, chân lại không chạm đất, cách mặt đất 1m, tung bay về phía trước, trong tay hắn giơ cao lên một thanh đao màu đen, thanh đao kia cắm vào cằm một nam tử tóc vàng. Chương 3293 Cự đỉnh thần bí 1. Nam tử tóc vàng đau đớn khuất nhục, bước chân lại lảo đảo, nhìn trông như đang hấp hối. Cái bộ dáng khoa trương này để cho người ta nghĩ đến dắt chó, nhưng dắt chó đều không có tàn nhẫn như vậy. Khương Phàm nắm chặt hắc đao, chọn đầu Kim Minh, tại bên trong toàn thành đang sôi trào thanh triều, đi đến đế thành. Một tháng, dòng dã một tháng. Kim Minh tiếp tục thiêu đốt huyết khí, chống cự lại hắc ám cùng tử vong xâm nhập, bây giờ đã nỏ mạnh hết đà, mệt mỏi giống như muốn ngã bất cứ lúc nào. Kim Như Ngọc cùng Lam Nguyệt Thần Tôn theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cơ hồ ép không được cơn tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực. Gia hỏa này lại vây bọn hắn lại một tháng như thế, càng là hành hạ Kim Minh một tháng. Kim Nguyệt đế tộc chưa từng nhận khuất nhục như vậy. Các cường giả Kim Nguyệt đế tộc, Huyết Nguyệt thần tộc, Lam Nguyệt thần tộc đang lo lắng chờ đợi trong thành nhao nhao vào tới phía trước, tức giận muốn ngăn cản. Nhưng trong khi đâm nghiêng xông ra hai bóng người, một trận cuồng phong hắc ám gào thét, toàn bộ bọn hắn đều bị tung bay. Hướng Vãn Tình, Hàn Ngạo đi tới bên cạnh Khương Phàm. Chàng đã trở về. Hướng Vãn Tình đều đã chờ đến sốt ruột. Lấy được bao nhiêu tinh thạch? 7 triệu. Không tệ lắm. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Bọn hắn muốn lấy máu ta. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, đỉnh chóp tử lâu phía trước chợt bạo động cường quang, một bóng người rơi xuống trên đường phố. Xôi trào dòng người nhanh chóng an tĩnh lại. Đai Rần Triệu ra tam xoa kích, chỉ đến Khương Phàm phía xa. Nơi này là đế thành, không phải nơi ngươi dương oai cản rỡ. Buông hắn ra. Khương Phàm nói. Đai Rần thống lĩnh sao, ta không muốn khiêu chiến quyền uy đế tộc, thật sự là bất đắc dĩ. Trước tiên buông ra người. Đai Rần gầm thét, năng lượng toàn thân bạo động, hiện ra quỷ dị ánh sáng luân hồi, hư ảnh kiếp trước cùng kiếp sau giống như là hai chiến hồn chậm rãi xuất hiện ở trong ánh sáng luân hồi, tam sinh bí thuật đặc biệt, mang theo cường giả các phương tranh nhau chú ý. Buông ra. Đai Rần uy nghiêm hét lớn, hội đấu giá ngày mai sẽ phải bắt đầu, cường tộc các phương đều đến trình diện. Không chỉ là thiên võ tinh còn có tinh vực khác, hắn tuyệt đối không thể cho phép quyền uy tòa thành này nhận khiêu khích, càng không thể để những cường tộc tinh vực khác nhìn thấy đế tộc thiên võ tinh bọn hắn, không đoàn kết. Ta vẫn là câu nói kia, ta không có ý khiêu chiến bất cứ một đế tộc nào tại thiên võ tinh, ta cũng không phải đến gây chuyện, thật sự là Kim Nguyệt đế tổ nhìn thấy huyết dịch ta đặc thù. Muốn săn giết ta, ta bất đắc dĩ mà phản kích. Nếu như Đai Rần thống lĩnh có thể bảo chứng cho sự an toàn của ta, đồng thời cam đoan ta có thể đi đến hội đấu giá, ta lập tức thả người. Nếu như Đai Rần thống lĩnh không đồng ý, vậy ta chỉ có thể dùng phương thức của ta đến giải quyết nguy cơ này. Khương Phàm vừa dứt lời, bọn Kim Ô đã cùng phát huy. Kim Ô gáy to, kim quang tỏa sáng, uy lực thái dương cuồn cuộn, hướng Vãn Tình tung bay mái tóc dài, hắc ám xâm nhập. Thái âm uy lực cuồn cuộn. Thái âm, thái dương, va chạm âm dương huyền diệu, kích phát hình thái thái cực, cuồn cuộn bát quái ảo diệu, trải rộng ra bát quái đồ trận rung động mà mênh mông tại con phố dài náo nhiệt, như là muốn giao hòa cùng hệ thống thế giới. Hàn Ngạo ngạo nghễ bước về phía trước, hắc phong gào thét, long ngâm kinh thiên, ở phía trên bát quái phức tạp, cuồn cuộn ra hình ảnh cự long. Phố dài lần nữa sôi trào, số lượng lớn đại biểu cường tộc cũng vì đó mà có phản ứng. Thái âm thần, thái dương thần. Còn có hắc ám long thần. Đây là bốn tôn thần linh sao. Đây cũng là tổ hợp kỳ diệu gì. Trách không được lớn lối như thế. Sắc mặt Đai Rần âm trầm xuống. Bốn vị thần linh, còn nắm sinh tử của Kim Minh. Một khi khai chiến, toàn thành tất loạn, Kim Minh hẳn phải chết, ảnh hưởng quá ác liệt. Mà Kim Minh chết ngay trong thành tam sinh đế tộc, Kim Nguyệt đế tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bây giờ chính là thời điểm mẫn cảm đặc thù, hắn thật không dám mạo hiểm. Ninia nhắc nhở Kim Như Ngọc. Ngươi muốn Kim Minh sống không? Vậy thì đừng lại ép buộc hắn. Dius cũng ở bên cạnh nói. Nếu thật sự là náo lên, Kim Minh sẽ là kẻ đầu tiên chết, ngươi cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó các ngươi không những đập không đến tổ thần, còn mình góp đi đến, Kim Nguyệt đế tộc tương đương bị mất mặt trước mặt toàn tinh vực. Ninia tiếp tục nhắc nhở. Đừng để ra ra ta khó xử, tìm cho mình lối thoát, chờ hội đấu giá kết thúc, các người muốn báo thủ thế nào thì làm. Kim Như Ngọc lạnh nhạt chấn định, đánh giá bát quái mê trận dưới chân.
không nghĩ tới nơi này lại còn có hai vị thần linh, hơn nữa còn có thái âm thần. Âm dương giao hòa, bát quái diễn đạo, uy lực tuyệt đối không đơn giản chỉ là hai tôn thần gia tăng. Trách không được người này dám tùy ý làm bậy, thì ra có đường lui như thế này. Chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, rất có thể bọn hắn sẽ dựa vào âm dương bát quái dung nhập hệ thống thế giới, hoàn toàn biến mất. Kim Như Ngọc chủ động tỏ thái độ. Thả người, chúng ta giữ vững khắc chế sẽ trước khi hội đấu giá kết thúc. Khương Phàm nhìn về phía Dairon. Hy vọng đại thống lĩnh có thể tỏ thái độ. Dairon nói. Ngươi nhiễu loạn trật tự đế thành, khiêu chiến uy nghiêm đế tộc, phạt ngươi giao nạp 3 triệu tinh thạch. Qua. Hai bên phố dài nhanh chóng bạo động, thật hung ác, 3 triệu tinh thạch. Cái này không phải trừng phạt, đây là mua mệnh mà. Đại biểu các tộc mạnh tới đâu cũng hơi nhíu mày, cái giá khiêu chiến uy nghiêm đế tộc cao như vậy sao? Đáy nhà bọn hắn đều móc ra, mới kiếm đủ mấy triệu tinh thạch tới tham gia đấu giá, Dairon há miệng liền muốn 3 triệu. Xem như những thần tộc kia, chỉ sợ đều muốn lấy máu. Khương Phàm nói, ta vô ý khiêu chiến quyền uy đế tộc, rước lấy phiền phức cho Dairon thống lĩnh, 3 triệu tinh thạch, sẽ dâng lên toàn bộ không thiếu một viên. Sắc mặt âm trầm của Dairon thoáng hỏa hoãn, cũng có chút ngoài ý muốn, vậy mà không có phản bác. Chương 3294 Cự đỉnh thần bí 2. 3 triệu tinh thạch, hầu như đều có thể mua được một khối đế cốt. Tuy nhiên người này lại nể tình như thế, hắn cũng không thể quá cường thế. Mọi người lần nữa oanh động, hào phóng như thế sao? 3 triệu tinh thạch nói giao liền giao. Dairon cao giọng nói. Sau khi giao ra 3 triệu tinh thạch, nếu như còn có mấy triệu tinh thạch lấy tư cách ra trận, ngươi có thể đến hội đấu giá tham gia cạnh tranh, nhưng xét thấy hành vi ác liệt của ngươi, sau khi hội đấu giá kết thúc, ngươi nhất định phải rời khỏi đế thành trước tiên. Xin Dairon thống lĩnh yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ quy củ đấu giá, sau đó cũng tuyệt đối không lưu lại đế thành. Thả người. Khương Phàm rút hắc đao ra, toàn thân Kim Minh hư thoát, suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất. Lam Nguyệt thần tôn một phát bắt được, nâng đến trong lòng bàn tay, ánh sáng màu xanh lam như sấm, bao phủ Kim Minh. Đó là khí tức sinh mệnh, tẩm bổ sinh cơ của hắn. Khương Phàm ra hiệu với Hàn Ngạo. Cho tinh thạch. Hàn Ngạo hơi phiền muộn, hai tháng thật vất vả mới gom góp hơn 7 triệu tinh thạch, chuyển tay đã liền phải giao ra 3 triệu. Trước đó không có khái niệm gì đối với tinh thạch, trải qua 2 tháng cò kè mặc cả, bây giờ rất rõ ràng ý nghĩa của 3 triệu tinh thạch, giá cả đây quả thực là không khác gì phá hủy bán xương cốt lắm. Dairon tiếp nhận 3 triệu tinh thạch, lại kiểm tra số lượng tinh thạch còn thừa lại bên trong vượt qua mấy triệu, lúc này mới tuyên cáo. Chuẩn bị đi vào hội đấu giá. Sở Thiên Hùng và các đại biểu các cường tộc đứng ở cửa sổ, đánh giá nam tử phía dưới. Đây là tên điên từ nơi nào tới? Khiêu chiến đế tộc tại Thiên Võ Tinh, chán sống. Một trận nguy cơ khẩn trương tạm thời được giải trừ. Dairon bảo vệ mặt mũi, Kim Nguyệt đế tộc lại mất hết mặt tại trước mặt các tộc. Kim Như Ngọc phân phó ở hai bên. Đưa Kim Minh về đế thành, thông báo chuyện cho đế tổ, xin mời an bài thần tôn đến đây trợ giúp. Nếu như đuổi đến nơi này không kịp, có thể chặn đường tại phương hướng rực thần tộc rút lui. Các cường giả Kim Nguyệt đế tộc oán hận nhìn Khương Phàm, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Kim Như Ngọc liếc mắt nhìn Dinia, ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh từ lâu, tìm kiếm bóng dáng Thiên Võ đế tộc. Bây giờ bị mất mặt, sau đó nhất định phải tìm trở về. Khương Phàm đứng ở trên đường, ngắm nhìn từ lâu quán trà xung quanh, ý thức như thủy triều, dò xét lấy khí tức cường tộc. Ha ha, tới không ít nhỉ. Không biết đế hoàng tộc của Thiên Nguyên Tinh, chí tôn đế tộc của Thiên Tổ Tinh cùng thái thượng đế tộc của Thiên Mạch Tinh đã tới chưa? Trò hay muốn bắt đầu. Vũ trụ thâm không. Phiêu Miểu Thiên Cung đang che giấu khí tức, hoành hành bên trong bóng tối mênh mang, lặng yên tới gần phía Thiên Nguyên Tinh vực. Khoảng cách Thiên Võ Tinh đã gần đến 3.000 vạn dặm. Mặc dù vẫn rất xa xôi, nhưng đã là khoảng cách tương đối nguy hiểm. Tốc độ của Phiêu Miểu Thiên Cung cũng càng ngày càng chậm. Thiên Hậu, Hắc Ma Đế Quân đều kiệt lực áp chế cảnh giới, phong cấm khí tức, tránh cho ba động xuyên thấu qua Thiên Cung, gây nên cảnh giác. Nhưng đáy mắt mỗi người đều lóe ra chiến ý như lửa. Cuộc chiến sát thiên, là ác mộng của bọn hắn, càng là khuất nhục của bọn hắn. Bọn hắn khổ tu đến nay đã hơn 5 năm. Lần này, nhất định phải báo thù. Bọn hắn muốn chiến đội sát thiên, triệt để mai táng tại Thiên Nguyên Tinh vực này. Lần này, chỉ cần hình thành vây kín,
ai cũng ngăn không được bọn hắn báo thù. Bên ngoài thâm không tỉ dặm, chân thân Khương Phàm và Dạ An Nhiên đang làm chuẩn bị cuối cùng, một khi hấp dẫn mang theo toàn bộ mục tiêu tại Thiên Võ Tinh, bọn hắn sẽ cưỡng ép bước lên, đến đó trong thời gian ngắn nhất. Đúng vào lúc này, bọn hắn lại chú ý tới có cường quang lấp lóe trong bóng tối vô tận, bỗng nhiên hừng hực, chợt biến mất, mặc dù phiêu miểu mơ hồ, lại truyền ra khí tức nặng nề vô cương. Khương Phàm và Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt, rõ nhìn về phương xa. Một hình dáng mơ hồ dần dần hiện ra trong tầm mắt của bọn hắn, đó là một hình ảnh kinh người. Trong thâm không vừa tối vừa lạnh, một tôn cự đỉnh đang cuồng dã đụng nát không gian hắc ám, hoành hành trong hư vô cùng chân thực. Nó giống như một viên tinh cầu thật lớn, ánh sáng vô biên, khí tức huyền hoàng cuồn cuộn, như là muốn đốt thấu tinh không. Ngay thời điểm tại bọn hắn ngóng nhìn, cự đỉnh kịch liệt cuồn cuộn, vậy mà hóa thành một người khổng lồ kình thiên, tóc tai bù xù, thô cuồng cường đại, hắn đạp nát thâm không, cuồng dã bước lên, trong cặp mắt cuồn cuộn lấy tràng cảnh long trời lở đất giống như táng diệt, căm tức nhìn Thiên Nguyên tinh vực. Đó là ai? Khương Phàm và Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt, vậy mà lại từ nơi đó nhận ra mấy phần lửa giận. Chẳng lẽ là cường giả dưới trướng Thương Thiên? Không đúng. Hẳn là không đuổi đến nơi này. Huống chi, cái tình huống chiến ý như muốn thiêu đốt vũ trụ kia là như thế nào? Chúng ta tránh khỏi. Dạ An Nhiên tạm thời không hy vọng gây chuyện, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là nghĩ cách cứu viện bọn người Như Ảnh. Che giấu khí tức, không cần thương lượng cùng hắn. Sau khi Khương Phàm thoáng cảm giác, lặng yên ẩn nấp. Mặc kệ đó là ai, lại có ân oán gì với Thiên Nguyên, cái khí tức kia tuyệt đối không phải đế cảnh bình thường, rất có thể là chí tôn đại đế, thực lực là có thể trọng thương Thiên Võ Tinh cầu. Thiên Võ Tinh, bí cảnh thứ hai, Di Thất Thâm Nguyên. Chu Thanh Thọ đưa một tảng đá đen như mực cho Thiên Bảo lão tặc. Đây là huynh đệ của ta chuẩn bị cho ngươi, nếu như gánh không được, thì trực tiếp ném ra. Thiên Bảo lão tặc tiếp nhận tảng đá, tùy ý thưởng thức, ánh mắt lại quái dị nhìn Chu Thanh Thọ. Ta không bình thường. Chu Thanh Thọ nói lời thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lớn tuổi, bình thường mới là không bình thường, tâm nới lỏng. Ý thức của ta xảy ra vấn đề. Cái gì, có phải ngươi làm cái gì với ta hay không? Làm sao có thể, chúng ta đều là người tốt. Đầu ta có chút loạn. Không phải đầu ngươi loạn, ngươi là tâm phiền ý loạn. Chương 3295 hắn là thiên đế. Ha ha, coi ta là đồ đần sao. Người ta gặp qua, so với người ăn cơm còn nhiều hơn nữa. Chuyện ta trải qua, so với người nằm mộng đều nhiều. Ta rất rõ ràng đối với chính thân thể ta. Ta nhắc nhở các ngươi, mặc kệ các ngươi làm cái gì với ta tuyệt đối sẽ không chết ở bên trong. Nếu thật sự là muốn hố ta tuyệt đối hố các ngươi trước. Thiên Bảo lão tặc dùng sức lắc đầu, nhìn chằm chằm Chu Thanh Thọ nói. Biết Bỉ Ngạn Chi Luân không? Chu Thanh Thọ lắc đầu. Vật gì tốt? Thiên Bảo lão tặc thâm trầm cười cười. Đúng là đồ tốt, đó là chí bảo luân hồi, phía trên ẩn chứa chân lý sinh tử bờ bên kia. Một khi huyết tế, ha ha, phạm vi ngàn dặm vạn dặm, tất cả sinh linh đều sẽ bị siêu độ, trùng nhập luân hồi. Phu Thanh Lạc truy sát ta, cũng là bởi vì muốn Bỉ Ngạn Chi Luân. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi chết khẳng định huyết tế Bỉ Ngạn Chi Luân. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Đều được chôn cùng cho ta. Chu Thanh Thọ há miệng, thể hiện từ từ quái dị. Lão đầu nhi này ác như vậy sao? Hắn không thuộc về tinh cầu này, không biết chết rồi, là ở chỗ này luân hồi hay mẫu thân nó. Hồn phi phách tán. Đông Hoàng Lăng Tuyệt khẽ nhíu mày, lão đầu nhi này phô trương thanh thế. Hay thật sự có vật này? Ta đi đây. Thiên Bảo lão tặc ưỡn ngực, chỉ Di Thất Thâm Uyên ở xa xa. Ta đi thật, không ngăn cản ta. Chu Thanh Thọ cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt đụng ánh mắt, đều có chút không nắm chắc được. Nếu gia hỏa này phát giác được có vấn đề, chỉ sợ sẽ không tùy tiện dựa theo bọn hắn bố trí. Nhưng, nếu như giải trừ ấn ký Dạ Nha, bọn hắn có thể tin tưởng được lão gia hỏa này sao? Đây chính là nhiệm vụ quan trọng Khương Phàm giao cho bọn hắn, là khâu quan trọng nhất bên trong toàn bộ kế hoạch. Nếu như bọn hắn nơi này làm không tốt, xuất hiện sai lầm, thật sự là trăm chết không đền được tội. Các ngươi cầu nguyện đi, dù sao lão già ta cũng không sống được mấy năm nữa, trước khi chết lôi kéo các ngươi chôn cùng, cũng coi như đáng giá. Ai, ta phóng khoáng 3.000 năm, đi khắp trời Nam Biển Bắc, chuyển khắp cả lục đại tinh cầu, uống rượu ngon khắp cả các nơi, nhìn hết ngàn vạn linh bảo,
hạt giống càng là vẩy khắp các nơi tinh vực, chết cũng đáng, không có gì tiếc nuối. Mà các ngươi, chậc chậc, đáng tiếc a. Thiên Bảo lão tặc gật gù đắc ý, than thở đi ra, chỉ là bước chân rất nhanh, mà bước lại rất nhỏ. Chu Thanh Thọ đột nhiên cười cười, bước nhanh đuổi kịp, nắm lấy bả vai Thiên Bảo lão tặc. Lão ca, trong này có thể có chút hiểu lầm. Thiên Bảo lão tặc nhíu mày. Có hiểu lầm sao? Chu Thanh Thọ lôi hắn đi trở về lại chỗ cũ. Quả thật có chút hiểu lầm nhỏ. Chúng ta đây, đều là người tốt, kính dạ yêu trẻ, sao có thể để lão nhân ra ngài đây chịu chết chứ? Ý thức của ta giống như bị ảnh hưởng nữa nha. Không có, tuyệt đối không có, ngài cáo già như thế. Không, ngài tinh minh cơ trí như vậy, đầu khẳng định rất hoàn mỹ, chúng ta làm sao bỏ được động tay chân đối với nó. Là như thế này à, chúng ta đây. Cái này. Không vội, từ từ nói, thời gian vẫn còn sớm. Chúng ta đây, không phải người ở tinh cầu này. Nhìn ra được, tinh cầu này không có bill như thế. Chúng ta là tìm đến người, báo thù. Người làm người trước đó kia, hắn, là, thiên đế. Thiên địch, ai thiên địch? Thiên, đế, lão tặc thiên thiên, cẩu hoàng đế đế. Thiên, đế. Đúng dịp thôi, đây không phải đúng dịp thôi. Ta cũng vậy. Đừng nói giỡn, lão ca. Người trước đùa giỡn, tiểu huynh đệ. Chu Thanh Thọ ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Trong tay hắn nắm một vật chứa không gian, bên trong tất cả đều là bảo bối, đều là chuẩn bị cho cự linh trong đỉnh kia ăn. Như loại đạo gia lão tặc ngài này. Không, đạo gia lão tổ, ha ha. Ngài kiến thức rộng rãi, khẳng định là gặp qua các loại bảo vật, tự mình xem thử. Ánh mắt Đông Hoàng Lăng Tuyệt run lên, nói đùa sao? Đồ trong này há có thể để bại lộ, chẳng may lão tặc này ra vẻ thì sao? Thiên Bảo lão tặc hồ nghi nhìn Chu Thanh Thọ, đứng dậy đi tới chỗ Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Chu Thanh Thọ gấp rút bước đi theo Thiên Bảo lão tặc. Thiên Bảo lão tặc càng muốn dây vào viên không gian bảo thạch kia, Chu Thanh Thọ đột nhiên ra tay, một tay bóp lấy cổ lão tặc, đạo đạo tinh ngân uốn lượn tại cánh tay, khuấy động lực lượng không gian, toàn thân lấp lóe vết tích tinh thần. Người đây là? Thiên Bảo lão tặc nhíu mày nhìn hắn, cánh tay đang muốn vươn hướng không gian bảo thạch đã đứng tại nơi đó. Ha ha, Chu Thanh Thọ chỉ cười cười, không có nhiều lời. Ngươi có thời gian tinh thạch, lại là kẻ tái phạm, lão tử có thể không làm phòng bị để cho ngươi đụng bảo bối. Ngươi vèo không có, lão tử khóc đều không có khóc. Ha ha, Thiên Bảo lão tặc cũng cười cười. Nha, tiểu gia hỏa vẫn rất linh động, lão tử làm đủ việc cả nửa ngày, liền chờ giờ khắc này đây, ngươi đây lại bắt lấy ta. Ha ha, hai người nhìn nhau. Càng cười càng lớn tiếng. Có loại cảm giác đại hồ ly đấu với tiểu hồ ly. Thiên Bảo lão tặc vừa thu tiếng cười lại, đưa tay chụp vào không gian bảo thạch. Chu Thanh Thọ siết chặt hai tay, chuẩn bị giết hắn bất cứ lúc nào, đồng thời nhắc nhở. Xem đồ bên trong trước một chút, làm tiếp cân nhắc. Đừng xúc động nhất thời, hủy cả đời mình. Thiên Bảo lão tặc lặng lẽ kích hoạt thời gian tinh thạch, ý thức tiến vào bên trong không gian bảo thạch. Cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Bên trong lại là một không gian hỗn độn, giống như là một tiểu thế giới, mông lung giữa đất trời lơ lửng từng viên hỗn độn linh vật, như tinh linh, như tinh thần, chập trùng lên xuống, mê quang sáng chói, đều khuấy động năng lượng cực kỳ mênh mông. Loại cảm giác này tựa như là từng đế tử ngủ say. Thiên Bảo lão tặc, lưu thoán, tinh vực 3.000 năm, thấy qua vô số kể bảo bối, vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra đồ tốt đồ xấu. Giờ khắc này. Gương mặt mo tràn đầy nhăn nheo khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Chương 3296 tự chui đầu vào lưới. Hỗn độn linh vật. Tất cả đều là hỗn độn linh vật. Lít nha lít nhít hàng trăm. Hắn cả một đời đều không có nhìn thấy qua nhiều đồ hỗn độn như vậy. Đây cũng không phải chắp vá lung tung siêu tập lên, chỉ có thể là tạo. Cường giả gì lại có thể diễn biến nhiều đồ hỗn độn như vậy? Chỉ có thể là Thiên Bảo lão tặc hít vào ngụm khí lạnh. Thiên đế? Thiên đế? Thiên đế ở nơi nào? Chẳng lẽ là Thiên Nguyên Đại Thiên Đế? T. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng từng từ bên trong những bí cảnh kia ngẫu nhiên nghe nói mấy lần. Mặc dù Thiên Nguyên Đại Thiên Đế là đang ở trạng thái ngủ say, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ ra phân thân, bỏ ra ý niệm, tuần sát các nơi tại tinh vực. Nếu như gặp phải chuyện ảnh hưởng an toàn của tinh vực, chắc chắn giúp diệt trừ. Sau đó giá họa cho kẻ ngoại lai vũ trụ. Chẳng lẽ, ta đã gặp
Thiên Bảo lão tặc cảm nhận tinh thạch hỗn độn bên trong không gian mông lung, càng nghĩ càng có khả năng. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt, cười ha hả rút tay ra. Tiểu huynh đệ, ngươi không chính cống. Ngươi dùng giọng điệu đùa giỡn dẫn dụ ta, không phải để cho ta bất kính với thiên đế sao? Lão ca, tin chưa? Tin. Tin thì tốt, tin thì tiết kiệm phiền toái. Ngươi nói chuyện này huyên náo, thì ra là đại thiên đế ta tỉnh ngủ, tới chơi. Lão tặc ta đây là đã tu luyện phúc phận mấy đời, vậy mà lại có thể gặp được đại thiên đế, phi phục suốt tuần. Đại thiên đế đây là phát hiện bí mật của thiên võ tinh. Chuẩn bị hung hăng dạy dỗ bọn họ một chút. Chuyện nhỏ, lão già ta những chuyện khác sẽ không làm, trộm mộ đào mộ vẫn rất am hiểu. Thái độ Thiên Bảo lão tặc thay đổi lớn, tiềm thức coi Khương Phàm là thành thiên nguyên thiên đế. Cơ duyên to lớn. Cái này nếu là dính líu liên quan cùng đại thiên đế, không chỉ có đời này không lo, kiếp sau nữa vậy cũng là. Hồng phúc tề thiên. Chu Thanh Thọ quái dị nhìn hắn một chút, lão đầu nhi này hiểu nhầm rồi. Hắc, cái này không khéo thôi. Ta thật không muốn nói, nhưng, không nói gạt ngươi, ta cũng lần đầu tiên bồi ta đại thiên đế đi ra làm việc, không dám ra đường rẽ. Chỉ có thể thông qua bằng hữu trong địa ngục, mượn hai dạ nha. Chu Thanh Thọ ra hiệu cho Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Không gian sau lưng Đông Hoàng Lăng Tuyệt nổi lên gợn sóng, hai dạ nha đen kịt hiện ra thân ảnh mông lung. Bằng hữu từ địa ngục, tê, nghiêu bức, thế mà kết giao bằng hữu cùng địa ngục. Xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi là... Chu Thanh Thọ khoát tay. Một viên tiểu tinh thần đại thiên đế ngồi xuống, không đáng giá nhắc tới. Tinh thần. Thiên Bảo lão tặc tin tưởng không nghi ngờ. Trách không được thanh thần kiếm kia cho hắn một loại cảm giác thần bí giống như tinh hà, thần khí như vậy nhưng chưa từng nghe thấy. Trách không được ngoan nhân kia phất tay bóp nát đầu thần tôn đế tộc, lại không sợ hãi chút nào. Trách không được có thể phát hiện bên trong bí cảnh thứ hai có hỗn độn cự linh, còn trực tiếp đoán được là đế tộc liên hợp trấn thủ. Phía dưới khẳng định liên lụy chuyện cực lớn. Thiên Nguyên đại thiên đế chuẩn bị để giáo. Đám đế tộc thiên võ tinh phải gặp tai ương. Lão ca nhi, hình như ngươi không phải rất tin tưởng. Ta tin. Không, vẫn phải ổn trọng. Ngươi trước dựa theo lời chúng ta nói mà làm, đến phía dưới giải trừ phong ấn, sau đó tìm nơi trốn đi, hảo hảo mà xem kịch. Đến lúc đó, ngươi sẽ nhìn thấy, tự mình nhận thấy, liền tin. Chu Thanh Thọ nói lời thấm thía vỗ tay Thiên Bảo lão tặc. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên. Lão ca có lời cứ nói. Ai, đừng như vậy, ta mới sống mấy ngàn năm, ở trước mặt tinh thần lão tổ tông như ngài, chính là Tiểu Hải Nhi, ha ha, Tiểu Hải Nhi. Ý của ta là, ngài có thể hay không? Chính là, ha ha, nói tốt vài câu ở trước mặt thiên đế. Chút lòng thành, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, mọi chuyện khác đều không cần lo. Sau này có cần ta, cứ mở miệng. Nếu lão ca phối hợp như vậy, ta cũng phân lực. Dựa theo thiên đế yêu cầu, chúng ta phải dùng dạ nha ảnh hưởng ý thức của ngươi, bảo đảm ngươi không cần chạy trốn. Bây giờ, ta làm chủ trương, ngươi mang theo hai dạ nha đi đến, thời điểm ra tay, ngươi trước dùng thời gian tinh thạch giam cầm thời gian, khởi xướng tập kích, trọng thương mục tiêu, sau đó giao cho dạ nha đi. Không cần làm phiền bằng hữu địa ngục, chính ta chơi được. Vẫn phải thận trọng. Ngươi không tin thực lực lão đầu tử ta à? Nếu không như vậy, để bọn hắn đi theo, thời điểm cần thiết lại ra tay. Vất vả. Không khổ cực. Ngài bị liên lụy. Sau một hồi khách khí, Thiên Bảo lão tặc nhiệt tình 10 phần, tinh thần sáng láng, xông về Di Thất Thâm Uyên. Chu Thanh Thọ giữ vững mỉm cười, một mực đưa mắt nhìn Thiên Bảo lão tặc biến mất trong tầm mắt, bả vai run run, cười hắc hắc ra tiếng. Di Thất Thâm Uyên sớm đã một lần nữa mở ra, không ngừng có kẻ chạy nạn thả người nhảy xuống, hoặc dọc theo cầu thang tầng tầng hướng phía dưới. Thời điểm Thiếp Bảo lão tặc, vị thần cấp cường giả xông vào, không chút huyền niệm dẫn tới người canh giữ phía dưới chú ý. Là hắn. Trong tộc truy lùng 2 tháng, một mực không có tin tức. Hắn vậy mà chạy tới nơi này, ha ha, đây là cùng đường mạt lộ rồi. Tự chui đầu vào lưới. Người canh giữ phía dưới chính là thần tôn thiên vu đế tộc, Vu Quyết. Bí cảnh này là 7 đế tộc ở giữa thay phiên chấn thủ, mỗi đế tộc có thời gian 7 năm. Vu Quyết phân phó hai bên. Mấy người các ngươi, đưa tin tức về trong tộc, nói Thiên Bảo lão tặc chạy trốn tới Di Thất Thâm Uyên. Cường giả thiên vu đế tộc nói. Hắn là lão tặc danh chấn tinh vực, cực tốt chạy trốn,
lão tổ ngài không nên khinh cử vọng động, chúng ta mau chóng tin tức về đế tộc, xin mời thần tôn khác đến đây trợ giúp. Phu quyết định thần dò xét thiên bảo lão tặc rơi vào trong vực sâu, gia hỏa này thật sự càng lúc càng to gan, cũng dám tàn sát thần tôn đế tộc. Còn là Vu Thanh Lạc mọi người tinh vực đều biết. Chương 3297 sắp bắt đầu. Tuy nhiên vận khí lão gia hỏa ngươi đã dùng hết. Tiến vào nơi này cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi. Còn có những thần khí truyền kỳ trong tay ngươi. Tam sinh đế thành. Đều tới, ha ha. Khương Phàm ngồi trong tửu lâu, phát ra tiếng cười cởi mở. Dairon vừa tiếp đãi xong đế hoàng tộc, lại đi tiếp đãi thái thượng đế tộc. Bọn người Hướng Vãn Tình trong đế thành ở một thời gian, một mực đã điều tra hoàng tộc cùng đế tộc vào thành. Chủ nhân đế quốc đích thân tới, đan thần đích thân tới, chí tôn đế tộc cũng là xích dương thú đích thân tới. Mặc dù lần hội đấu giá này rất hấp dẫn người ta, nhưng không đến mức bọn hắn đều mang theo tất cả. Nhất định là sát thiên chiến đội chỉ điểm, mục tiêu chính là những thứ hỗn độn, nguyên thủy chi nguyên kia. Khương Phàm bây giờ có thể hoàn toàn xác định, sát thiên chiến đội phân tán trên các tinh cầu. Không biết hỗn độn cự bằng ở đâu. Hướng Vãn Tình đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn ngoài thành. Hẳn là ẩn núp gần đế thành, hắn không tiện trực tiếp vào thành, nhưng cũng sẽ không quá xa. Không sai biệt lắm, ở hai bên 3-5 vạn dặm. Khương Phàm nhắm mắt lại, mở ra hai tay, yên lặng cảm giác khí tức hỗn độn giữa thiên địa. Thời gian lặng yên trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Khương Phàm cẩn thận dò xét, yên lặng cảm giác, lặp đi lặp lại. Một lần lại một lần. Xung quanh tựa như không có, nhưng Khương Phàm không hề từ bỏ. Đây chính là hỗn độn cự bằng cấp chí tôn đại đế, dù bị thương nặng, nhưng cảnh giới còn tại đó. Nếu như không kịp chờ đợi bảo vật, khẳng định là muốn tránh cho việc kích thích đến tam sinh đế tổ, hẳn sẽ toàn lực ẩn tàng, không lưu bất kỳ khí tức gì. Loại kia nếu như không phải tam sinh đế tổ tận lực dò xét, tuyệt tra không được tình huống. Rốt cuộc cũng. Tại rạng sáng nửa đêm, Khương Phàm bắt được khí tức hỗn độn cực kỳ yếu ớt tại chỗ bên ngoài đế thành 5.000 dặm. Đến rồi. Khương Phàm không có dò xét chiều sâu, để tránh kích thích hỗn độn cự bằng. Chỉ cần tới, phương hướng kế hoạch không có sai, không cần lại làm điều chỉnh, trực tiếp bắt đầu. Ngày thứ hai, dân chúng bên trong đế thành sớm tụ tập đến bên ngoài tam sinh thương hội, đang mong đợi có thể đi vào hội trường, tận mắt chứng kiến trận đấu giá mang này ý nghĩa đặc thù. Sắc trời vừa mới sáng, khu ngã tư xung quanh thương hội đã tụ tập trên vạn người, còn đang tiếp tục gia tăng. Hội đấu giá lần này, thuận mua tinh thạch, giới hạn thấp nhất 800.000. Theo tam sinh đế tộc cao giọng tuyên cáo, người tụ tập bên ngoài lập tức xôn xao một mảnh. 800.000, không có 800.000 cũng không thể vào xem. 800.000 tinh thạch, ta mẫu thân nó 80.000 tinh thạch đều không có gặp qua đây. Mức lớn như vậy, chỉ sợ chỉ có chuẩn thần tộc cùng siêu cấp thương hội mới có thể gom góp đi. Quá phận, ta thật vất vả gom góp 500.000. Còn muốn đi vào kiếm chút đồ tốt, kết quả tư cách vào xem đều không có. Mặc dù cường tộc tới rất nhiều, nhưng có thể xuất ra 800.000 chỉ sợ không có nhiều, tam sinh đế tộc không sợ bên trong đều bất mãn. 800.000, ta nhớ thiên nguyên tinh vực nơi đó đã từng cử hành qua một trận hội đấu giá đỉnh cấp cả thế gian đều chú ý, tư cách thuận mua cũng là 800.000. Nếu như không phải chủ nhân thiên nguyên đế quốc cùng thiên mạch đan thần tới, tam sinh đế tộc sẽ không giá cao lên như thế này. Đám người nghị luận ầm ĩ, những người thật vất vả gom góp 500.000 suýt chút nữa đã mắng chửi người. Nhưng, không có người nào dám quá phận làm càn, đây dù sao cũng là quy định của đế tộc. Tộc lão đế tộc cao giọng tuyên bố. Hội đấu giá lần này, ở các mặt bên ngoài sẽ dựng nên 18 tòa lưu ly bia, đồng bộ biểu hiện ra đồ đấu giá. 18 tòa lưu ly bia vuông vức sáng tỏ bay ra từ trong thương hội, lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong rõ ràng dần hiện ra hình ảnh trong hội trường. Một tòa đài cao lơ lửng, phiêu đãng ở giữa không trung, khắp nơi ở hai bên bên dưới đều được chiếu ra. Xung quanh là 3 tầng xương phòng bí ẩn, tất cả xương phòng đều bị phong bế, ai cũng không nhìn thấy bên trong, chỉ có bên trong có thể nhìn thấy đài cao phía ngoài. Đám người giật mình. Hội đấu giá lần này không phải loại tầng tầng ngồi xuống, mà loại hình giữ bí mật. Trách không được muốn lằn danh hạch định 800.000. Thì ra muốn hạn chế nhân số. Hội đấu giá, sắp bắt đầu. Xin mời tất cả tộc lão chỗ lối đi xác minh tinh thạch thuận mua, ngẫu nhiên an bài xương phòng. Dairon xuất hiện ở trên đài cao,
thông qua lưu ly bia cao giọng tuyên bố. Làm đệ nhất thống lĩnh đế tộc, hắn tự mình chủ trì cuộc bán đấu giá này. Cái này không chỉ là hiện ra sự coi trọng của tam sinh đế tộc đối với lần hội đấu giá này, cũng muốn bảo đảm hội trường trật tự, càng phải bảo đảm vật phẩm bán đấu giá tuyệt đối an toàn. Dù sao tới đều là các cường tộc, không thiếu thần linh, cũng đều có ân oán. Rất nhanh, những người đấu giá mang theo đầy đủ tinh thạch trong ánh mắt hâm mộ của vô số người ở bên ngoài từ lối vào khác nhau tiến vào thương hội. Sau khi tộc lão cẩn thận kiểm tra số lượng tinh thạch đạt tiêu chuẩn, được đưa tới các nơi trong xương phòng. Tính cả từ huyết nguyệt thần tôn nơi đó tìm kiếm hơn 2 triệu tinh thạch, chúng ta bây giờ có 20 triệu tinh thạch. Khương Phàm đứng sau cửa sổ xương phòng, muốn dò xét tình huống bên ngoài. Lại phát hiện xương phòng thiết trí trận pháp đặc biệt, mãnh liệt quấy nhiễu dò xét từ bên trong ra ngoài. Oa a a. Lý Dần đứng trong phòng, khó nén hưng phấn. Hắn tham gia qua 5 lần hội đấu giá, nhưng đều là loại một đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ, hỗn loạn kêu giá, chưa bao giờ tham gia qua quy cách cao như vậy. 26 triệu. Hàn Ngạo bày ra túi không gian chứa tinh thạch trên bàn theo thứ tự, 1 triệu một túi, hoàn hoàn hảo hảo 26 túi. Lý Dần nhìn từng túi tinh thạch, hoảng hốt lại rung động, đây chính là chênh lệch sao, hắn mệt gần chết, đánh bạc cả mệnh, 2 năm mới tiếp cận mấy ngàn tinh thạch, người ta tiện tay chính là mấy trăm ngàn mấy triệu. Chương 3298 mấy triệu dược nhân. Hướng Vãn Tình ngồi trên giường êm, đường cong lả lướt, phong tình vạn trùng. Ta nhận được tin tức, tam sinh đế tộc có khả năng cuối cùng sẽ đấu giá, mệnh vận, chính là dùng tam sinh thạch của bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Đây là lực lượng thần kỳ gì, là luân hồi cùng nhân quả kết hợp? Hay là vận mệnh diễn biến? Khương Phàm nói. Có thể nhìn trộm kiếp sau, mượn dùng uy lực kiếp sau đã không phải đơn thuần là ảo diệu vận mệnh, rất có thể dính đến nhân quả cùng luân hồi. Hướng Vãn Tình nói. Chàng có thể diễn sinh ra linh văn như thế này tại thế giới của chúng ta không? Ta thật cảm giác tam sinh đế tộc thật sự rất đáng sợ. Bọn hắn vậy mà có thể mượn dùng lực lượng kiếp trước cùng kiếp sau. Nếu kiếp này, kiếp trước và kiếp sau có một cái mạnh, kiếp này có thể thể hiện ra thực lực cực mạnh. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy nơi người khác sinh ra ở kiếp sau. Nếu như ra ngoài nhìn thấy kiếp sau của người nào đó cực mạnh, như thế này coi như tìm không thấy hắn chuyển thế, đời này hảo hảo hầu hạ, cũng có thể kết xuống chút duyên phận nhân quả. Khương Phàm trầm ngâm nói. Thế giới khác biệt, hệ thống phát triển khác biệt, nơi này có thể sinh ra, nơi đó của chúng ta chưa hẳn. Tuy nhiên, ngược lại là có thể thử một chút. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng nhìn về phía Hàn Ngạo. Nếu có kiếp sau, người nguyện ý làm cái gì? Hàn Ngạo không hề nghĩ ngợi. Nếu có lựa chọn, ta muốn ở cùng một chỗ với sư tỷ. Nụ cười Hướng Vãn Tình có chút cứng đờ. Khương Phàm đều quay đầu nhìn Hàn Ngạo đang đong đưa tinh thạch, âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này còn không có buông xuống, mà Lâm Nam đều cùng với Du Cảnh Chiến. Lý Dần nhỏ giọng hỏi Hàn Ngạo. Bọn hắn đang nói cái gì? Hướng Vãn Tình thuận thế nói sang chuyện khác. Lý Dần, người đoán kiếp sau của ngươi là dạng gì không? Lý Dần nhún nhún vai. Đời ta sống đến giờ đã rất tốt, nào biết được kiếp sau? Lại nói, chuyện kiếp sau, có liên quan tới ta sao? Đó còn là ta sao? Hướng Vãn Tình lắc đầu, gia hỏa này sống ngược lại rất thông thấu. Xương phòng trong hội trường rất nhanh đủ số. Tiến đến đều là lão bản thương hội cỡ lớn, tộc trưởng chuẩn thần tộc, người cầm quyền thần tộc cùng đế tộc. Cơ hồ dính đến gần 1/5 thế lực đỉnh cấp thiên nguyên tinh vực. Đội hình đấu giá lần này, không thể bảo là không xa hoa. Các đại biểu đều ngồi ở trong xương phòng, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Bọn hắn không gây chuyện giống như Khương Phàm, đều chạy tới đấu giá. Vẻ mặt bọn hắn lãnh túc, lộ ra mấy phần khẩn trương. Đối thủ đều có thực lực, có bối cảnh. Như thế này cạnh tranh không thua gì một trận chiến tranh. Mục tiêu của bọn hắn là dùng tinh thạch ít nhất, đổi lấy lợi ích cao nhất. Nhất là lão bản những thương hội kia, đều đang mong đợi sau khi có thể từ nơi này đập xuống, đi ra bên ngoài lại chuyển tay giá cao bán đi. Cho nên, giá cả nơi này càng thấp, bọn hắn kiếm lời càng nhiều. Từ Thánh Linh đến Thánh Hoàng, lại đến Tổ Thần, ta đều muốn đạt được. Càng nhiều càng tốt. Kim Như Ngọc đứng ở cửa sổ. Gương mặt cao cấp đẹp đẽ hiện ra hung ác hiếm thấy. Đầu tiên là viễn trình vũ trụ thảm bại, lại là bị mất mặt tại tam sinh đế tộc, nếu như nàng lại không có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của đế tổ, đừng nói đế tộc nơi đó, chính nàng đều không thể tha thứ cho mình. Kim Minh mệt mỏi,
còn có cường giả huyết nguyệt tộc cùng lam nguyệt tộc đều tụ ở trong căn phòng này. Lam nguyệt tộc có hơn 2 triệu tinh thạch đã giao toàn bộ cho Kim Như Ngọc. Tinh thạch huyết nguyệt tộc, bị tên hỗn đản kia không biết lúc nào cuốn đi. Tuy nhiên tinh thạch cao tới hơn 22 triệu cách xù, bao nhiêu đó cho nàng đầy đủ lực lượng. Chỉ là, Kim Như Ngọc đứng bên cửa sổ, đối xử lạnh nhạt quét mắt các xương phòng khác. Không biết người điên kia có thể cố ý quấy rối hay không, quấy nhiễu nàng cùng Dực Thần tộc cạnh tranh. Hội đấu giá chính thức bắt đầu. Giai đoạn đầu tiên đấu giá, mấy triệu dực nhân. Ta dùng danh dự Dairon cam đoan, nhóm dực nhân này xác thực đến từ tinh cầu thần cấp tân sinh, nơi đó vừa mới đi đến thời đại hồng hoang, bọn dực nhân này hoàn thành thống trị sơ bộ. Săn bắt ban sơ hơn 300 vạn, đường xá đi giữa các hành tinh tử vong gần 2 triệu. Tổng số dực nhân may mắn còn sống sót hơn 106 vạn 3 ngàn người. Dairon không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Xương phòng xung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận. Một giống loài thống trị tinh cầu thần cấp, số lượng đâu chỉ ức vạn. Bọn hắn bắt hơn 3 triệu, chỉ sợ cảnh giới cũng sẽ không thấp. Bọn hắn vượt qua hơn 1 tỷ dặm thâm không, cũng không phải đi bắt bình dân, số lượng lồng giam bọn hắn có hạn, cũng sẽ không loạn nhét những người không có giá trị. Khẳng định đều rất quý giá, xem như cảnh giới thấp, cũng nhất định là thanh thiếu niên cường đại, mà tiềm lực cực lớn. Thêm chút bồi dưỡng thì có thể mạnh lên. Bắt hơn 3 triệu, chết 2 triệu, vậy mà hao tổn đạt 2 phần 3, bọn dực nhân này đủ cương liệt đó. Đám chết kia, chỉ sợ đa số là cảnh giới không đủ, không kiên trì nổi. Hơn 1 triệu dực nhân, tương đương với tinh anh bên trong ức vạn dực nhân của viên tinh cầu kia. Khó trách dực thần tộc giết tới. Thực lực tổng hợp của mấy triệu dực nhân tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn, sau khi hai bên kết hợp, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng thần tộc đầu tiên thiên nguyên tinh vực. Thậm chí có hy vọng trùng kích đế tộc. Trải qua Dairon vừa giới thiệu, tộc mạnh tới đâu đều thấy hứng thú, tùy tiện làm mấy cái trở về, cũng đều là cường giả ra dáng. Trong phòng của bọn người dực lâu, sắc mặt lại khó coi. Nếu như ai nấy đều hứng thú, áp lực bọn hắn cạnh tranh sẽ càng lớn. 106 vạn dực nhân. Cùng chia 7 cấp bậc. Ngăn thứ 7, linh hồn cảnh trở lên, niết bàn cảnh trở xuống. Tổng cộng hơn 387.200 người. Ngăn thứ 6, niết bàn cảnh trở lên, cao giai niết bàn cảnh trở xuống. Tổng cộng hơn 579.300 người. Chương 3.299 nóng nảy. Ngăn thứ 5, cao giai niết bàn cảnh trở lên, cảnh giới bán thánh trở xuống. Tổng cộng hơn 93.300 người. Hàng thứ tư, cảnh giới thánh linh, tổng cộng 2.100 người. Hàng thứ ba, cảnh giới thánh vương, 121 người. Hàng thứ hai, cảnh giới thánh hoàng, 27 người. Hàng đầu tiên, cảnh giới thần linh, 3 người. Dairon chỉ giới thiệu đến hàng thứ tư, toàn bộ phòng đấu giá đều oanh động. Trên quảng trường phía ngoài phòng đấu giá, mấy chục vạn người vây xem càng lâm vào xôi trào. Thánh linh, hơn 2.000. Hơn 2.000 thánh linh. Xem như đế tộc cường hãn, đều không có trăm vị thánh linh, bên trong bọn tù binh này lại có hơn 3.000 vị. Mặc dù bọn hắn đến từ phạm vi một thế giới, là tinh tuyển bên trong ức vạn dực nhân, nhưng vẫn để các phương cảm thấy chấn kinh vì số lượng này. Đến hàng thứ ba, dòng dã hơn 100 vị thánh vương, lần nữa gây nên oanh động. Cho dù đế tổ đang ngủ say của bọn hắn, trong thế giới thiên nguyên thần Ma Vi Tôn, Thánh Hoàng cùng Thánh Vương đều có được địa vị cực cao cùng lực ảnh hưởng, đều là cường giả chấn thủ một phương. Bên trong bọn tù binh này lại có hơn 100 vị. Mà, đây vẫn chỉ là may mắn còn sống sót. Thế giới lúc đó khẳng định chết trận rất nhiều, trên đường càng chết số lớn. Nhiều như vậy sao? Nơi đó thật sự là một thế giới cấp thần. Chỉ sợ là thế giới có tiềm lực tấn cấp thế giới cấp đế. Không sai, đó là thế giới thần cấp có tiềm lực tấn đế. Ý vị này chúng ta muốn một lần nữa ước định tiềm lực bọn dực nhân này, nhất là ba vị tổ thần kia. Các đại biểu cường tộc trong xương phòng đều coi trọng. Nhất là Kim Nguyệt đế tộc cùng Thái Thượng đế tộc. Một cái càng tham lam, một cái càng cảnh giác. Dairon vẫn ngắm nhìn xung quanh, rất hài lòng bầu không khí trong xương phòng. Chỉ là mấy số liệu cũng đủ để nhấc lên những cường tộc này hứng thú, kích thích dục vọng bọn hắn cạnh tranh. Hàng đầu tiên, hơn 387.200 người. Trừ bỏ già yếu tàn tật, lần này đấu giá 37 vạn. Mỗi lần cạnh tranh, một tổ vạn người. Dairon vung tay lên, phía sau lưu ly bia nổi lên cường quang,
hiện ra 10.000 dược nhân sắp bị cạnh tranh. Thương thế bọn hắn đều được chữa trị khỏi, đổi lại bộ đồ mới. Lông vũ sáng tỏ tiên diễm, hai cánh hoa lệ, bộ dáng càng anh tuấn mỹ lệ, không thua bao nhiêu so với dược nhân thế giới này. Bọn hắn đều bị xiềng xích sắt cổ, cưỡng ép ngẩng đầu, ngước nhìn phía trước. Trước người bọn họ đều treo lệnh bài, trên đó viết cảnh giới cùng tuổi tác. Một vào nữ dược nhân đặc biệt đẹp, trên bảng hiệu còn viết thân cao cùng số đo 3 vòng. Bọn hắn nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tức giận, nhưng hai tay hai chân đều bị giam cầm, cơ hồ không thể động đậy. Hỗn trướng! Tam sinh đế tộc, các ngươi không cần thiết làm nhục bọn họ như vậy. Một màn khuất nhục này để trong xương phòng dược thần tộc truyền ra gào thét tức giận, chấn động đến sàn bán đấu giá đều đang run rẩy. Gian phòng kia là của dược thần tộc, chú ý một chút. Đại biểu các cường tộc như Kim như Ngọc thừa cơ khóa chặt dược thần tộc bại lộ thân phận. Dairon đưa tay chỉ xương phòng phía xa, cảnh cáo bọn hắn không nên ồn ào, cao giọng tuyên cáo. 10.000 dược nhân, giá quy định cạnh tranh, 100.000 tinh thạch. Các đại biểu trong các xương phòng đều rất kinh ngạc. 100.000. Ít như vậy, không phải nói đùa sao? Linh hồn cảnh đến cường giả niết bàn cảnh, còn dòng dã 1 vạn người. Không nói trước cảnh giới, coi như ở trong đó mấy ngàn dược nhân mỹ lệ, bán vào trong hoa lâu đều có thể bán 10 mấy vạn một người. Đây là đấu giá? Hay làm từ thiện thế? Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, tam sinh đế tộc không cần thiết kiếm tiền bên trên, thức nhắm khai vị, bọn hắn kiếm lời chính là món ngon phía sau. Cạnh tranh không? Trong xương phòng dược thần tộc, dược hoa sư lo lắng nhìn qua. Số lượng cùng cảnh giới của đám dược nhân này đều vượt xa bọn hắn mong muốn, hoàn toàn đáng giá cạnh tranh. Nếu như phía trước toàn bộ đấu giá thắng, rất có thể sẽ hoàn toàn hao hết tinh thạch bọn hắn, phía sau thánh hoàng cùng tổ thần thì sao? Nếu như không cạnh tranh, chỉ có thể trơ nhìn những dược nhân đáng thương bị chuyển rời đến trong xương phòng một ít cường tộc. Mà... dược nhân chuyển rời đến nơi nào đều là bảo mật tuyệt đối, sau khi lấy được còn có thể bí mật di chuyển rời khỏi. Đến lúc đó, mấy triệu dược nhân rất có thể bị phân tán đến các tinh cầu khác biệt toàn tinh vực, đại lục khác biệt, thương hội cùng cường tộc khác biệt. Sắc mặt bọn người dược lâu âm trầm, vẻ mặt nghiêm trọng. Kỳ thật trước khi tới đây, trong lòng bọn họ đã dự định từ bỏ đám người tầng dưới chót nhất, dù sao bọn hắn thật không có quá nhiều tinh thạch. Nhưng nhìn từng dược nhân đáng thương bên trên lưu ly bia, trái tim đều co rút rụt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Dược thần tộc, cạnh tranh không? Đây là nhóm đầu tiên, các ngươi không muốn. Kim Như Ngọc cố ý lên tiếng kích thích, có thể làm cho dược thần tộc đập nhiều một nhóm liền có thể tiêu hao nhiều hơn bộ phận tinh thạch. Chậc chậc chậc, nhìn thật đáng thương, không biết sẽ bị ai đập. Sẽ rơi vào kết cục gì? Trong một xương phòng phát ra âm thanh. Oa a, ngươi xem một chút nữ dược nhân mỹ lệ kia, quá đẹp, ha ha, ta muốn mua trở về. Tiểu tử kia nhìn rất trẻ trung, vậy mà là niết bàn cảnh, tiềm lực phải rất khá. A, các ngươi chú ý không, bộ dáng hai dược nhân kia rất giống, hắc hắc. Phẩm tướng nhóm đầu tiên nhìn rất không tệ, là tam sinh đế tộc cố ý điều ra tới đi, ân. Mua nhóm đầu tiên hẳn sẽ không thua thiệt. Mặc dù đều là niết bàn cảnh trở xuống. Nhưng phổ biến đều là 50 tuổi trở xuống, còn có 2-30 tuổi, nhất định là thiên tài. Trong xương phòng khác cũng lần lượt phát ra âm thanh, có chút cố ý kích thích, có chút xác thực động tâm. Mỗi câu nói giống như dùi nhọn đâm vào trong trái tim bọn người dược lâu. Tăng giá 1.000. Thần tôn thứ 3 dược huyên nhịn không được, vỗ án gầm thét. Chương 3.300 đặc sắc 1. 1.000, thật mở miệng được. Tăng giá 1.000. Đây là thái độ dược thần tộc cứu người sao? 1 vạn người, tăng giá 1.000, thì ra 10 người mới thêm 1 khối tinh thạch. Tất cả xương phòng lần lượt kích thích. Lúc này Kim Như Ngọc đột nhiên đấu giá. Tăng giá 20.000, dược thần tộc, so không? Nếu như không theo, nhóm dược nhân đầu tiên, ta sẽ nhận. Trong xương phòng đan thần truyền ra âm thanh của đệ tử Phượng Thuần Linh. Dược thần tộc thật sự là tới cứu người sao? Hình như khí thế không đủ. Chúng ta vô ý mạo phạm dược thần tộc, cho nên không có ý định cạnh tranh. Nhưng bây giờ xem ra, dược thần tộc giống như không phải rất để ý, vậy chúng ta sẽ đấu giá. Tăng giá 10.000, 13 vạn tinh thạch, ta muốn nhóm dược nhân đầu tiên. Dược huyên bực tức nói. Nhóm đầu tiên, chúng ta đương nhiên muốn, tăng giá thêm 20.000, 150.000 tinh thạch. Kim Như Ngọc lạnh lùng nói.
chỉ cần nhóm đầu tiên à, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, phía sau thì sao? Từ bỏ sao, các ngươi đây là tới cứu người, hay đến xem náo nhiệt? Chúng ta tự nhiên có kế hoạch của chúng ta, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ta không có quyền can thiệp quyết định của các ngươi, chỉ cảm giác buồn cười. Không mang đủ tiền lại còn có mặt dày tuyên bố muốn dẫn mấy triệu dược nhân về nhà, kết quả bắt đầu đấu giá, ra vẻ đáng thương. Chờ hội đấu giá kết thúc, ta sẽ phân tán bọn người này đến toàn tinh vực, nói cho đám dược nhân đáng thương rằng dược thần tộc không phải đi cứu vớt bọn họ, thuần túy là vì thánh hoàng cùng tổ thần kia mà thôi. Kim Như Ngọc, đừng gọi ta tên, hạng người ra vẻ đạo mạo, không xứng. Dược Huyên còn muốn đáp lễ, lại bị thủ hộ giả trong xương phòng đưa tay đè lại, âm thanh lạnh lùng truyền ra xương phòng, quanh quẩn hội đấu giá. Kim Như Ngọc, là ta, ngươi là người phương nào? Lão tử đến cạnh tranh, không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Loạn gọi cái quái gì thế, xé rách miệng chó của ngươi. Tĩnh, hội đấu giá an tĩnh. Phía ngoài quảng trường cũng an tĩnh. Vô số người đưa mặt nhìn nhau, đều cho rằng mình nghe lầm. Đây là vị hảo hán nào? Dữ dội thô bạo như vậy. Nhanh nhẹn dũng mãnh muốn trực tiếp xé miệng thần tôn đế tộc. Ngươi là người phương nào? Chỉ bằng ngươi vừa mới nói câu kia, ta có thể để cho ngươi vĩnh viễn ở lại thiên võ tinh. Kim Như Ngọc giận, chừng nào thì bắt đầu mà ai cũng có thể khiêu khích Kim Nguyệt tộc. Là Kim Nguyệt tộc bọn hắn gần đây điệu thấp. Hay nhìn Kim Như Ngọc nàng dễ ức hiếp. Đai rần gì kia bên ngoài, ngươi là tự mình quản trật tự buổi đấu giá này. Hay để ta quản thay ngươi? Ta nhịn được, không có nghĩa là tính tính ta tốt, nếu như nàng còn dám nói loạn, lão tử sẽ động thủ. Một tiếng bạo hống, chấn động đến tất cả xương phòng đều lay động, càng chấn động đến màng nhĩ mọi người trong xương phòng gần đó oanh minh. Đây chính là vị thần tôn nào dược thần tộc mời tới sao? Bốc lửa như vậy, dã man như vậy, không biết sống chết như thế. Dược thần tộc không ngăn, đây chính là thống lĩnh Kim Nguyệt đế tộc. Kim Như Ngọc tức giận không kiềm chế được, cho dù tính tình tốt cũng nhịn không được khiêu khích như vậy, nhưng không chờ nàng đáp lễ, lại bị Dairon giận dữ mắng mỏ đè xuống tức giận. Nơi này là hội đấu giá, không phải phố dài hoang dã. Ai không tuân theo trật tự hội trường, ngay lập tức cút ra hội đấu giá, trục xuất khỏi Tam Sinh Đế Thành. Bất kỳ kẻ nào, không được ngoại lệ. Ánh mắt Dairon hung ác đảo qua từng xương phòng, đợi sau khi tất cả xương phòng đều an tĩnh, lớn tiếng quát tháo. 150.000 tinh thạch, còn có ai tăng giá không? 160.000. Kim Như Ngọc tức giận không thôi, nhóm dược nhân đầu tiên, nàng chắc chắn phải có được. 170.000. Dược Huyên nơi đó theo sát tăng giá. 180.000 tinh thạch, dược thần tộc, đến đây. Kim Như Ngọc, đừng quá mức, 190.000. 200.000. 250.000, người tiếp đi, tiếp tục, không phải người sĩ diện sao? Theo nào? 300.000. Kim Như Ngọc nắm trong tay mấy chục triệu, không quan tâm 300.000. Dược Huyên há hốc mồm, nhìn về phía nam tử bên cạnh. Người câm, hô, 500.000, ta nhìn xem có tên cờ hó nào theo hay không. Dairon, miệng đầy ộ uế, có tính trái với quy củ hội trường hay không? Kim Như Ngọc lập tức kháng nghị. Xương phòng số 17, cảnh cáo một lần. Nếu như một xương phòng bị cảnh cáo 3 lần. Tước đoạt tư cách cạnh tranh, trục xuất khỏi Tam Sinh Đế Thành. Đừng nói nhảm, 500.000, người có theo hay không? 600.000, 700.000, ta 900.000, người dám lên 1 triệu sao? 1 triệu, Dực Huyên giận dữ hô to. Kim Như Ngọc nơi đó lại an tĩnh. Hừ, nhóm đầu tiên, 1 triệu, thuộc về ngươi. Nhưng mỗi một nhóm tiếp theo, ta đều cho giá 500.000 trở lên, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến mấy đám. 1 triệu, nhóm đầu tiên, thành giao. Hội đấu giá kết thúc, sẽ đều chuyển giao cho người đấu giá. Nhóm thứ hai, 10.000 dược nhân, bắt đầu cạnh tranh, giá quy định 100.000 tinh thạch. Dairon cao giọng tuyên cáo, âm thanh truyền khắp toàn trường. Cường giả trong các xương phòng đều lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, trực tiếp từ 10 đến mấy triệu. Tăng gấp 10 lần, thật sự có thể, bọn hắn biết Kim Nguyệt tộc sẽ cạnh tranh cùng dược thần tộc. Nhưng không nghĩ tới tranh đến kịch liệt như vậy. Làm sao bây giờ? Trong xương phòng dược thần tộc, sắc mặt Dược Huyên khó coi. Vẻn vẹn ngăn thứ 7 đã có 37 vạn, cũng chính là muốn cạnh tranh 37 lần, nếu như mỗi lần đều xào đến mấy triệu, ngăn thứ 7 không kết thúc, bọn hắn đã bị hao hết.
Dực Lâu trầm mặt nói. Chúng ta nhất định phải bỏ qua một bộ phận, muốn toàn bộ mang đi rất không thực tế. Thủ hộ giả ngồi trong xương phòng nói. Ta đến. Nhóm thứ hai, đấu giá bắt đầu. Theo Dairon tuyên bố, lưu ly thạch sau lưng hiện ra 10.000 dực nhân mới. Từ cảnh giới đến phẩm tướng, lại đến tuổi tác, các mặt đều không sai biệt nhiều cùng nhóm đầu tiên. 500.000. Kim Như Ngọc là người đầu tiên gọi hàng, khiêu khích nhìn về phía gian phòng dực thần tộc. Chương 3301 đặc sắc 2. Kết quả. An tĩnh, nơi đó không có bất kỳ đáp lại. Không dám, khí thế vừa rồi đâu. Còn tuyên bố toàn bộ mang đi mấy triệu dực nhân, buồn cười đến cực điểm. Ta mua về tất cả dực nhân, đều sẽ chính miệng nói cho bọn hắn, mục tiêu dực thần tộc là tổ thần, không phải bọn hắn. Ta muốn để khắp thiên hạ. Kim Như Ngọc đang hô hào, trong xương phòng dực thần tộc truyền ra thanh âm. Đây có phải tính làm trái quy tắc hay không? Dairon, lão tử cần phải mắng. Mắng khó nghe, mẫu thân nó đừng oán ta. Dairon nhíu mày hô. Xương phòng số 7, cảnh cáo một lần. Kim Như Ngọc ứng thanh im miệng, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Gương mặt mấy người trong hội đấu giá cùng đám người bên ngoài lần nữa có phản ứng, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật sự đối mặt cùng Kim Nguyệt tộc. Mặc dù đoán được hai bên sẽ cạnh tranh, nhưng trong tưởng tượng cạnh tranh chỉ là cạnh tranh giá cả, liên quan đến miệng mắng nhau, dù sao Kim Nguyệt tộc là đế tộc, mà Dực thần tộc là thần tộc, dưới tình huống bình thường Dực thần tộc tuyệt đối không dám khiêu khích Kim Nguyệt tộc, bây giờ đây là tình huống như thế nào? Là người kia điên, hay Dực thần tộc điên rồi? 500.000 tinh thạch, giao cho xương phòng số 7. Theo Dairon tuyên bố, nhóm thứ 2 kết thúc. Sau đó, nhóm thứ 3, 10.000 dực nhân, cạnh tranh bắt đầu. 500.000, dực thần tộc, so không. Nhóm thứ 4, 10.000 dực nhân, cạnh tranh bắt đầu. 500.000, 500.000. Liên tiếp đến thứ 7 nhóm kết thúc, dực thần tộc đều không có đáp lại, Kim Như Ngọc lại gánh không được. Ngắn ngủi vài phút, nàng vậy mà bỏ ra 3 triệu tinh thạch. Nhóm thứ 8, bắt đầu. Phía sau Dairon xuất hiện 10.000 dực nhân mới, Kim Như Ngọc nơi đó lại không hô. Dực thần tộc nơi đó gọi hàng. 300.000. Kim Như Ngọc lập tức theo vào. 500.000. Thuộc về ngươi. Ngươi. Dairon tuyên cáo. Nhóm thứ 8, thuộc về xương phòng số 7. Nhóm thứ 9, bắt đầu cạnh tranh. Dực thần tộc. 200.000. Kim Như Ngọc kêu giá. 300.000. Thuộc về ngươi. Ngươi. Nhóm thứ 9, thuộc về xương phòng số 7. Nhóm thứ 10, bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi đầu, 100.000. Dực thần tộc. 13 vạn. Kim Như Ngọc không còn kêu giá. Nhóm thứ 10, thuộc về xương phòng số 17. Cứ như vậy, dực thần tộc mỗi đám đều kêu giá 13 vạn, chỉ cần người khác ra giá, hắn nâng giá đến 150.000, người khác lại thêm, hắn không tiếp. 37 lần kêu giá, 19 lần thuộc về dực thần tộc, 13 lần thuộc về Kim Như Ngọc, 5 lần khác thuộc về xương phòng khác. Tổng cộng, dực thần tộc bỏ ra 3,5 triệu, Kim Như Ngọc thì 480 vạn 4,8 triệu. Cạnh tranh ngăn thứ 7, dực thần tộc mặc dù đã mất đi 180.000 dực nhân, nhưng bảo vệ 190.000 dực nhân, tiêu hao giá cả thấp hơn nhiều Kim Như Ngọc, xem như thắng nhỏ. Ngăn thứ 6, niết bàn cảnh trở lên, cao giai niết bàn cảnh trở xuống. Tổng cộng hơn 597.300 người. Trừ bỏ giả yếu tàn tật, đấu giá 570.000. Cùng chia 57 nhóm. Mỗi đám 100.000, cảnh giới, tuổi tác, tiềm lực các loại, toàn bộ cân đối. Giá quy định cạnh tranh mỗi đám, 300.000. Dairon tuyên bố mở ra vòng cạnh tranh thứ hai. Bầu không khí trong xương phòng lần nữa náo nhiệt. Niết bàn cảnh cùng linh hồn cảnh là đại cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Niết bàn cảnh, một ít địa khu đều có thể làm lãnh chúa. Mang sau này bất kể là bồi dưỡng thành tử sĩ, hay xem như thị vệ, đều rất tốt. Giá cả 300.000 thật sự quá thấp. Mặc dù chỉ là giá khởi đầu. Nhóm đầu tiên, giá 300.000 bắt đầu, bắt đầu. Lưu ly thạch sau lưng Dairon, bắt đầu nổi lên sáng rực, thể hiện ra 10.000 dực nhân. 350.000. Lập tức liền có người bắt đầu đấu giá. Nhóm đầu tiên, dực thần tộc không phải cũng không tiếc cái giá bắt lấy sao. Ta ra 500.000. Kim Như Ngọc lần nữa khiêu khích. Con lẳng lơ này không xong rồi. Người mẫu thân nó đã làm cho lão tử chú ý. Người mẫu thân nó nghẹn điên rồi, thèm chơi hả?
xéo đi, lão tử không có hứng thú đối với loại lão bà nương như ngươi. Trong xương phòng Dực thần tộc đột nhiên truyền ra âm thanh giận dữ mắng mỏ. Bầu không khí đang muốn lửa nóng lập tức giống như bị dội cho chậu nước lạnh. Ngay cả Dairon đều trở tay không kịp. Kim Như Ngọc giận tím mặt. Làm càn, chẳng cần biết ngươi là ai, ta dùng danh dự Kim Như Ngọc ta phát thệ, ngươi tuyệt đối không rời khỏi được Thiên Võ Tinh. Trong xương phòng Dực thần tộc truyền ra âm thanh. Dairon, ghi tội không? Không ghi tội lão tử sẽ tiếp tục. Hôm nay không lật ra 18 đời tổ tông của nàng, lão tử theo họ ngươi. Tất cả im miệng cho ta. Xương phòng số 7, xương phòng số 17, đồng thời ghi tội. Ta cảnh cáo các ngươi, ai còn dám phạm một lần, lập tức trục xuất khỏi Tam Sinh Đế Thành. Nhóm đầu tiên, tiếp tục cạnh tranh. Xương phòng số 7 vừa mới ra giá, 500 ngàn. 1 triệu. Dực thần tộc quả quyết ra giá. 1,2 triệu. Kim Như Ngọc tức giận theo vào. Thuộc về ngươi. Dực thần tộc trực tiếp từ bỏ. Ngươi, ta. Kim Như Ngọc vừa muốn nói cái gì, lại cưỡng bức ngậm miệng lại. Còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có, nhóm đầu tiên ngăn thứ 7 sẽ thuộc về xương phòng số 7. Hậu trường ký sổ, 1,2 triệu, tổng cộng đã là 6 triệu. Dairon nhắc nhở để thể hiện trên mặt Kim Như Ngọc trở nên cực kỳ khó coi. Vốn muốn cạnh tranh thánh linh cảnh cùng tổ thần phía sau, kết quả ở phía trước tiêu hao 6 triệu. 6 triệu. Nàng tổng cộng chỉ có 22 triệu, còn thiếu nợ Kim Minh cùng huyết nguyệt tộc, Lam nguyệt tộc. Không thể nào lại phung phí, không thể nào lại làm càn. Nhất định phải tỉnh táo lại. Liền để Dực thần tộc từ từ tiêu hao đi. Ha ha. Khương Phàm ngồi trong xương phòng, cười ha hả nhìn tình cảnh bên ngoài. Dairon muốn điên rồi. Rõ ràng muốn làm hội đấu giá quy cách cao nhất, kết quả suýt chút nữa thành chợ bán thức ăn. Có ý tứ. Hướng Vãn Tình đều cười, vị hộ giả thần bí của Dực thần tộc vậy mà táo bạo như thế, buông thả không bị trói buộc như vậy. Chương 3302 tổ thần thuộc về 1. Người kia rốt cuộc lai lịch ra sao, đây là đang bảo hộ Dực thần tộc, hay là hủy Dực thần tộc? Hàn Ngạo nhìn mà lắc đầu, đây là lực lượng lớn bao nhiêu mới có thể không kiêng nể gì như thế. Đầu Lý Dần thì ông, hôm nay một màn này không thể nghi ngờ là đổi mới nhận biết của hắn đối với thần tộc cùng đế tộc. Trong ấn tượng dĩ vãng, thần tộc cùng đế tộc cũng là cao cao tại thượng, là trí cao vô thượng, là quan sát chúng sinh, chấp tể vạn cương, kết quả. Giống như cũng không phải cao quý như vậy, cũng là người bình thường giống như bọn hắn. Theo Kim Như Ngọc, ẩn núp, cạnh tranh tiếp theo trở nên tương đối an tĩnh. Dù sao trừ Dực thần tộc. Hứng thú của cường tộc khác đối với Dực nhân cũng không phải quá nồng đậm, thánh linh cảnh trở xuống, bắt lấy một nhóm là được. Cứ như vậy, 57 nhóm cạnh tranh, Dực thần tộc vậy mà đập xuống dòng giã 39 nhóm. Mặc dù giá cả cạnh tranh không tính quá cao, nhưng số lượng rất nhiều. Giá cả cuối cùng, hơn 13 triệu tinh thạch. Tính cả trước đó 3,5 triệu, đã hơn 16 triệu. Mức giá kinh khủng để vô số cường giả đều âm thầm ghé mắt. Dực thần tộc có nhiều tinh thạch như vậy sao? Mặc dù Dực thần tộc là thần tộc đầu tiên thiên mạch tinh, số lượng tộc đàn khổng lồ. Nhưng từ khi bọn hắn nhận được tin tức, lại chạy tới nơi này, thời gian ở giữa chuẩn bị chỉ có 2 tháng, trong 2 tháng gom góp hơn 16 triệu tinh thạch thật sự rất khó khăn. Bọn hắn xong. Trong lòng Kim Như Ngọc thoải mái, Dực thần tộc kiếm hơn 10 triệu đã rất khó, có thể tới 20 triệu tuyệt đối là cực hạn. Nói cách khác, Dực thần tộc trong giai đoạn trước đã hao hết tinh thạch trong tay. Trong xương phòng thái thượng đế tộc các loại, đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Dực thần tộc cơ bản xem như bị loại. Ngăn thứ 5, cao giai niết bàn cảnh trở lên, cảnh giới bán thánh trở xuống. Tổng cộng hơn 193.300 người. Trừ bỏ già yếu tàn tật, lần này đấu giá 9 vạn người, cùng chia 9 lần. Mỗi lần 1 vạn người, giá khởi đầu, 1 triệu. Mỗi lần tăng giá. 50.000 trở lên. Dairon hô lên giá trực tiếp để quảng trường phía ngoài hội đấu giá sôi trào. Cái này chẳng phải là 100 khối tinh thạch một vị cao giai niết bàn. Nói đùa sao? Mặc dù chỉ là giá khởi đầu, nhưng giá thị trường bình thường tối thiểu muốn lên vạn nha. Xem ra phía sau Tam Sinh đế tộc khẳng định còn có bảo bối tốt, tất cả phía trước đều là món ăn khai vị, càng là tặng không. Cái này tương đương với cho quyền lợi. Tam Sinh đế tộc rất thông minh. Đi đến đều là cường tộc, còn có thần tộc cùng đế tộc, tương đương với cảm tạ bọn hắn đến cổ động.
Còn có vấn đề, Tam Sinh đế tộc chủ yếu đưa phúc lợi cho Kim Nguyệt đế tộc, cùng thuộc Thiên Võ đế tộc, đương nhiên muốn chiếu cố. Nếu ta có thể đi vào đập một nhóm, đi ra chuyển tay đã có thể kiếm lời mười mấy lần chênh lệch giá. Phất nhanh. Rất nhiều người đấm ngực dậm chân, sớm biết đã chuẩn bị thêm một ít tiền tiến vào.